Chương 2482, sói háo sắc không phải là sói sao? Hơn nữa, đồng chí chỉ cũng muốn thể hiện uy phong của bí thư đảng ủy công an, khoe khoang giám đốc sở công an chỗ anh chẳng phải là dưới quyền của tôi sao? Lão chỉ muốn trả thù ý coi thường mình của Ninh Mãn. Sẽ phải làm thế nào thì mới có thể lại làm xuất hiện việc sói tấn công người? Việc này chỉ có thể là cô Liễu nói, chứ không phải là Ninh Mãn tôi nhiều lời. Ninh Mãn mở ám nói, y không hề sợ Trì Hạo Cường một chút nào. Cô Liễu, có thể nói địa điểm cụ thể không, chúng ta cũng nhân việc này để triển khai công việc, có phải thế không nào? Vì Trì Hạo Cường không hiểu rõ việc của Liễu Nguyệt, cho nên nói vẫn còn khách khí. Dù sao Liễu Nguyệt cũng gọi Liễu Tây Hà là chú, thực lực của Liễu Tây Hà có thể cũng phải đắn đo một chút. Ông ta chẳng sợ gì Diệp Phàm như vậy, thì trong mắt ông ta mình căn bản chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Việc này, tôi sợ bí thư Diệp phê bình là tôi nhắm vào thành phố Đồng Lĩnh, không dám nói. Liễu Nguyệt lắc đầu lại nhắc tới Diệp Phàm. Yên tâm, chỉ cần cô nói là thực thật, tin rằng bí thư Diệp sẽ không phê bình cô. Việc thế này cần phải sớm ngăn chặn thì tốt, nếu không sẽ tạo nên việc lớn hơn thì sẽ phiền phức lắm có phải không nào bí thư Diệp. Trần Húc cố ý ép Diệp Phàm. Chủ tịch Trần nói rất chính xác. Diệp Phàm gật đầu. Cô Liễu, cô nói đi. Nếu công an thành phố Đồng Lĩnh không có cách giải quyết, thì sở công an tỉnh chúng tôi sẽ giúp bọn họ giải quyết. Như thế còn ra gì nữa? Hồ Quý Thiên hừ một tiếng, thể hiện tư thế hiên ngang. Xin cô Liễu hãy nói sự thật, tôi lập tức phái người đi giải quyết. Dù liên quan đến ai Ninh Mãn tôi cũng nhất quyết làm đến cùng. Cô phải tin tưởng công an thành phố chúng tôi hiện nay. Lực lượng đã được tăng cường không ít, không còn là công an thành phố trước kia nữa rồi, sẽ làm cho cô vừa lòng. Ninh Mãn nói, dõng dạc thậm chí khoe khoang một chút. Đúng vậy, Tiểu Nguyệt, nói đi, có nhiều lãnh đạo ở đây như thế, tin rằng họ sẽ giải quyết dứt khoát. Liễu Tây Hà cũng nói, tôi gặp mấy tên sói ở Thiên Khâu Cốc. Liễu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, cô Liễu, nơi đó cô không nên đến. Ninh Mãn thốt ra. Vì sao? Liễu Nguyệt quay đầu hỏi. Nơi đó rất nguy hiểm, rắn độc rất nhiều. Hơn nữa sói cũng rất hung dữ. Bởi vì trước kia đó là một cái giếng trời, sau này không hiểu vì sao lại bị nứt ra rồi người ta có thể đi vào trong đó. Tuy nhiên, rất nguy hiểm. Bình thường thì không có người vào. Mặt Ninh Mãn nghiêm túc nói. Cục trưởng Ninh vừa mới nói rất rõ ràng rồi đấy, thế nào, đến mấy người cũng sợ sao? Liễu Nguyệt không nể tình nói. Vừa rồi giám đốc sở Hồ và chủ tịch tỉnh Trần cũng đã nói rồi có phải không? Vừa nãy tôi cũng đã nói những lời không được nói, các anh còn cổ vũ tôi. Con người, cô Liễu, vừa rồi cô nói là sói phải không? Ninh Mãn sửng sốt hỏi. Là sói háo sắc chứ không phải sói bình thường. Liễu Nguyệt nói. Thật chẳng ra gì, cô Liễu xin hãy nói rõ hơn một chút. Là bọn lưu manh nào? Chúng tôi nhất định xử lý nghiêm khắc. Ninh Mãn lấy lại khí thế. Tên cầm đầu tên là Đường Sở, dẫn theo một đám người muốn bắt nạt tôi. Tuy nhiên may là có người đến cứu. Nói đến đây Liễu Nguyệt cố ý đưa ánh mắt nhìn Trần Húc, Hồ Quý Thiên đến Ninh Mãn, rồi nói tiếp. Không biết tên Đường Sở này các anh có dám bắt hay không? Nhà của hắn có phải là ở thị xã Trương Hà không? Khi Ninh Mãn hỏi dường như giọng nói có chút run sợ. Y thực sự lo lắng không biết có phải Đường Sở của Đường gia hay không, tên công tử lưu mạnh này thật là bệnh hoạn. Còn Hồ Quý Thiên và Trần Húc đều giữ nguyên sự trầm mặc, Diệp Phàm cười thầm, trong lòng nghĩ Liễu Nguyệt đúng là danh ma. Căn bản là đang cố ý đùa giỡn những tên này. Nghe nói đúng là như thế, cha hắn hình như là trường công an thị xã Trương Hà gì đó. Tôi một mình ở nơi đất khách bị ăn hiếp cũng đã ăn hiếp rồi, có cách nào nữa đâu. Liễu Nguyệt thản nhiên nói. Tiểu Nguyệt, bọn xúc sinh đó làm gì cháu? Liễu Tây Hà tức giận, lần này Liễu Tây Hà vốn là muốn mời anh họ Liễu Tín Đông. Cuối cùng đã phái Liễu Nguyệt đến cũng coi như là nể mặt rồi. Dù sao Liễu Tín Đông cũng quá bận, không thể đến được. Nếu có chuyện gì xảy ra với Liễu Nguyệt ở Đồng Lĩnh thì Liễu Tây Hà còn chỗ nào để mà chui nữa? Thực ra cháu không làm sao cả, may là có người kịp thời cứu cháu mới không làm cho hắn không thực hiện được. Liễu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nói. Xúc sinh. Liễu Tây Hà tức giận mắng một câu rồi nhìn chằm chằm vào Ninh Mãn nói. Cục trưởng Ninh, tôi yêu cầu các anh lập tức bắt tên xúc sinh Đường Sở xử lý nghiêm khắc.
Nếu không, Liễu Tây Hà tôi lẽ kiện lên tận tỉnh ủy. Việc này, tôi... Vẻ mặt Ninh Mãn lập tức tím đen lại, y nhìn Hồ Quý Thiên, Trần Húc và Sa Thiên. Chủ tịch Trần, anh là lãnh đạo phân công phụ trách công an trong tỉnh. Còn giám đốc sở Hồ, anh là lãnh đạo sở công an tỉnh. Vừa rồi các anh nói phải xử lý nghiêm khắc việc này có phải không nào? Liễu Tây Hà ép tới. Việc này nhất định phải điều tra, tuy nhiên, việc này xảy ra trong ranh giới của thành phố Đồng Lĩnh. Vì thế việc này xảy ra thế nào các anh có thể báo án với Cục Công an bản địa hoặc Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh. Còn việc xử lý thì phải chờ đến khi điều tra có kết quả rồi do Cục Công an sở tại quyết định. Trần Húc trong nháy mắt miệng lưỡi đã thay đổi, biến xử lý thành điều tra. Điều tra chỉ là một cách nói xử lý cũng được, nói người ta không có việc gì không phải xử lý cũng được. Phải chăng đó chính là điều tra? Nhất định phải điều tra. Hồ Quý Thiên cũng gật đầu nói. Cục trưởng Ninh, anh còn chưa phái người đi bắt tên Đường Sở sao? Liễu Tây Hà nhìn chằm chằm Ninh Mãn. Bí thư Trì, anh là bí thư được phân công quản lý ngành công an. Việc này, hay là xin chỉ thị của anh Cục Công an thành phố chúng tôi nên làm thế nào? Không ngờ ra mặt Ninh Mãn lại dày như vậy, trước mặt mọi người lại muốn đẩy việc này cho Trì Hạo Cường. Đồng chí Ninh Mãn, vừa rồi anh không nghe rõ chỉ thị của Chủ tịch Trần sao? Vừa rồi Chủ tịch Trần đã trực tiếp chỉ thị. Do cơ quan công an bản địa hoặc Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh xử lý. Anh là cục trưởng kiểu gì thế, đến một chút kiến thức cơ bản như vậy cũng nghe không hiểu. Một việc nhỏ như vậy cũng phải xin chỉ thị sao? Thật là vớ vẩn, nếu như ba cơ quan công an, viện kiểm soát và tòa án thành phố Đồng Lĩnh cũng đều giống như anh thì Trì Hạo Cường tôi có phải là một chết đi rồi không? Trì Hạo Cường đương nhiên không ngốc nghếch đưa tay đón lấy củ khoai đang nóng bỏng tay này. Ai cũng biết Đường Sở chính là con trai của Đường Vân trưởng công an thị xã Trương Hà. Đường gia và Khổng gia có quan hệ thân thích, thế lực rất hùng hậu. Hơn nữa, Trì Hạo Cường nhân cơ hội này dạy cho Ninh Mãn một bài học. Trong lòng Trì Hạo Cường thực sự rất khoái chí. Bí thư Trì, bố của Đường Sở là Đường Vân có phải không? Từ nãy Sa Quân không hề lên tiếng giờ đột nhiên xen vào hỏi. Nếu cố Liễu nói con sói háo sắc đó chính là Đường Sở của Đường gia ở thành phố Trương Hà thì cha của hắn chính là đồng chí Đường Vân rồi. Trì Hạo Cường gật đầu nói. Cô Liễu Nguyệt, người ức hiếp cô đó có phải tên là Đường Sở, là con trai của Đường Vân trưởng công an thị xã Trương Hà. Việc này cô phải thận trọng, phải làm rõ ràng, không thể nói lung tung. Nếu không chính là vụ oan rồi, đây cũng là phạm tội. Hơn nữa còn liên quan đến người nhà của giám đốc sở công an. Hy vọng cô Liễu thận trọng hơn một chút. Sa Quân vẻ mặt nghiêm túc nói. Bí thư Sa, anh hỏi thế là thế nào? Cháu tôi chỉ là thiếu chút nữa thì bị ức hiếp, chứ không phải thực sự là bị ức hiếp. Hy vọng bí thư Sa nói năng thận trọng một chút, đừng nói bừa. Nếu không sợ rằng sẽ dẫn đến những phiền toái không đáng có. Liễu Tây Hà nhíu mày nói. Việc này, lời của Sa Quân vừa mới nói chắc chắn là không ổn rồi. Có khả năng có lẫn lộn. Nếu không phải sự thật thì sau này Liễu Nguyệt đâu có thể nhìn người ta nữa phải không? Tôi không chịu, bị bọn họ đánh, đặc biệt là tên xúc sinh Đường Sở đã xé rách áo ngoài của tôi. Hắn đang định xé áo trong của cháu thì cháu được người kịp thời cứu. Nếu không chú Liễu, cháu sợ rằng hôm nay không gặp được chú rồi. Hơn nữa, tối hôm qua cháu đã hỏi thăm rồi. Tên xúc sinh Đường Sở chính là con trai của Đường Vân, trưởng công an thị xã Trương Hà. Có người còn bảo cháu nhanh chóng rời khỏi thành phố Đồng Lĩnh, nói là ở thành phố Đồng Lĩnh, Đường gia chính là một con hổ, không đùa được phải nhanh chóng trốn đi. Không ngờ thành phố Đồng Lĩnh dưới sự lãnh đạo của bí thư Diệp lại gay gâu như thế, con trai của giám đốc sở công an lại là một tên cầm thú. Liễu Nguyệt đương nhiên cũng vội vàng chứng minh một chút, nếu không truyền ra ngoài thì còn ra gì. Hơn nữa người con gái này cũng thật biết cách thể hiện sự bi thương. Và cũng biết cách hát chậu nước bất về phía Diệp Phàm. Xem ra, thành kiến của Liễu Nguyệt đối với Diệp Phàm rất lớn. Cô Liễu, việc vẫn chưa điều tra rõ ràng không thể đưa ra kết luận bừa được. Hơn nữa, dù cô kể là sự thật, nhưng đó chỉ là Đường Sở làm. Việc hổ bố sinh chó con xã hội chúng ta bây giờ không phải là hiếm gặp. Đường Sở là Đường Sở mà, đương nhiên, việc này nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Diệp Phàm nói. Lúc đó anh không phải là... Liễu Nguyệt tức giận chỉ Diệp Phàm, có lẽ là muốn nói không phải anh đã ở đó, còn phải điều tra cái gì nữa.
Tuy nhiên, Diệp Phàm vội vàng trừng mắt nhìn cô ta, Liễu Nguyệt liền nghẹn lời lại. Bởi vì trong sắp xếp kế hoạch của Tề Thiên thì Diệp Phàm không tiện xuất hiện ở trước mọi người. Loại xúc sinh này không bắt thì không còn công lý, cục trưởng Ninh, tôi chờ các anh làm việc. Liễu Tây Hà tức đến mức cơ thịt bên má cũng đang nhảy nhót lên. Nhìn từ những sự thật chứng minh của cô Liễu vừa nói, Đường Vân không chỉ là trưởng công an thị xã Trương Hà, mà còn là bí thư đảng ủy công an thị xã, là một cán bộ cấp phó. Tầng lớp cán bộ này đối với cục công an thành phố Đồng Lĩnh mà nói do Ninh Mãn xử lý thì rõ ràng có chút yếu kém. Bí thư đảng ủy công an các huyện phía dưới phải do lãnh đạo chủ quản bản địa hoặc bí thư đảng ủy công an hơn một cấp xử lý. Lời này của Sa Quân là muốn kéo Ninh Mãn ra, ném phân vào người Trì Hạo Cường. Ha ha ha, đồng chí Sa Quân, cục công an thành phố độc lập phá án. Dù cha ruột của Đường Sở là Đường Vân, nhưng ông ấy cũng không có quyền can thiệp vào việc phá án của cục công an thành phố. Hơn nữa, Thiên Khâu Cốc nằm trong địa phận của huyện Đông Tân, việc này xảy ra ở huyện Đông Tân, vốn là do công an huyện Đông Tân đứng ra điều tra xử lý. Tuy nhiên, vì chuyện này liên quan đến con trai của đồng chí Đường Vân, cho nên công an huyện Đông Tân đã không thể đảm nhiệm điều tra xử lý được việc này. Cho nên, để loại bỏ tất cả những phiền nhiễu, phải do cục công an thành phố đứng ra điều tra xử lý việc này. Trì Hạo Cường nói, liếc nhìn Liễu Nguyệt nói. Cô Liễu Nguyệt, cô có việc gì xin hãy nói cụ thể với đồng chí Ninh Mãn. Tin rằng đồng chí Ninh Mãn sẽ cho cô một kết quả xử lý vừa ý. Chương 2483, hai vị hắc bao công. Đồng chí Ninh Mãn, bí thư Chỉ đã giao chuyện này cho anh rồi. Hy vọng anh sẽ dốc toàn lực làm cho tốt. Phải công minh, công chính, phải giải tỏa được oan khuất cho người bị hại, chúng ta nhất định phải nêu cao chính nghĩa, thể hiện tính công bằng của Cục Công an thành phố trên vấn đề pháp luật. Phải làm cho nhân dân toàn thành phố nhìn thấy, chỉ cần là cái ác, bất kể liên quan đến người nào, Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh có quyết tâm xử lý. Diệp Phàm phun ra những lời mang tính cổ vũ, Ninh Mãn nghe thấy suýt chút nữa thì phải chạy mất rồi. Đồng chí Ninh Mãn, anh phải nhớ kỹ chỉ thị của bí thư Diệp. Làm vụ án này thành vụ án sắt, bất kể liên quan đến cái gì, khi điều tra được đến cùng. Trì Hạo Cường vẻ mặt nghiêm túc nói, y lại đẩy Diệp Phàm lên trước làm bia đỡ đạn. Cái gì mà chỉ thị của bí thư Diệp đưa lên trước? Việc này nếu liên quan đến người thân của đồng chí Đường Vân, tôi thấy đồng chí Trì Hạo Cường cũng phải chú ý theo dõi, thường xuyên báo cáo với tôi tình hình tiến triển của vụ án. Diệp Phàm lại kéo Trì Hạo Cường vào trong vụ án. Hai đồng chí Trì Hạo Cường và Ninh Mãn chỉ có thể là hai vị hắc bao công gật đầu. Đội trưởng Thái, anh lập tức dẫn theo mấy người gọi Đường Sở đến cục. Ninh Mãn hạ lệnh cho một cảnh sát viên. Đội trưởng Thái hành lễ rồi xoay người đi, tuy nhiên, Ninh Mãn lại nhắc nhở. Đội trưởng Thái, phải chú ý tác phong, nhân cách của cảnh sát, phải chú ý chấp pháp văn minh. Chủ tịch Trần, Giám đốc Sở Hồ, Bí thư Diệp. Chúng ta bắt đầu cắt băng chứ? Sắp đến giờ ăn cơm rồi. Lúc này Liễu Tây Hà nói, tuy nhiên nụ cười trên mặt là cố gượng ép. Không rạng rỡ tự nhiên như vừa rồi. Mấy người cùng đi đến trước băng lụa. Chủ tịch Liễu làm việc thật là hiệu quả cao. Nghe nói qua Tết còn tăng ca, tăng giờ, tăng tiền công mời công nhân đến dọn dẹp đường cống. Chủ tịch Liễu toàn tâm toàn ý vì cuộc sống tinh thần của người dân Đồng Lĩnh khiến chúng tôi phải học tập. Diệp Phàm cười ha hả. Cũng tạm tạm. Lắp đặt miệng cống sớm một ngày cũng là để trữ đủ nước sớm một ngày. Đến khi đủ nước có thể phát điện rồi, điện của chúng ta phần lớn đều là cung cấp cho người dân Đồng Lĩnh. Hơn nữa, điện phát ra cũng có thể kiếm được tiền, chúng tôi có thu nhập, còn tài chính thành phố các anh chẳng phải là cũng có thể thu thuế sao? Nếu không, trạm điện Hồng Cốc không có điện chúng ta không có thu nhập tài chính thành phố các anh cũng mất đi một khoản không nhỏ. Liễu Tây Hà gượng cười châm chọc. Y đương nhiên biết Diệp Phàm đang châm chọc y. Đúng vậy, chủ tịch Liễu một lòng tạo phúc vì nhân dân Đồng Lĩnh là kiểu mẫu để chúng ta học tập. Nếu các xí nghiệp ở Đồng Lĩnh đều có lòng như Liễu Tổng, thì Đồng Lĩnh chúng ta không lo gì không phát đạt có phải không nào? Diệp Phàm cười ha hả nói, khiến cho Khổng Đoan và những người khác bên cạnh không hiểu ra sao. Trong lòng tự nhủ hôm nay đồng chí Diệp Phàm phải chăng đã uống nhầm thuốc? Liễu Tây Hà rõ ràng là muốn đóng cửa cống không xả nước, đến khi người dân trại Hồng Cốc lại không có nước dùng. Người vẫn còn muốn khen hắn sao? Đây chẳng phải là bị bệnh à?
Ha ha ha, nên thế nên thế. Huống hồ bí thư Diệp đang quản lý chính trị ở thành phố Đồng Lĩnh mà. Có thể vì ủy ban nhân dân thành phố giải quyết một số khó khăn thực tế, là vinh hạnh của Liễu Tây Hà tôi mà. Đương nhiên, tôi cũng hy vọng ủy ban nhân dân thành phố Đồng Lĩnh các anh có thể đẩy nhanh tốc độ, sớm rút lệnh dừng sản xuất đối với trạm điện Hồng Cốc chúng tôi. Để chúng tôi tạo cơ hội kiếm tiền cho phòng tài chính thành phố. Bằng không, tua bin nước cứ dừng như thế cũng rất dễ trở thành sắt rỉ. Hơn nữa, không phát điện thì không có thu nhập, đến khi đó lương của công nhân cũng không thể trả được. Công nhân không có lương thì không có cơm ăn, con người mà, thực sự đến lúc không có cơm ăn thì e là sẽ như chiếc sọt thủng. Chiếc sọt đã bị thủng to rồi thì không thể vá lại được. Liễu Tây Hà cười nhạt nói. Không thể nói như vậy được, trách nhiệm an toàn nặng tựa Thái Sơn. Chúng ta phải sản xuất, phải thu nhập, phải nộp thuế. Nhưng những cái này so với sự an toàn tính mạng của con người đều là chuyện nhỏ. Đến mạng sống cũng không còn nữa thì những cái đó lấy để làm gì nữa. Việc kiểm tra của phòng giám sát an toàn thành phố cũng cần qua một quá trình, hơn nữa việc chỉnh sửa của các anh cũng cần có một quá trình có phải không nào. Chỉ có thể chờ đến khi các anh hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn an toàn thì mới có thể tái sản xuất được. Nếu không, trách nhiệm này Diệp Phàm tôi không gánh vác nổi. Tin rằng ở đây cũng không có vị nào dám đứng ra để gánh trách nhiệm này phải không nào. Bao gồm cả chủ tịch Liễu có phải thế không? Diệp Phàm cũng vẻ mặt thản nhiên đáp lại, hai người thực tế đều đang dùng môi làm súng để chiến đấu với nhau. Ở đây đều là những tay lõi đời nên nghe đều hiểu hết. Liễu Tổng có thể trả lương cao gấp 3 lần để thuê công nhân đến sửa đường ống cống, tin rằng thực lực hùng hậu của tập đoàn Vạn Thắng các anh không để ý đến việc kiểm tra của giai đoạn này. Tiền công của công nhân chắc không thành vấn đề, còn an toàn mới là quan trọng nhất có phải thế không nào? Lúc này Mễ Nguyệt đứng bên cạnh nói xen vào. Ha ha, không sao, kiểm tra đi, các anh cứ kiểm tra. Tập đoàn Vạn Thắng chúng tôi tuy là một xí nghiệp nhỏ, nhưng trạm điện Hồng Cốc các anh kiểm tra đã mấy năm chúng tôi vẫn duy trì được. Trạm điện Hồng Cốc là của tập đoàn Vạn Thắng chúng tôi không quan tâm đến họ thì ai quan tâm? Liễu Tây Hà tức giận nói năng thể hiện sự lắm tiền. Đừng lo lắng, tôi đã nói qua với đồng chí của phòng thanh tra an toàn rồi, phải đẩy nhanh tốc độ kiểm tra. Tranh thủ trong vòng 3 tháng phải để cho trạm điện Hồng Cốc vận hành trở lại. Tuy nhiên, đến lúc đó, tôi vẫn phải cảm ơn Liễu Tổng đã lắp đặt hệ thống ống cống mới. Chứa nước điều hòa nước rất tốt mà. Lời của Diệp Phàm nghe rất mờ mịt, trong lòng nghĩ ta đây mới là không thể yên tâm, người muốn điều hòa nước. Cửa lại không có. Trạm điện Hồng Cốc này là của tập đoàn Vạn Thắng. Liễu Tây Hà hừ một tiếng. Không sao, qua một thời gian nữa là không phải nữa rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, giải băng cũng được cắt xong. Xoay người nói. Thành phố còn có việc, Chủ tịch Trần, Giám đốc Sở Hồ, chúng tôi đi trước một bước không thể cùng các anh ăn cơm được. Vâng, anh đi. Trần Húc gật đầu, sau đó hỏi Liễu Tây Hà. Nghe khẩu khí của bí thư Diệp có phải tập đoàn Vạn Thắng các anh bán trạm điện Hồng Cốc? Bán, ai nói vậy, trả bao nhiêu tiền cũng không bán, dù có làm cho trạm Hồng Cốc biến thành đống sắt vụn thì chúng tôi cũng không bán. Liễu Tây Hà nói rất kiêu ngạo. Ha ha, hóa ra là thế, đúng là kỳ lạ. Trần Húc cười khan một tiếng rồi không hỏi nữa. Y và Hồ Quý Thiên nhìn nhau, hai người đều thầm cười trong lòng. Cái gì, Đường Sở phạm tội cưỡng dâm? Nói láo, nó bây giờ đang ở đâu? 3 giờ chiều, Đường Vân vừa vào phòng làm việc đã nghe được tin này giật mình chút nữa thì nhảy dựng lên trên ghế. Nhưng sau đó Đường Vân đã bình tĩnh trở lại ngồi xuống. Nghe nói Phó Chủ tịch Trần Húc, Phó Giám đốc Sở Hồ Quý Thiên và Diệp Phàm đều xuống trạm điện Hồng Cốc để chỉ thị tức thì. Chánh văn phòng công an thị xã Trương Hà Trần Chính Văn hơi cúi đầu kể tin tức nghe được lại một lượt. Vậy thằng danh con kia giờ ở đâu? Lập tức gọi điện thoại cho nó, nói là tôi muốn nó lập tức về đây. Đường Vân chút nữa thì ném cây bút trên tay xuống đất. Trần Chính Văn rút điện thoại ra, không lâu sau lắc đầu nói. Bí thư Đường, không liên lạc được. Lẽ nào bị người của Ninh Mãn bắt đi rồi? Chắc không thể, nếu bị bắt thì đã có người nói với chúng ta rồi. Đường Vân nói. Hơn nữa, Ninh Mãn hắn biết Đường Sở là con trai của Đường Vân ta. Ít nhất cũng phải quan tâm một chút phải thế không nào. Tôi cũng bực mình, trước kia dù xảy ra chuyện gì. Đường Sở nhận được điện thoại của hai chúng ta nhất định lập tức nghe máy.
Hôm nay không biết có chuyện gì. Trần Chính Văn cũng trong đầu cũng mê muội. Lập tức gọi thêm mấy người đi tìm. Đường Vân khoát tay, nghĩ rồi nói. Đúng rồi, Liễu Nguyệt kia là ai? Không rõ lắm, hình như là thân thích của Liễu Tây Hà. Chắc không phải là người bản địa chúng ta. Trần Chính Văn lắc đầu nói. Cô ta giờ đang ở đâu? Đường Vân nhíu mày hỏi. Tôi đã phái người ngầm theo dõi rồi, ăn cơm trưa xong cô ta nghỉ ở khách sạn Đồng Lĩnh. Tuy nhiên, hình như có hai người đi theo bảo vệ rất sát. Một người nam, một người nữ, có lẽ là người của Liễu Tây Hà phái đi. Trần Chính Văn nói. Được rồi, cậu xuống phái thêm người đi tìm Đường Sở đi. Sau khi tìm được lập tức liên lạc với tôi, thằng nhãi này đã làm ta thủng nhiều cái sọt lớn rồi. Nét mặt Đường Sở trầm xuống khoát tay. Một lúc sau, Đường Vân lại cầm điện thoại lên gọi rồi lại gác máy. Cũng 3 giờ chiều, bí thư đảng ủy huyện Hồng Lĩnh được đề bạt lên phó giám đốc sở xây dựng tỉnh Trịnh Mãn Đồng đang dõng dạc nói trong đại hội công tác xây dựng của tỉnh, đưa ra bản quy hoạch xây dựng tỉnh Tấn Lĩnh. Tuy nhiên, lúc này thư ký Tiểu Ngưu đang nói thầm bên tai Trịnh Mãn mấy câu. Trịnh Mãn sau khi giải thích mấy câu qua microphone với mọi người rồi rời khỏi đại hội chạy thẳng đến phòng làm việc của giám đốc sở xây dựng Lan Quế Hương. Tuy nhiên, vào đến cửa định chào giám đốc sở Lan thì phát hiện khuôn mặt của người ngồi trên chiếc ghế xoay vừa xoay lại, y sau khi giật mình miệng liền há to, hai mắt trợn lên, mặt biến sắc. Chủ nhiệm Kỳ cũng đến ạ. Trịnh Mãn vội vàng chào hỏi, lúc này sắc mặt đã bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên trong lòng y vẫn run lạnh. Bởi vì Kỳ Cương Thành là chủ nhiệm phòng giám sát thứ nhất của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, người Tấn Lĩnh gọi là hổ mặt đen. Là lá cờ đầu chống tham nhũng của Ủy ban Kỷ luật thành phố Tấn Lĩnh. Có lẽ, tất cả quan chức của tỉnh nhìn thấy ông ta đều phải tránh. Bởi vì Kỳ Cương Thành đã từng bắt hai cán bộ cấp giám đốc sở. Trong đó một người là bí thư thành ủy của một thành phố cấp 3. Còn về cán bộ dưới cấp phó giám đốc sở thì đương nhiên còn nhiều hơn. Mấy người này tương đối điển hình, lúc đó là oanh tạc toàn tỉnh. Ông ta đến phòng làm việc của giám đốc sở Lan không phải là không có việc gì. Còn mình lại bị giám đốc sở Lan gọi đến, đây chẳng phải là muốn nói Kỳ Cương Thành muốn nhắm vào mình hay sao? Vì thế, Trịnh Mãn là một người khôn danh, nhưng trong lòng đã sớm run lên, có thể điềm tĩnh chỉ là bên ngoài thân xác mà thôi. Đồng chí Trịnh Mãn, có một số vấn đề cần anh đến chỗ chúng tôi xác minh một chút. Xin mời. Kỳ Cương Thành nói rất khách khí, hơn nữa giọng điệu lại rất ôn hòa không cứng rắn, nhưng nét mặt lại rất nghiêm túc. Nhưng Trịnh Mãn nghe lại to như tiếng sấm bên tai. Tôi không vi phạm việc gì, các anh xác minh cái gì, chủ nhiệm Kỳ, nhất định là nhầm lẫn rồi. Trịnh Mãn thiếu chút nữa thì hét lên. Chương 2484, thực lực của Liễu gia. Chúng tôi không hề nói anh phạm tội, chỉ là giám đốc Trịnh đến xác minh một chút thôi. Kỳ Cương Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, Trịnh Mãn không biện minh gì nữa, y biết có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Trịnh Mãn chân trước vừa bước đi, trong vòng mấy phút, tin tức phó giám đốc sở Trịnh bị hắc diện hổ của Ủy ban Kỷ luật được truyền đi khắp nơi trong sở xây dựng tỉnh. Chủ yếu là danh tiếng của hắc diện hổ Kỳ Cương Thành quá lớn. Vừa đi ra khỏi cơ bản mọi cán bộ đều biết đây là vị anh hùng chống tham nhũng tiếng tăm lẫy lừng. Liễu Tây Hà ăn cơm xong, trên đường trở về tỉnh thành cũng đã biết được tin tức này. Liễu Tây Hà hơi giật mình, lập tức nói với lái xe. Lái nhanh lên một chút. Lập tức, chiếc Mercedes-Benz lao nhanh đi giống như mũi tên được bắn ra. Cùng lúc này, đồng chí Thường Thanh Giang chủ tịch huyện Hồng Lĩnh được đề bạt nhậm chức bí thư huyện ủy một huyện thuộc thành phố Long Giang và đồng chí Dương Lý Tài chủ nhiệm điện lực huyện Hồng Lĩnh được đề bạt lên nhậm chức phó tổng giám đốc tổng công ty điện lực tỉnh đã đến một nơi bí mật bên ngoài Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tấn Lĩnh. Tuy nhiên, không giống như Trịnh Mãn, hai người Thường Thanh và Dương Lý Tài lại là song quy bí mật. Lập tức điều tra cho tôi bây giờ Trịnh Mãn đang ở đâu. 5 giờ, Liễu Tây Hà vừa trở về tỉnh, vội vàng chạy thẳng đến phòng làm việc, liền ra lệnh cho một người trung niên. Khi tôi nhận điện thoại của anh lúc 3 giờ tôi đã lập tức cử người đi điều tra rồi. Tuy nhiên, hắn ta nói việc lần này Kỳ Cương Thành làm rất bí mật. Không sử dụng người của Ủy ban Kỷ luật, cũng không hiểu ông ta tìm người ở đâu đến phối hợp làm việc. Hơn nữa, Kỳ Cương Thành cũng không thấy đâu. Có lẽ là kiểm tra đột xuất. Việc này rất nghiêm trọng. Người trung niên sắc mặt có chút khó nhìn nói. Mẹ kiếp, phó giám đốc sở giám sát mà không biết cấp dưới đi đâu à?
Ta bỏ ra nhiều tiền như vậy để nhấc hắn ta lên đây để làm cái giám gì, ngu ngốc vô dụng, anh tiếp tục gọi điện cho hắn ta. Nếu không điều tra ra, từ nay về sau đừng hy vọng ta bỏ tiền ra cho chức quan của hắn ta nữa. Liễu Tây Hà đập bàn một cái tức giận mắng, vung đậy tách trà cũng phải nhảy lên, nước trà cũng bắn ra bàn. Tây Hà, đừng tức giận như vậy, kẻo hại cho sức khỏe. Người trung niên nói, nhìn Liễu Tây Hà nói tiếp. Thực ra trong lòng anh cũng hiểu rõ. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tấn Lĩnh là họ Lan. Người này vì không biết nghe lời phải trái. Quan chức thất thế trong tay ông ta không ít. Đầu óc người này căn bản không thông suốt, còn kỳ cương thành mọi người đều rõ, đầu óc ông ta đã chỉ biết đến một chữ Lan. Đừng nói là phó giám đốc Sở Dương Phi Minh, lời nói của bất kỳ một vị phó chủ tịch tỉnh không phải thường trực thì cũng không là gì. Đương nhiên, việc này phải ép Dương Phi Minh đi điều tra rõ ràng. Bất kể dùng biện pháp gì cũng phải điều tra rõ ràng. Bằng không nuôi hắn ta để làm cái gì. Người trung niên gọi Liễu Tổng, là người đại diện cho Liễu Tây Hà, cũng là cố vấn của Liễu Tây Hà. Thế thì tốt, việc này chú Liễu Trâm trước xử lý là được rồi. Tuy nhiên phải nhanh một chút, tôi sợ Trịnh Mãn bị bọn họ đầy không chịu được sẽ phun ra. Bỏ một chút tiền thì chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề mấu chốt là lần này là ai đâm Trịnh Mãn, tôi nghĩ, ngoài tên Diệp Phàm ở thành phố Đồng Lĩnh thì chẳng còn ai khác. Nếu tên này thật sự muốn chơi tôi thì tôi sẽ phải chơi đến cùng. Liễu Tây Hà tôi thích những kẻ biết chơi. Người vừa chơi đã thắng thì có gì là thích thú, không có tính khiêu khích, cạnh tranh. Liễu Tây Hà nói đến đây thì mỉm cười. Liễu Trọng không khỏi run lên, không khỏi trầm ngâm một chút vì Diệp Phàm. Bởi vì Liễu Trọng hiểu rằng, Liễu Tây Hà càng gặp phải việc khó giải quyết thì càng cười. Nụ cười đó cơ bản là nụ cười lạnh lùng. Hơn nữa, mấy năm nay những đối thủ chơi với Liễu Tây Hà kết cục đều rất đáng thương. Khuynh gia bại sản có, vài tù có, thậm chí do một vài nguyên nhân nào đó mất mạng cũng có. Đương nhiên, việc mất mạng Liễu Tây Hà sẽ không tham gia, mà luôn là thủ hạ, tình huống bất đắc dĩ bản thân mới trực tiếp ra tay. Liễu Tây Hà không muốn lấy mạng người, nhưng Liễu Tây Hà chỉ cần thắng lợi. Diệp Phàm vừa vào phòng làm việc, Ngọc Xuân Phong vội vàng đi vào. Là vấn đề nước non phải không? Diệp Phàm vừa chào Ngọc Xuân Phong ngồi xuống vừa hỏi. Lại hết nước rồi. Tuy chúng ta tạo đập ngăn nước tích trữ được lượng nước nhất định, nhưng dù sao cũng không phải là kế sách lâu dài. Huống chi, nước tù dễ trở nên bẩn. Còn những người của chú Tam nghe nói nước ở khe suối đã cạn, liền tức giận rồi. Hơn 1.000 người tập trung lại nói muốn đập phá trạm điện Hồng Cốc. Tôi đã khuyên can hết lời. Tuy nhiên, Tam Thúc Công đã nói, nếu nước trữ trong đập dùng hết mà không có nước đến bọn họ sẽ liều chết với trạm điện Hồng Cốc. Tình hình việc này rất nghiêm trọng, Bí Thư Diệp phải nhanh chóng nghĩ cách. Nếu không, mùa xuân đến, ruộng đồng lại cần có nước, lượng nước phải dùng tương đối nhiều. Đến lúc đó đập chắn nước xả ra được tí nước thì xong rồi. Tôi sợ rằng không lâu nữa sẽ xảy ra hỗn loạn to. Hơn nữa, ngày mai cán bộ của Cục Tài chính xuống, nếu Tam Thúc Công đưa chuyện này ra. Đây chẳng phải là phiền toái sao? Sắc mặt của Ngọc Xuân Phong đen đến mức sắp thành lý quỷ rồi. Bất kể như thế nào, anh phải hết sức trấn an Tam Thúc Công, bảo bọn họ bình tĩnh một chút, đặc biệt là nghi thức ký kết ngày mai tuyệt đối không được gây rối. Nếu chọc giận người của Cục Tài chính khiến người ta phủi mông bỏ về thì sau này muốn xin tiền cũng khó. Tính nghiêm trọng của việc này, anh phải nói rõ với Tam Thúc Công. Việc này gây sức ép cũng vô dụng. Vấn đề nước bảo bọn họ yên tâm, trong vòng một tháng nhất định giải quyết được. Diệp Phàm cũng có chút lo lắng. Tôi sẽ cố hết sức đi làm công tác tư tưởng. Ngọc Xuân Phong nhíu mày. Anh lập tức về đây, tôi bảo Mễ Nguyệt mang theo mấy người đi cùng anh. Nhất định lễ cắt băng ngày mai phải làm cho thuận lợi. Diệp Phàm nói. Ngọc Xuân Phong vừa đi, Diệp Phàm liền gọi điện thoại cho Trương Hùng ở Cục An ninh Quốc gia, nói. Trương Hùng. Anh đã nghe qua Liễu Gia ở thủ đô chưa? Liễu Gia, anh phải nói Liễu Gia là người có thực lực thế nào? Nếu không thủ đô lớn như vậy, họ Liễu cũng không ít. Trương Hùng nói. Liễu Tín Đông, phó tư lệnh thứ nhất quân khu Yến Kinh, nghe nói khóa sau của Triệu Hoạt. Anh điều tra cho tôi, nghe ngóng một chút, xem ra Liễu Gia cũng có một vài người có phân lượng. Diệp Phàm nói. Là ông ta à, tôi biết đôi chút. Trương Hùng nói. Vậy anh hãy nói trước một chút về tình hình của Liễu gia đi.
Diệp Phàm nói. Có thực lực nhất của Liễu gia đương nhiên phải tính đến Liễu Chiết Minh. Người này hiện đang là kiểm toán trưởng cơ quan kiểm toán quốc gia, ủy viên trung ương, thường vụ ủy viên ủy ban kỷ luật trung ương. Cùng với sự tăng cường quản lý của quốc gia trên nhiều phương diện, quyền lực của cơ quan kiểm toán cũng ngày càng lớn. Nếu người ta muốn làm anh thì bất kỳ một lý do nào cũng có thể xuống kiểm toán anh rồi. Anh nói xem, người ta phải tìm ra khuyết điểm nào ở trong đó thì vẫn rất dễ dàng. Đồng lĩnh rộng như vậy, không thể việc nào cũng có thể làm tốt được. Trương Hùng nói. Thảo nào. Diệp Phàm lẩm bẩm rồi hỏi. Nghe nói lãnh đạo của anh Đỗ Nguyệt Bằng sắp đến tuổi rồi. Nếu không có nhiệm vụ nào dùng đến thì cũng phải về hưu rồi. Ông ấy nói sắp đến lúc về hưu rồi, không có cách nào khác nữa. Ông ấy nói muốn về nhà bế cháu hưởng thụ niềm vui cuộc sống gia đình rồi. Trương Hùng nói. Cũng phải. Cả cuộc đời làm công tác cách mạng, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Tuy nhiên, Đỗ Nguyệt Bằng là Thứ trưởng Cục An ninh Quốc gia. Sau khi ông ấy về anh có ý tưởng gì không? Diệp Phàm hỏi. Tôi thì có thể có ý tưởng gì, có một số việc nghĩ cũng không đến. Khẩu khí của Trương Hùng có chút buồn bực. Thế là ý gì, trước kia chẳng phải anh nói Đỗ Nguyệt Bằng rất quan tâm đến anh hay sao, còn xem anh là đệ tử. Đây là một dấu hiệu tốt. Có lẽ muốn bảo anh tiếp bước ông ấy về hưu chẳng phải anh có hy vọng sao? Diệp Phàm có chút không hiểu. Trước kia thì có việc này, nhưng gần đây tình hình đã có chút thay đổi rồi. Trương Hùng nói. Thay đổi cái gì? Diệp Phàm hừ nói. Phó Cục trưởng Đỗ đúng là đối với tôi không tồi, ông ấy cũng có ý như thế. Nhưng Cục An ninh Quốc gia là ngành đặc biệt, thái độ của Cục trưởng Lưu Học Lâm cũng rất quan trọng. Trương Hùng nói. Lưu Học Lâm, không phải nghe nói là Văn Thụ Đức sẽ lên sao? Diệp Phàm trong lòng có chút kinh ngạc. Văn Thụ Đức và Bộ trưởng Bộ Tổng tham mưu tình báo Khổng Văn Nhiên là bạn học cũ. Trước kia khi ở Việt Đông, Cục trưởng Khổng của Cục An ninh Quốc gia tỉnh khi đó là cháu của Khổng Văn Nhiên, khi đó còn mấy lần giở thủ đoạn với Diệp Phàm. Kết quả đương nhiên là Diệp Phàm đã thu phục thành công cháu của Khổng Văn Nhiên. Đến quan hệ giữa Khổng Văn Nhiên và Diệp Phàm cũng vẫn chặt chẽ. Nếu Văn Thụ Đức có thể đi lên, Diệp Phàm còn có thể chào hỏi Khổng Văn Nhiên, sau đó cùng với Văn Thụ Đức nói hộ cho Trương Hùng một tiếng. Hắn không ngờ đột nhiên lòi ra một kẻ cạnh tranh đáng gờm. Cục trưởng Văn đảm nhiệm chức phó cục trưởng thường trực. Trương Hùng nói, Lưu Học Lâm là ai, sao trước kia tôi chưa từng nghe nói qua đồng chí này? Diệp Phàm hỏi, trước kia trong quân đội chết tiệt gì của Cộng hòa nhiều tướng quân như thế? Chúng ta ai cũng có thể hiểu. Lưu Học Lâm trước kia không rõ thế nào, thân phận trước kia cũng chỉ là phó tư lệnh đứng đầu hải quân. Quân hàm trung tướng, lần này cũng là được thăng quân hàm tướng cùng với Triệu Quát, cũng mới nhận quân hàm không lâu. Hơn nữa vừa nhận quân hàm xong thì đến nhậm chức Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia. Trương Hùng nói, xem ra, quan hệ của ông ấy với Đường Chủ tịch không tồi. Diệp Phàm nói, tôi nghi ngờ trước kia ông ta căn bản là thành viên trung tâm của mối quan hệ với họ Đường. Họ Đường luôn âm thầm đào tạo ông ta. Bây giờ điều động ông ta lên vị trí quan trọng của Cục An ninh Quốc gia. Nếu không cũng không có khả năng đến lượt ông ấy. Đây là một ngành quan trọng của quốc gia, nội bộ ở cấp này đều hiểu rõ việc này. Nhân vật số một của ngành này nhất định là thủ trưởng số một của nước Cộng hòa. Giống như tổ trưởng tổ đặc nhiệm A nhất định cũng là người số một. Sức mạnh thần bí của thủ trưởng số một của ngành này không thể để cho người khác nhúng tay vào đảm nhiệm. Anh mạnh hơn, như thế vị trí quan trọng kiểu này nhiều lắm để cho anh một vị trí số 2 cũng không tồi. Trương Hùng nói, ý của anh là Cục trưởng Lưu đối với anh chẳng ra gì. Diệp Phàm hỏi, hình như còn chê tôi còn quá non nớt, ý là còn phải rèn luyện thêm vài năm nữa sau đó có cơ hội sẽ tính tiếp. Việc này đương nhiên là tôi đoán mò từ thái độ của Phó Cục trưởng Đỗ. Trước kia Phó Cục trưởng Đỗ vốn rất coi trọng tôi. Hơn nữa cũng luôn ám chỉ một khi ông ấy về hưu thì tôi sẽ là người thay thế. Cho nên một năm nay Phó Cục trưởng Đỗ đã giao phần lớn công việc cho tôi xử lý, có ý chuyển giao. Đáng tiếc là Lão Cục trưởng đã rời đi, Phó Cục trưởng Đỗ trong lòng cũng có chút không thoải mái. Chỉ có điều ý của Phó Cục trưởng Đỗ cũng là yếu không thể địch lại mạnh. Cục trưởng Lưu không những là Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, mà quan trọng nhất ông ấy chính là người có khả năng của một thủ trưởng số một. Trương Hùng hơi giận dữ nói. Chương 2485,
quá non cái con khỉ. Dừng lại rồi Trương Hùng lại nói. Con mẹ nó, tuy nói tôi là thành viên chính thức của tổ A, nhưng mấy năm nay về cơ bản không bộc lộ qua thân phận này. Cần cù làm việc cho đất nước 20 năm rồi, mệt sống mệt chết, kết cục một câu nói tôi quá non nớt đã đá tôi sáng một bên. Đây là cái thói đời gì chứ, căn bản chính là bởi vì Trương Hùng tôi không có quan hệ mà. Việc này ai mà không biết, cái gì mà quá non nớt đều là nói nhảm. Trương Hùng tôi dù gì cũng làm ở Cục An ninh Quốc gia 20 năm rồi, năm nay cũng 40 tuổi rồi. Sao lại còn quá non nớt, lẽ nào phải chờ đến khi tôi 50 tuổi mới không non nớt một chút? Ha ha, nhìn từ tiêu chuẩn trong chế độ chọn người 40 tuổi lên cấp phó bộ, tỉnh đích thực là hơi non nớt một chút. 50 thì vừa khéo. Diệp Hàm cười nói. Anh Thiết chẳng phải 38 tuổi đã lên chức thứ trưởng rồi sao, người ta đã lên được mấy năm rồi. Đấy càng không phải nói đến anh đấy, nếu so với anh, Trương Hùng tôi sớm là lão ngưu rồi, còn non nớt cái con khỉ gì nữa. Trương Hùng cầu nhau. Đừng lo, luôn luôn có cách. Diệp Phàm khuyên, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Trương Hùng, tôi nhớ nhìn lại trước kia một phần nội dung quyền hạn của tổ đặc nhiệm A khi tôi là tổ trưởng tổ trung tâm số 8 trước kia. Dường như khi gặp phải tình huống đột xuất, cấp bậc tổ trưởng như tôi ở tổ A hoàn toàn có thể điều người của cơ quan công an, an ninh quốc gia của 5 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, có phải là có chương như vậy? Đúng là có quyền này, tuy nhiên cũng có giới hạn. Một là nếu liên quan đến sự việc an toàn quốc gia. Hai là, cũng là sự việc đột xuất, còn phải thông báo một chút đến Tổng bộ và Bộ Công an quốc gia mới có thể điều động. Đương nhiên. Nếu anh cần mấy người phối hợp thì có thể điều động trực tiếp, xong việc thì làm thủ tục bổ sung. Vì thế, quyền lực là có, nhưng cũng không phải là vô hạn, đều phải chịu sự hạn chế nhất định. Trương Hùng nói, đó là đương nhiên, là một tổ trưởng như anh cũng có thể tùy tiện làm bậy thì quốc gia nào không loạn. Việc này cũng chỉ là bình thường, có âm tất có dương, chắc chắn có quy định áp chế vào anh. Có điều, khi đó tôi còn nhớ ví dụ trung tâm tổ 8 lúc đó ở tỉnh Nam Phúc. Còn việc bổ nhiệm giám đốc Sở An ninh Quốc gia ở tỉnh Nam Phúc hình như phải xin ý kiến chỉ thị của anh mới được. Nếu tôi không đồng ý việc bổ nhiệm này thì không thể bổ nhiệm xuống dưới, có phải là có hạng mục quyền lực như vậy không? Diệp Phàm lại hỏi. Đó là đương nhiên rồi. An ninh quốc gia tuy là quan trọng, nhưng so với tổ A vẫn là kém một bậc. Tổ A chúng ta mới là bộ chỉ huy cao nhất về an toàn quốc gia. Trương Hùng khẳng định nói. Như thế suy rộng ra. Chẳng phải là việc bổ nhiệm cục trưởng cục an ninh quốc gia cũng phải được sự đồng ý của thủ trưởng cung mới được hay sao? Diệp Phàm cuối cùng cũng lộ ra một điểm mấu chốt. Việc này đương nhiên, có lẽ việc bổ nhiệm cục trưởng Lưu Học Lâm chủ tịch Đường nhất định đã thông qua với thủ trưởng cung rồi. Đương nhiên việc bổ nhiệm cục trưởng an ninh quốc gia không giống như việc bổ nhiệm dưới tỉnh và thành phố. Chủ tịch Đường muốn bổ nhiệm Lưu Học Lâm, có lẽ chỉ cần nói qua với thủ trưởng cung là được thôi. Cái gì mà trưng cầu ý kiến, có lẽ cũng chỉ là nói cho hay mà thôi. Người ta muốn bổ nhiệm, lẽ nào thủ trưởng cung anh lại dám mở mồm ngăn cản không đồng ý? Trương Hùng nói. Cũng phải, tuy nhiên, anh thử nói xem, việc Lưu Học Lâm đối với anh không ra gì nếu thủ trưởng cung đứng ra nói hộ cho vài tiếng thì có tác dụng gì không? Diệp Phàm nói. Không có tác dụng đâu. Không ngờ Trương Hùng lập tức khẳng định. Làm cho Diệp Phàm một chút hy vọng cũng bị tan vỡ. Sao lại không có tác dụng? Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi cho rõ ràng. Đương nhiên không có tác dụng, chỉ có điều việc này tôi đã đoán được từ trong lời nói ủng hộ của Phó Cục trưởng Đỗ. Bởi vì Phó Cục trưởng Đỗ không lâu nữa thì về hưu rồi, cho nên những người nhìn vào vị trí này cũng không ít. Công an, viện kiểm sát, tòa án và cả các tướng lĩnh trong quân đội đều có thể ngồi vào vị trí này. Còn việc lựa chọn người kế nhiệm Phó Cục trưởng Đỗ có lẽ bộ được phân công quản lý nhân sự đã sớm chọn được rồi. Tuy nhiên việc lựa chọn cũng không phải là mù quáng, mà phương hướng, tiêu chuẩn lựa chọn nhất định phải nghe theo Cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu nói không được, dù anh có tài cũng không được. Cục trưởng Lưu nói được thì dù anh có là một người tài trí bình thường cũng được. Đương nhiên, đồng chí có thể đi đến được bước này trên cơ bản đều sớm loại bỏ tính khả năng là người tài trí bình thường rồi. Còn tôi. Có lẽ là Phó Cục trưởng Đỗ cũng đề cử tôi với Cục trưởng Lưu rồi. Nhưng vì quá non nớt nên bị gác lại. Sau đó Phó Cục trưởng Đỗ không từ bỏ ý định lại đi tìm Thủ trưởng Cung, kết quả là có lẽ Thủ trưởng Cung cũng khó xử lý.
Dù sao ông ấy và Cục trưởng Lưu cũng đều là một trong những thành viên trung tâm của Chủ tịch Đường. Cục trưởng Lưu đã chê tôi là quá non nớt, thủ trưởng cung của anh lại cứ tiến cử tôi lên, như thế chẳng phải là khiến cho Cục trưởng Lưu không thấy thoải mái sao? Anh Diệp, anh nói xem, tôi và thủ trưởng cung có bao nhiêu là mối giao tình? Thủ trưởng cung không thể nào mạo hiểm trở mặt với Cục trưởng Lưu để tiến cử tôi. Vì thế, có lẽ thủ trưởng cung nể mặt phó Cục trưởng Đỗ cũng phải xem thái độ của Cục trưởng Lưu. Kết quả đương nhiên là Cục trưởng Lưu kiên quyết cho rằng tôi còn quá non nớt, điều này đã đẩy tôi vào lãnh cung. Hơn nữa, nhìn từ thái độ của Cục trưởng Lưu, có lẽ nếu tôi vẫn ở Cục An ninh Quốc gia, chỉ cần một ngày ông ta còn ở đây thì Trương Hùng tôi mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên được. Cái gì mà quá non nớt còn cần phải rèn luyện đều là những lời nhảm nhí. Ông ta Lưu Học Lâm đến phó Cục trưởng Đỗ và thủ trưởng cung cũng không nể mặt, Trương Hùng tôi từ nay về sau còn trông cậy gì nữa. Đương nhiên, thủ trưởng cung cũng không thể giống như phó Cục trưởng Đỗ hết sức nói cho tôi. Việc nói chuyện này cũng là một môn nghệ thuật, năng lực nói chuyện của lãnh đạo không giống nhau, hiệu quả nói chuyện đương nhiên cũng không giống nhau. Nói như thế, người này là bạn của tôi, anh xem lúc thích hợp cho một cơ hội thì thế nào. Hiệu quả nhất định không lớn. Người ta sẽ nói khi có cơ hội có thể suy xét, đúng là những lời vớ vẩn. Còn lãnh đạo cũng không thể đem chuyện này nói giúp anh mãi được. Nếu lãnh đạo nói một đồng chí nào đó có năng lực hoặc là người họ hàng rất thân thiết của tôi, nhất định phải lên, người đó sẽ coi trọng việc nói chuyện giúp cho anh. Hơn nữa, bình thường lãnh đạo đều rất tôn trọng sự tiến cử của lãnh đạo thôi nhiệm. Dù sai người ta đã về hưu anh cũng phải nể mặt một chút. Lần này Lưu Học Lâm không nể mặt phó Cục trưởng Đỗ, chứng tỏ tôi nhất định không có cơ hội. Có lẽ là thủ trưởng cung cũng nhìn thấy vấn đề mấu chốt trong đó, cho nên chỉ nói vài câu không đến nơi đến chốn, Lưu Học Lâm kiên quyết thì thủ trưởng cung cũng từ bỏ mà thôi. Mẹ kiếp, tôi có chỗ nào đắc tội với Lưu Học Lâm chứ, ông ta muốn đối xử với tôi thế nào? Trương Hùng giận dữ nói. Bên trong việc này chắc có gì đó chăng? Ví dụ liệu có phải anh sơ ý đắc tội với người này? Hoặc là cấp trên ép xuống muốn tiến cử một đồng chí nào đó lên. Cũng có lẽ Lưu Học Lâm lại bị ép buộc. Bây giờ Lưu Học Lâm là cục trưởng, nhưng so với cán bộ cục trưởng to ở nước ta thì không ít. Những cán bộ cấp phó nhà nước đều có thể gây sức ép lên Lưu Học Lâm. Đương nhiên, Cục An ninh là một ngành đặc thù, nhân vật có thể gây sức ép lên Lưu Học Lâm không nhiều. Tuy nhiên, cũng có một khả năng nữa, bản thân Lưu Học Lâm đã có người lựa chọn vừa ý. Điều này là đáng sợ nhất, nhưng việc này ông ấy cũng không thể bỏ qua ở đây. Trước hết anh phải bằng nhiều cách, nhiều hướng nghe ngóng thái độ của Cục trưởng Lưu tại sao lại như thế. Còn nữa, liệt kê ra những đồng chí cạnh tranh vào vị trí của Phó Cục trưởng Đỗ, chúng ta sẽ phân tích từng người một. Mẹ kiếp, dù chúng ta không thể đi lên thì cũng phải làm cho lão Lưu khó chịu một chút mới được. Bằng không, thực sự đem chúng ta ra làm lương khô để mà gặm. Diệp Phàm cũng tức giận. Được rồi anh Diệp, đừng vì việc của tôi mà liên lụy đến bản thân. Tôi biết là anh muốn tốt cho tôi, nhưng, việc này có lẽ là việc mà anh em ta không làm được. Đương nhiên, trước khi hạt bụi này vẫn chưa rơi xuống thì Trương Hùng tôi vẫn phải đi tranh cướp lấy. Dù là cướp không được cũng phải làm cho lão Lưu Học Lâm xem Trương Hùng tôi rút cuộc có non hay không non. Trương Hùng cũng tức giận. Thế mới phải mà, không sao, cướp được mới là bản lĩnh của chúng ta. Cướp không được chúng ta cũng có thể khiến cho lão Lưu nhìn thấy thực lực của chúng ta. Đến khi đó cũng sẽ khiến ông ta nhớ lâu một chút. Lần sau khi có cơ hội lão Lưu sẽ luôn phải xem xét một chút năng lực của cậu có phải thế không nào. Diệp Phàm nói. Cướp một phen. Không ngờ Trương Hùng giống lên một tiếng, thiếu chút nữa làm rách màng nhĩ của Diệp Phàm. Diệp Phàm đành phải buồn bực gác điện thoại xuống lẩm bẩm nói. Tên này cũng thật là, to mồm như thế. Tuy nhiên xem ra thực lực của Liễu gia cũng thật không đơn giản. Chỉ là, không thể làm rõ được Liễu gia nhúng tay vào như thế nào, rút cuộc Liễu gia hay là Khổng gia, thật là đau đầu. Cái gì, vẫn chưa có tin tức của Đường Sở, thằng nhóc này lêu lổng ở chỗ nào chứ? Đường Vân đập bàn liên tiếp hét lên hỏi, ông ta thực sự tức giận. Khiến cho Trần Chính Văn không dám nói một lời, đứng bên cạnh hơi cúi đầu không biết phải làm sao. Trần Chính Văn là người hiểu rõ nhất thực lực của Đường gia, hơn nữa, chức chánh văn phòng này của ông ta chính là do Đường Vân cho. Bí thư Đường, tôi đã phái đi 7-8 người tìm kiếm khắp nơi. Trước kia Đường sở thích nhất là đi đến vườn sau của Phong Vân Lầu.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng hỏi rồi, chắc chắn cậu ta không đến đó. Chúng tôi cũng đến tìm ở Thiên Khâu Cốc, cũng không thấy Đường Sở. Nếu nói Đường Sở gặp nguy hiểm gì, cũng không thể. Nghe nói lúc đó đi còn có mấy người nữa, còn mang theo hai khẩu súng săn. Đường Sở còn mang theo cả súng nữa. Thiên Khâu Cốc tuy nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nhất cũng không lớn hơn lợn rừng và sói. Hai loài động vật này chỉ cần có súng thì hoàn toàn có thể đối phó. Nếu có rắn độc cũng không thể một lúc cắn 7-8 người, sẽ có người báo tin. Kỳ lạ chính là mấy người bọn họ đều mất tích, không có người báo tin. Trần Chính Văn vẻ mặt khó chịu nói. Súng, anh đã đưa súng. Đường Vân sững sờ hỏi. Việc này Đường Sở nói là mượn đi chơi. Trước kia cũng đã đi chơi vài lần rồi. Đường Sở nói chỉ là đi săn lợn rừng, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, tôi đến về là về, cho nên tôi cho mượn. Trần Chính Văn rụt cổ lại nói. Được rồi, bây giờ truy cứu còn có tác dụng gì nữa? Trước tiên tìm được người là cấp thiết. Đường Vân khoát tay, cũng hiểu rõ đức tính của con trai nhà mình. Nó muốn mượn súng thì Trần Chính Văn cũng không dễ không nể mặt mà không cho mượn. Bí thư Đường, chẳng phải nghe nói Ninh Mãn đã phái người của đội hình cảnh đi tìm Đường Sở rồi sao, có thể như thế không? Đường Chính Văn nhìn Đường Vân nói. Ai là người dẫn đầu đi bắt? Trần Vân hỏi. Chương 2486, một lần PK. Nghe nói là Thái quân đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố, trên thực tế người này chính là chó săn của Ninh Mãn. Trước kia Bao Nghị giữ chức cục trưởng thì Thái quân đã bị đá ngay đến một xó xỉnh. Tuy nhiên, cậu nhóc này còn không chịu ngồi yên. Sau này không hiểu sao Bao Nghị lại đi, hiện tại Ninh Mãn lên rồi. Lập tức đưa Thái quân trở về giao nhiệm vụ quan trọng. Phỏng chừng, Ninh Mãn sẽ lên chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Không bao lâu nữa sẽ lại đạp đổ Ngô Phong, giống như lúc trước Bao Nghị đạp đổ Thái quân. Tôi cũng bí mật tìm người hỏi thăm, tuy nhiên, Thái quân rất quỷ quyệt. Hơn nữa rất biết cương biết mềm, về chuyện liên quan đến Đường Sở, ông ta hạ lệnh thép, mấy thủ hạ tâm phúc cả ông ta, không ai chịu nói việc này với ai. Nghe nói việc này chưa rõ ràng, cho nên, không nói làm gì. Trần Chính Văn nói, chẳng lẽ đám Đường Sở bị Thái quân bí mật bắt đi? Làm sao có thể như vậy? 7-8 người bị bắt, không thể một chút tin tức cũng không có. Đường Sở có chút nghi hoặc. Việc này nói không chừng, hiện tại Ninh Mãn đi theo Sa quân. Hơn nữa quan hệ của ông ta với phó giám đốc Sở Dương Tiêu cũng tương đối thân thiết. Hơn nữa hiện tại Trần Húc, Liễu Tây Hà cùng với Diệp Phàm đều ép tới. Tôi nghĩ, không chừng Ninh Mãn muốn lấy chuyện này để viết thành văn, muốn làm ra cái gì đó để chống đối với Đường gia chúng ta. Trước kia Diệp Phàm xử lý Ninh Mãn, mà thư ký Đường Anh cũng là một thành viên trong tổ đảng của Cục Công an thành phố. Trong vấn đề của Ninh Mãn nghe nói lúc đó anh là người đồng ý. Việc này chắc chắn Ninh Mãn hiểu được, đoán chừng cơ hội lần này ông ta không kìm nổi muốn gây sức ép. Trần Chính Văn phân tích. Ông ta dám. Đường Sở đứng lên vỗ bàn một cái, sau đó lại ngồi xuống nói. Việc này cũng không thể trách tôi. Lúc ấy là do nhân vật số một cục thành phố Diệp Phàm ra lệnh. Anh thấy chưa, việc xử lý Ninh Mãn các thành viên tổ đảng cục thành phố đã nhất trí thông qua. Tôi không đồng ý có tác dụng gì chứ. Hơn nữa, Ninh Mãn là cái đếch gì chứ? Trước mặt bố mày vênh váo cái gì? Nghĩ đi theo Cao Thành là có thể làm ngay được sao? Kết quả ra làm sao, ngay cả chỗ dựa lưng là Cao Thành cũng ngã trước rồi. Ông ta còn cái dám điên cái gì? Lần này ông ta cũng rất may mắn đi theo Sa quân. Bằng không, phỏng chừng ông ta đã hoàn toàn xong đời rồi. Tuy nhiên, Chính Văn, anh nói cũng có lý. Đúng là người này có khả năng sẽ tìm cơ hội để phát triển. Hơn nữa, tôi nghĩ, có phải Diệp Phàm cũng muốn nhân cơ hội này để chỉnh Đường ra chúng ta không? Việc này, có lẽ không phải. Nghe nói ở trên đập Cốc Khê, lúc người đàn bà kia mới bắt đầu kiện, Diệp Phàm cũng không tỏ thái độ gì. Về sau Liễu Tây Hà ép Trần Húc và Hồ Quý Thiên biểu lộ thái độ mơ hồ. Mà lúc ấy chắc Ninh Mãn cũng giả vờ mèo con khóc chuột một chút cố ý hỏi thăm Diệp Phàm. Cuối cùng Diệp Phàm mới tỏ thái độ phải điều tra xử lý chuyện này. Nếu như nói Diệp Phàm muốn nhân cơ hội này để chỉnh Đường ra, vậy hắn đã sớm nhảy ra chỉ trích việc này, hơn nữa sẽ lập tức nhân cơ hội này ra lệnh. Như vậy thứ nhất có thể cho thấy bí thư Diệp Phàm chính nghĩa biết bao anh hùng biết bao. Thứ hai cũng có thể làm giảm nỗi tức giận của Liễu Tây Hà.
thứ ba có thể nhân cơ hội này chỉnh đường ra. Một công ba việc rồi. Trần Chính Văn không đồng ý với cách suy nghĩ của Đường Vân. Anh biết cái gì, đây là Diệp Phàm dùng chiêu lạt mềm buộc chặt hiểu không? Tâm cơ của người này rất sâu, chớ coi thường hắn trẻ tuổi. Thật ra người như thế rất dễ dàng làm cho người khác không để mắt đến. Đến lúc nhìn kỹ liền thấy xui xẻo. Anh nghĩ, Vương Long Đông không phải ở thị xã Trương Hà sao? Từ khi Vương Long Đông đến thành phố Trương Hà đã bao lâu rồi, Đường sở chúng ta chưa từng gây sự gì với anh ta. Đường Vân Hừ nói, ừ, Vương Long Đông không động vào anh được. Hơn nữa, ở trên hội nghị thường ủy thành ủy anh còn cùng anh ta tranh luận vài lần, hơn nữa còn đập xuống bàn một cái. Như vậy chắc chắn Vương Long Đông đã ôm hận, phỏng chừng trong bụng anh ta có ý nghĩ rất xấu, sớm muốn chỉnh anh hoặc chuyển đi nơi khác. Chẳng qua vẫn chưa có cơ hội, hơn nữa Đường gia cũng là gia tộc có thực lực. Vương Long Đông ném chuột sợ vỡ đồ. Mà Vương Long Đông là thuộc hạ của Diệp Phàm, chắc Diệp Phàm cũng sớm hiểu được tình hình Vương Long Đông ở thành phố Trương Hà. Lần này Diệp Phàm cố ý đẩy một chút sau đó mới xuống tay lần nữa. Diệp Phàm hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để chỉnh đường ra chúng ta. Sau đó, Trần Chính Văn nói đến đây không dám nói tiếp nữa. Được rồi, về sau cứ giả vờ giả vịt mèo khóc chuột một chút nương tình cho tôi, muốn cho tôi vào khuôn khổ. Con mẹ nó, anh ta đang ôm Xuân Thu đại mộng gì thế? Đường Vân Bố là ai chứ? Đường ra ta phải phục một người ngoại lai á, ta nhổ vào. Đường Vân xúc động không kìm nổi mình liền nhổ ra mặt đất. Trần Chính Văn đứng đó nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ nếu không có Khổng gia, Đường gia ngươi là cái đếch gì chứ? Dù sao Diệp Phàm cũng là một bí thư thành ủy, Đường gia ngươi có nhân vật gì chứ, ngay cả là một phó bộ cũng không có. Có một giám đốc sở nhưng cũng chỉ là cái bóng giám đốc sở, chơi cái bươm ý, tự cao tự đại. Ở Đồng Lĩnh một mẫu ruộng ba phần đất này thì còn có thể cho chơi được, ra khỏi Đồng Lĩnh ai chịu nể mặt anh. Còn vẫn chưa tìm được người. Việc này cũng là lạ, hay là cậu ta đào cái hầm ngầm dưới đất mà đi rồi hả? Ninh Mãn đứng đối điện nhìn thoáng qua Thái Quân nhíu nhíu mày. Tôi cũng đang buồn bực, bình thường ở đâu cũng nhìn thấy cậu ta, hôm nay giống như mất tích. Chẳng lẽ mới chỉ nghe nói đến chuyện đập gốc khê mà đã sợ tới mức trốn chạy sao? Thái Quân phân tích. Trốn chạy, cậu ta sợ gì chuyện này? Cậu ta ở Đồng Lĩnh còn thiếu chuyện gì không phạm vào chứ? Thế phải trốn chạy từ lâu rồi. Ninh Mãn hừ một tiếng. Chuyện lần này có lẽ không giống, không phải chủ tịch tỉnh Trần và giám đốc sở Hồ đều lên tiếng. Hơn nữa, nghe nói cậu ta muốn cưỡng hiếp Liễu Nguyệt cháu gái của Liễu Tây Hà. Liễu Tây Hà lại là nhất phương cự phú, có quan hệ rộng rãi ở trong tỉnh thành, chắc là Đường gia không muốn đối mặt với người có thực lực như vậy. Thái Quân nói, giàu có cái rắm, có thể giàu hơn cơ quan chuyên chính sao? Chúng ta có thể tìm chút lý do khiến anh ta chịu không nổi. Anh nhìn Diệp Phàm xem, không phải là làm quan đó sao, khiến Liễu Tây Hà giống như tên hề chạy trốn Đại Xuân, còn mất một số tiền lớn mướn người làm đường cống. Hiện tại đang mong đến tỉnh thành khoe khoang với Diệp Phàm. Cũng chẳng ra sao, cho dù cháu gái bị sỉ nhục cũng không phải đến cầu xin Diệp Phàm. Nếu như cháu gái Diệp Phàm bị sỉ nhục, một câu của người ta có thể ra lệnh cho chúng ta chạy gãy chân rồi. Liễu Tây Hà có ích lợi gì à, chúng ta cứ nói là không thể bỏ sức ra, ông ta làm được cái gì? Diệp Phàm thì khác, mỗi ngày hắn đều theo dõi rất kỹ, chúng ta mà xuất hiện là hắn có biện pháp để chỉnh chúng ta đấy. Chuyện này lại khác, phú bất năng phú quá quan. Ninh Mãn lấy điếu thuốc ra đốt, tiện tay ném cho Thái Quân một điếu thuốc rồi nói. Đó là đương nhiên, chúng ta có bí thư xa ở đây, Liễu Tây Hà cũng không là cái gì cả. Chỉ cần bí thư La nói một câu, Liễu Tây Hà sẽ sớm phải đi đến địa phương khác. Thái Quân gật gật đầu, quay người nói. Tuy nhiên, quan hệ của Đường gia và Khổng gia cũng không tệ, mà Đường Vân lại là thành viên tổ đảng. Việc này, chúng ta bắt thật hay là bắt giả đây? Anh đần quá. Ninh Mãn chỉ tay vào mặt Thái Quân thiếu chút nữa là chọc vào mắt. Tôi thật là ngu, nhất thời không biết làm sao nên tới xin chỉ thị rồi đó sao? Bí thư Ninh Mãn chỉ hướng đông tuyệt đối Thái Quân tôi không dám đi theo hướng tây có phải không? Thái Quân vẫn còn nịnh bợ Ninh Mãn, ngồi dựa vào phía sau ghế, tự nhiên nhả khói trong mồm ra, nói. Việc này không thể giả được. Vậy chẳng phải là phải đắc tội với Đường gia rồi sao?
Tuy nói trước kia Đường Vân đối với chúng ta cũng không ra sao. Hơn nữa còn tương đối lì. Tuy nhiên, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện có phải không cục trưởng Ninh Mãn? Thái Quân khuyên nhủ. Nói anh ngu đúng là ngu thật. Trước kia Đường gia không động đến chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ khiến anh ta phải khổ sở mới được. Thế còn Khổng gia, chuyện lần này là do Chủ tịch tỉnh Trần, Giám đốc Sở Hồ cùng với Diệp Phàm ra lệnh, Ninh Mãn tôi không bắt thì có thể làm thế nào? Hơn nữa, lúc ấy Chủ tịch Trần và Giám đốc Sở Hồ nói chuyện đều có vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo, hơn nữa thái độ của Diệp Phàm cũng có chút không rõ ràng. Nhưng, tất cả họ đều nói như vậy trước mặt mọi người, hơn nữa lúc ấy còn có phóng viên báo tỉnh và đài truyền hình thành phố phỏng vấn. Không bắt có thể được không? Đến lúc đó Liễu Tây Hà đem việc này đăng trên báo chí chúng ta sẽ không chịu nổi một lần. Cho nên, chúng ta phải bắt ngay. Chúng ta cũng chỉ là đang thi hành nhiệm vụ thôi. Chúng ta cũng là người bị hại, chắc là người của Đường gia đã đến tìm anh hả? Ninh Mãn cười khan một tiếng. Bọn họ gọi người đến nghe ngóng. Tuy nhiên, tôi có hạ lệnh không cho nói ra ngoài. Việc này, muốn chơi thì chơi bí mật với bọn họ. Phải cho bọn họ không hiểu ra sao, ha ha. Thái Quân mỉm cười. Được được được, Thái Quân, không ngờ được cậu không phải là người bình thường. Rõ ràng cậu không bắt người mà bắt đầu gây sức ép khiến Đường gia đến đây, thật sự là hiểu ý tôi đó. Ninh Mãn khen Thái Quân một phen, nói. Cứ làm như vậy đi, trước tiên sẽ chơi với Đường Vân, khiến cho người này tâm phiền khí táo không thể nhịn nổi sẽ có trò hay để xem đây. Trò hay, xem trò gì hay thế? Thái Quân sờ đầu không hiểu. Chúng ta chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, mà người hạ lệnh trực tiếp là Diệp Phàm. Cậu nghĩ một chút đi. Đến lúc quặn bụng lên thì Đường Vân sẽ tìm ai trước đây? Ninh Mãn cười khan một tiếng. Thật đúng là có trò hay để xem, bí thư Ninh Mãn, tôi đi trước sắp xếp một chút đã. Khi nào phát hiện thấy đầm người của Đường Sở sẽ lập tức báo cáo anh ngay. Thái Quân nói xong quay người đi ra khỏi văn phòng của Ninh Mãn. Vì trời tối, Thái Quân vừa mới đi ra không ngờ đụng ngay phải Đường Vân. Tuy nhiên, sắc mặt Đường Vân rất khó coi, hình như đang nổi giận đùng đùng. Thái Quân đang định chào hỏi, nhưng Đường Vân hỏi trước. Thái Quân, việc của Đường Sở sao rồi? Chúng tôi cũng đang tìm anh ta, còn chưa tìm được. Thái Quân giật mình nhớ ra phải chơi trò thần bí, cho nên, khi nói lời này ánh mắt có vẻ hơi sáng lên, làm cho người nói chuyện cùng có chút cảm giác không thật cho lắm. Cậu gạt tôi có phải không? Rõ ràng Đường Vân nổi giận giơ tay chỉ vào mặt Thái Quân, tiếng nói cũng to hơn một chút. Tuy nhiên, Thái Quân nhìn về phía phòng của Ninh Mãn, ưỡn ngực lên nói. Bí thư Đường, thật sự tôi không biết được tung tích của lệnh công tử Đường Sở. Hơn nữa, bí thư Diệp có hạ lệnh, chúng tôi cũng đang tìm kiếm khắp nơi để bắt cậu ta, chẳng qua là không tìm được tin tức. Thái Quân bắt đầu kích động chuyện của Đường Sở, chẳng những nhắc đến Diệp Phàm mà còn dùng hai chữ, bắt giữ. Một tiếng bá giòn vang, Thái Quân bị Đường Vân tát một cái, đập vào bức tường chỗ lối đi nhỏ. Đầu nổi lên một cục sưng như một cái bánh bao nhỏ. Đường Sở làm chuyện gì mà các người muốn bắt chứ? Tôi còn chưa hiểu lý do các anh bắt nó, lương tâm của các anh vứt cho chó ăn phải không? Đường Vân kiềm chế đã lâu cuối cùng bộc phát cơn giận dữ, tiến tới lại đá một cước vào trúng phần eo của Thái Quân. Đường Sở phạm tội cường gian, con của mình không quản được còn đánh tôi, ông có phải là người hay không? Hơn nữa chúng tôi cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh thôi, có cái gì sai chứ? Thái Quân cũng tức điên lên, lập tức giơ cao chân đá một cước về phía Đường Vân. Đường Vân thật không dám nghĩ tới Thái Quân lại dám đánh lại mình, chưa kịp phòng bị nên bị dính một cước của Thái Quân, lập tức cánh tay bị sưng lên. Hai người này đều xuất thân từ cảnh sát hình sự, ra tay vừa độc, vừa không biết nhẹ tay, cho nên cả hai đều bị thương tương đối nghiêm trọng. Chương 2487, mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được. Lúc này, có một vài cảnh sát có trách nhiệm giữ trật tự buổi tối nay nhìn qua khe cửa thấy hai người này ở PK, nhanh chóng rụt đầu vào, chuyện này, ai dám đi can ngăn chứ, như vậy không phải là tự làm mất mặt sao? Làm phản mất rồi, cậu dám đánh tôi à, đồ khốn khiếp tôi có thể đạp chết cậu bất cứ lúc nào. Đường Vân tức điên lên, bổ nhào về phía trước hung hăng đá một cước vào mặt Thái Quân, như một tiếng nổ. Đầu Thái Quân lung lay giống như một bao cát khi dừng lại thì máu mũi miệng cũng ộc ra. Hơn nữa, sống mũi giống như bị dập, toàn bộ cái mũi bị sụp xuống.
Vốn Thái Quân trẻ hơn Đường Vân, hẳn là sẽ mạnh hơn. Chẳng qua Thái Quân vẫn còn có chút e ngại sự oai vũ của Đường Vân, chỉ là chống cự bị động thôi. Cậu ta không nghĩ tới Đường Vân lại hạ tay mạnh như vậy ở đây. Tôi quyết đấu với ông. Thái Quân quệt ngang lau một cái, thấy trên mặt mình toàn máu, cậu ta không muốn sống nữa đánh về phía Đường Vân. Thân thể của Đường Vân và Thái Quân đâm vào nhau rơi xuống đất, giống như chiếc hồ lô lăn dưới đất. Hai người liều mạng lăn vào nhau trên lối đi nhỏ, giống như hai người đàn bà chanh chua lao vào nhau. Hơn nữa, hai người vừa đánh nhau vừa giống lên mắng. Làm gì vậy, còn ra thể thông gì chứ? Lúc này, cách lối đi nhỏ không xa có tiếng của Ninh Mãn truyền đến đầy trang nghiêm. Tránh ra, tránh ra. Ninh Mãn quát, không lâu, vài người cảnh sát ba chân bốn cẳng chạy tới kéo hai người ra. Đồng chí Đường Vân, anh làm cái gì vậy? Cục công an thành phố ngang nhiên đánh người trong ngõ cho hả giận hả? Anh muốn làm gì? Anh Đường Đường là bí thư đảng ủy công an thành phố Trương Hà cũng không sợ mất thể diện à? Đánh nhau với cấp dưới là rất kỳ cục đó. Thực ra Ninh Mãn đã sớm nghe thấy rồi, nhưng vẫn không đi ra chính là muốn khiến hai người đánh nhau một trận. Tốt nhất là làm tổn thương thì mới có trò hay để xem. Anh nói nhảm cái gì đấy? Tôi đánh người cho hả giận, anh làm sao biết được tôi đánh người cho hả giận? Hình như Đường Vân cực kỳ tức giận, chợt từ dưới đất bay lên đá một cước về phía Ninh Mãn. Bụp! Ninh Mãn nghìn tính vạn tính cũng không tính đến Đường Vân lại có thể bay lên đá mình, nên một chút phòng bị cũng không có, thực ra trên mặt bị Đường Vân đá cho một cước. Lập tức, mũi Ninh Mãn có cảm giác nóng lên, mau mũi tự nhiên chảy ra. Anh bị điên à? Ninh Mãn tức giận điên lên, muốn kéo lấy Đường Vân. Tuy nhiên, lúc này khí lực của Đường Vân rất lớn. Một quải liền làm cho cái bụng bia của cục trưởng công an dính vào vách tường. Thái Quân giống như một con hổ đói vồ lấy con dê chạy rất nhanh như kẻ điên đến để lấy hết sức ôm Đường Vân. Ninh Mãn lại muốn tách hai người ra. Ba người nhất thời kéo thành một đoàn, quyền qua cước lại ở trên đường. Còn mấy người cảnh sát trực ban sớm bị dọa nên len lén chạy tới phía hành lang, đi vào WC. Gọi điện thoại. Tuy nói Ninh Mãn là cục trưởng, nhưng Đường Gia có Khổng Gia làm chỗ dựa. Cùi trò đó mà so với Ninh Mãn còn thô hơn nhiều. Dù sao hai người đó, đều không đắc tội được, ngăn ai lại liền đắc tội với người kia, rõ ràng đi mới là vương đạo. Còn không đến đây ngăn bọn họ cho tôi. Ninh Mãn nói rất to, người ở dưới lầu đều có thể nghe thấy, đám cảnh sát sợ quá, đành phải tiến lên ngăn Đường Vân và Thái Quân. Đường Vân, anh làm cái trò gì thế? Vẻ mặt Ninh Mãn tức giận chỉ vào Đường Vân quát. Làm cái dám ý. Ninh Mãn, anh đã làm trò gì thế? Rõ ràng đồ hỗn chứng Thái Quân là thủ hạ của anh dám lừa dối tôi, không ngờ anh không quan tâm hỏi han gì, mới mở miệng ra đã chỉ trích tôi, còn giúp đỡ Thái Quân đánh nhau với tôi. Anh cho là bắt nạt tôi dễ lắm phải không? Anh có ý gì? Ninh Mãn, anh giải thích đi. Bằng không, hôm nay tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Đường Vân cũng rất tức giận, chỉ tay vào Ninh Mãn chất vấn. Thằng này quính lên, lau máu dính trên đầu. Đúng lúc này, Chánh văn phòng cục công an thành phố Trương Hà, Trần Chính Văn cũng mang theo vài cảnh sát đến đây, vừa nhìn bộ dạng bi thảm của Đường Vân, lại nhìn một chút Thái Quân, Trần Chính Văn sợ tới mức kêu lên. Thái Quân, sao cậu dám công kích thư ký Đường, cậu ăn tim gấu gan báo có phải không? Đây là công kích lãnh đạo thành phố đó, cậu biết không? Đương nhiên, chủ nhiệm Trần cũng nhìn thấy trên mũi Ninh Mãn có máu. Nhưng Ninh Mãn không có can đảm hô lên. Tuy nhiên, mấy người cảnh sát đi theo Trần Chính Văn đến đây chỉ dám bước chân đi một chút không dám làm gì, bởi vì Ninh Mãn đang nhìn chừng chừng về phía bọn họ. Còng! Đường Vân lên tiếng, vài cảnh sát đành kiên trì đi tới phía Thái Quân. Dừng lại, đây là đâu chứ, ai cho các người làm vậy ở đây? Vẻ mặt Ninh Mãn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mấy cảnh sát, sợ tới mức không dám tiến lên nữa. Còng tay lại đi, Đường Vân tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Đường Vân nói, ai dám làm càn, lập tức còng tay lại. Ninh Mãn cũng nhìn Đường Vân chằm chằm nói. Buổi tối, Diệp Phàm phê chỉ tài liệu đến rất muộn mới xong, ngẩng mặt lên đã 6 giờ 30 rồi, liền đến căn tin thành ủy. Lúc này đã ăn xong cơm buổi chiều, tuy nhiên, thấy bí thư Diệp đến đấy. Nghe nói bí thư Diệp còn chưa ăn cơm, cô giám đốc căn tin lập tức kêu đầu bếp làm vài món thức ăn. Vừa mới ngồi xuống nhấp một hớp súp thấy điện thoại vang lên,
vừa cầm máy lên đã nghe thấy tiếng động mạnh nói. Bí thư Diệp, anh có thể đến cục công an thành phố một chuyến không? Đến cục công an thành phố, có chuyện gì xảy ra thế? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Vừa rồi. Chị Hạo Cường đem chuyện vừa xảy ra rất nhanh nói. Việc này, cơ bản là tôi không có biện pháp xử lý. Hai người không ai phục ai, gây sức ép thật sự lớn. Tôi bảo bọn họ cứ về nhà trước rồi mai sẽ nói sau, nhưng bọn họ không chịu rời khỏi thị cục. Được rồi, tôi sẽ đến đó một chút. Diệp Phàm nói, trong lòng cũng thấy kỳ lạ, nói gì mà có thể dẫn đến đánh nhau. Không lâu sau, Diệp Phàm cùng với Phó Bí Thư Thành ủy Dương Lương đi tới Cục Công an thành phố. Bởi vì Mễ Nguyệt đi theo Ngọc Xuân Phong đến Hồng Cốc Trại sắp xếp để ngày mai cán bộ Bộ Tài chính xuống cắt băng Khánh Thành. Đáng nhẽ Phong Thanh Lục sẽ đến Đồng Lĩnh tối nay. Chẳng qua là do có việc gấp nên làm lỡ, bây giờ vẫn còn đang trên đường đi. Phỏng chừng phải 10 giờ đêm mới tới đây. Bằng không, Diệp Phàm cũng không có thời gian rảnh rỗi đến thị cục xử án. Tuy nhiên, mới bước chân ra khỏi xe không ngờ thấy xe của Sa Quân và xe của Khổng Đoan cũng đang đỗ trên chỗ đất trống của cục thị. Bọn họ cũng tới sao, ha ha, hai bên đều có viện binh rằng co rồi, buổi tối có trò hay để xem, Diệp Phàm hơi sững sờ sau đó nghĩ ngay trong lòng. Bởi vì Đường gia và Khổng gia là thông gia, mà Khổng Đoan cùng với Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng Khổng Chính Húc cũng là họ hàng. Phụ thân của Khổng Đoan Khổng Tiểu Dương với Khổng Chính Húc là anh em thân thiết. Nếu Đường gia và Khổng Chính Húc đã có quan hệ, đương nhiên, Khổng Đoan và Đường gia cũng có một chút quan hệ. Cũng không thể chỉ đứng xem Đường Vân xui xẻo. Quả nhiên, mới vừa đi tới đầu bậc thang chỉ Hạo Cường đã vội vàng đi ra, nói. Bí thư Diệp, tất cả mọi người đang ở phòng họp tầng 3. Diệp Phàm gật gật đầu, nói vài câu với chỉ Hạo Cường, sau đó vào phòng họp. Khổng Đoan cùng Sa Quân vừa thấy Diệp Phàm tới, hai người đều đứng lên chào hỏi. Việc này là hiểu lầm trong hiểu lầm thôi. Làm lãnh đạo ai cũng muốn giữ thể diện. Ở trên đài bắt tay nhau ở dưới đài chém chân nhau là chuyện bình thường. Mà phía bên trái mặt của Ninh Mãn cũng bị đánh sưng lên, cái mũi cũng bị sưng lên. Tạm thời mới bôi một ít thuốc đỏ, khiến cho chỗ sưng thoạt nhìn càng sưng hơn một ít, tất nhiên là do đánh nhau rồi. Nhìn lại thấy Đường Vân cũng đại khái thế, kéo ống tay áo với ống quần lên. Lộ ra cánh tay và bắp chân bên trong đang sưng rất to nhưng đã được băng bó một chút. Đương nhiên, thảm nhất phải nói tới Thái Quân. Mũi của anh ta bị băng bó hết, chỉ lộ ra mỗi hai con mắt. Mà cổ tay còn treo ngược lên. Trong lòng Diệp Phàm đang muốn cười, tuy nhiên, nơi này đang nghiêm túc không thích hợp để cười. Vì thế vẻ mặt rất nghiêm túc ngồi ở vị trí trung tâm của bàn hội nghị. Đều ngồi xuống đi. Diệp Phàm nói. Mọi người liền ngồi xuống. Các anh nhìn lại mình đi, từng người đều bi thảm như vậy đấy, còn ra thể thống gì? Anh, còn giống một cục trưởng công an thành phố không? Anh, vẫn là bí thư đảng ủy công an thành phố Trương Hà sao? Anh nhìn lại anh một chút đi, nghe nói anh là đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố. Nhiệm vụ của đội cảnh sát hình sự là gì? Là nòng cốt của công an. Quả đấm của các anh là phải dành cho các phần tử xấu, chứ không phải đem nắm đấm hướng về đồng chí của mình. Các anh xem các anh đang làm cái gì đó, chơi trò tập làm người lớn có phải hay không? Làm hại tôi ăn cơm còn chưa no đã phải tới đây, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này, giải thích xem sao. Việc này, nhất định phải nghiêm túc tìm hiểu, không thể để như này được. Diệp Phàm duỗi ngón tay chỉ ba người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thật ra, trong lòng Diệp Phàm đang thoải mái, hô to thích thú. Là đồng chí Đường Vân không đúng, anh ta động thủ đánh người trước. Ninh Mãn nói. Nói láo, rõ ràng tôi hỏi Thái Quân có biết tin tức của Đường Sở không? Căn bản là Thái Quân đùa giỡn tôi, lừa dối tôi, Đường Vân tôi tốt xấu còn treo cái mác là ủy viên đảng ủy thị cục giữ chức vụ phó cục trưởng thành phố. Thái Quân ngươi chỉ là một đội phó đội cảnh sát hình sự dựa vào cái gì mà coi khinh lãnh đạo, ngang nhiên lừa dối tôi, việc này khiến tôi rất tức giận. Đường Vân phản bác. Nói chuyện văn minh, đừng như đánh giấm đấy. Chúng ta đều là cán bộ, không thể làm tổn hại đến hình ảnh của chính quyền. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, giáo huấn quát Đường Vân, kỳ thật Diệp Phàm kích thích hiềm nghi của Đường Vân. Ngọn lửa này tốt nhất là bùng nổ. Rất xin lỗi bí thư Diệp, chính là do Thái Quân lừa dối tôi. Thật sự là tôi chỉ giơ ngón tay chỉ một cái, không ngờ cậu ta lại tấn công. Đây là ngang nhiên công kích lãnh đạo thị cục, là phạm tội.
Đường Vân lớn tiếng dọa người. Bí thư Diệp không phải như vậy đâu, tôi nào dám động thủ đánh ông ta trước. Vừa rồi tôi nghe cục trưởng Ninh Mãn nói về tình huống của đường sở. Đích xác là chúng tôi chưa bắt được người, nếu bí thư Diệp không tin có thể đi cùng tôi đến hỏi tất cả đội cảnh sát hình sự một chút, trời đất chứng giám, nếu tôi mà có lừa gạt thư ký Đường cả nhà của tôi đều chết hết. Trong ba người Thái Quân là người yếu thế nhất. Hiện tại nhìn thấy ba người đứng đầu thành ủy, Diệp Phàm, Khổng Đoan cùng với Sa Quân đều ở đây, lập tức chân của anh ta cảm thấy có chút giật giật. Thiếu chút nữa đứng không vững, cho nên, quính lên vạch áo cho người xem lưng. Chương 2488, tiêu điểm. Vậy cậu cũng không nên công kích lãnh đạo Đường Vân. Khổng Đoan lạnh lùng xen vào hừ nói một câu. Có chuyện gì phải giải thích với lãnh đạo, không tìm được người thì không tìm được người, chỉ cần cậu nói rõ ràng với lãnh đạo, tôi tin rằng đồng chí Đường Vân sẽ hiểu. Cũng sẽ không phát sinh chuyện sau này. Cậu xem một chút đi, do nhất thời cậu xúc động đã làm cho thành bao nhiêu chuyện, đã tạo thành tình trạng hỗn loạn. Chủ tịch thành phố Khổng, không phải là tôi động thủ trước. Là bí thư Đường hỏi không thấy tung tích của Đường sở liền nóng này. Đầu tiên ông ta quăng một cái tát vào đúng trán khiến bộ dạng tôi thành ra thế này đây. Thái Quân nóng này, vừa vuốt trán của mình vừa vội vàng biện hộ. Rõ ràng là cậu đang gạt tôi, lúc tôi giơ ngón tay ra hỏi cậu, cậu muốn tránh nên trán của cậu mới bị đâm thành ra bộ dạng này. Hơn nữa, ngược lại cậu nảy sinh thù oán với tôi, đá một cước khiến tôi bắn vào vách tường. Ngược lại hiện tại lại lôi tôi vào chuyện, cậu còn có phải là một cảnh sát không? Đường Vân lớn tiếng quát hỏi. Thật buồn cười, ngón tay của anh cũng chưa đâm trọt trên mặt Thái Quân, cậu ta làm sao nhìn thấy? Dù sao Thái Quân cũng là đội phó đội cảnh sát hình sự đã trải qua trăm trận chiến. Đối mặt với kẻ bắt cóc anh ta cũng dám xông lên, chẳng lẽ lại sợ một cú đấm của bí thư Đường? Ninh Mãn cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm nói. Rõ ràng là đồng chí Đường Vân đánh một cái vào trán Thái Quân. Về sau lại xông lên đá mấy cái, anh ta muốn đạp chết Thái Quân. Thái Quân không có biện pháp đành phải chống đỡ, đây hoàn toàn là phòng vệ chính đáng, bằng không sẽ bị đồng chí Đường Vân đá tới chết. Tuy nói Thái Quân là cấp dưới, nhưng còn có quyền sống. Chẳng lẽ cứ để cho đồng chí Đường Vân đánh cho đến chết sao? Có đúng không, thời gian tranh chấp lúc đó còn tương đối dài. Thái Quân tới để báo cáo công tác với anh. Chúng tôi cũng đã xem qua hiện trường rồi. Phòng làm việc của anh cách hiện trường vẹn vẹn có hơn 10 thước, hơn nữa Thái Quân vừa từ văn phòng của anh đi ra được 10 thước liền đụng phải đồng chí Đường Vân. Chẳng lẽ bọn họ đánh nhau như vậy anh không nghe thấy sao? Hơn nữa, buổi tối thì cục không có sắp xếp cảnh sát trực an ninh sao? Lúc đó anh đang ở đâu, bọn họ ở đâu? Quả là càn quấy. Khổng Đoan thật lợi hại, chỉ một câu đã đánh trúng đúng vào thủ đoạn bịp bợm của Ninh Mãn. Mà ngay cả trong đầu của Thái Quân cũng đang tự hỏi mình lúc ấy Ninh Mãn đi đâu rồi hả? Làm sao có ngày gần vậy mà không nghe thấy được, chắc là cố ý làm cho mình cùng với Đường Vân PK rồi. Trong lòng Thái Quân giống lên câu hỏi nhưng cũng không trả lời được. Không nghe thấy cũng là bình thường, văn phòng của cục trưởng thì cục có lúc phải bàn chuyện bí mật. Phải làm cho người ngoài không nghe thấy được, cục trưởng Ninh Mãn làm việc trong văn phòng, không nghe thấy động tĩnh cách đấy hơn 10 thước là bình thường. Bằng không anh thử đến đó nghe thử một chút, đoán chừng bên ngoài có ầm ĩ ngất trời cũng rất khó nghe thấy được. Lúc này, Sa Quân đứng ra biện hộ giúp Ninh Mãn. Ninh Mãn không nghe được cũng không có nghĩa là thư ký của anh ta không nghe thấy, lúc đó thư ký đang ở bên ngoài phòng khách đây. Thư ký nghe thấy chẳng lẽ không vào báo cáo với Ninh Mãn? Rõ ràng, ở đây có vấn đề gì? Khổng Đoan lạnh lùng hừ nói. Đồng chí Ninh Mãn. Lúc đó thư ký của anh đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Báo cáo bí thư Diệp, tôi là Dương Thiên, thư ký của cục trưởng Ninh Mãn. Lúc đó cục trưởng Ninh Mãn bảo tôi sửa một số tài liệu, cho nên tôi và cục trưởng Ninh Mãn chuyên tâm ngồi trước máy tính sửa tài liệu. Văn phòng cục trưởng Ninh Mãn toàn đóng kín cửa, lúc trước chọn loại vật liệu cách âm vô cùng hiệu quả. So với hiệu quả cách âm của phòng karaoke còn tốt hơn vài lần. Cho dù anh ở bên ngoài có kêu lớn lên bên trong cũng không nghe thấy gì. Sau đó tôi cần lấy một số tài liệu ở gian ngoài phòng khách thì mới nghe được tiếng đánh nhau ở bên ngoài. Cho nên khẩn trương quay vào báo cáo với cục trưởng Ninh Mãn, cục trưởng Ninh Mãn lập tức đi ra ngăn hai người lại. Mà khi tôi đi ra chính mắt nhìn thấy thư ký Đường dùng hết sức co chân đá vào giữa ngực đội trưởng Thái.
hơn nữa một tay còn kéo tóc đội trưởng Thái, mới khiến cho toàn bộ xương sườn ở ngực đội trưởng Thái giống như đều bị chặt đứt. Còn tóc cũng bị dụng hàng nắm lớn, cục trưởng Ninh Mãn thấy vậy lập tức xông tới để ngăn cản, tuy nhiên. Thư ký Dương vừa mới nói đến đây tuy nhiên bị Khổng Đoan hừ lạnh một tiếng ngắt lời nói. Có ai hỏi cậu những chuyện đó đâu, lãnh đạo hỏi cậu cái gì thì trả lời cái đó là được rồi. Lại nhải rông dài làm gì, không làm qua cảnh sát hình sự cũng đã được gặp cảnh sát hình sự rồi, thẩm án chính là hỏi cậu cái gì cậu trả lời cái đó. Tuyệt đối không cho phép nói đông nói tây, thật là, một chút phép tắc cũng không hiểu, đứng qua một bên đi. Mặt thư ký Dương đỏ bừng lên, thân mình co rụt lại đành phải ngậm miệng lại đứng ra phía sau. Ninh Mãn đến không phải là để ngăn cản hai chúng tôi, mà là giúp đỡ Thái Quân, hai người bọn họ cùng nhau tấn công tôi. Nhìn bề ngoài thì Ninh Mãn có vẻ như can ngăn, nhưng, chỉ có tôi biết rõ nhất. Ninh Mãn quá tàn nhẫn, ra tay không có chút lưu tình nào, hướng những điểm yếu trên người tôi để hạ thủ. Đến bây giờ, thiếu chút nữa là tôi bị hai người bọn họ đánh cho tê liệt rồi. Phỏng chừng, nhiều chỗ trong nội tạng bị trọng thương rồi. Vẻ mặt Đường Vân giận dữ vừa nói tay vừa sờ một cái vào phần eo. Đồng chí Đường Vân, anh có chứng cứ gì sao mà nói vậy? Hơn nữa, tôi tin tưởng tuyệt đối không thể xảy ra được chuyện như thế. Làm nhân vật số một cục thị, đồng chí Ninh Mãn kết hội với Thái Quân ẩu đả anh có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa, đồng chí Ninh Mãn đảm nhiệm chức cục trưởng công an thành phố cũng được có gần 10 ngày, hai người các anh không thể có mâu thuẫn trong 10 ngày đó để có thể động thủ được đến nông nỗi này. Những lời anh nói một chút căn cứ cũng không có. Đồng chí Đường Vân, các anh đều xuất thân từ công an. Hiểu rõ pháp luật coi trọng điều gì, đó chính là sự thật và chứng cứ. Sa Quân chép miệng thản nhiên hừ nói. Bí thư Sa, cơ bản là đồng chí Đường Vân nói bậy bạ. Tôi làm sao có thể kết hội với đồng chí Thái Quân để cùng nhau ẩu đả anh ta được. Đây là việc xảy ra phía trước phòng làm việc của tôi. Bất kể tình hình xảy ra thế nào chuyện như vậy tôi cũng phải làm cho rõ. Trốn tránh cũng không kịp, lại càng không nói chuyện kết hội để đánh người. Lúc đó tôi vội vàng muốn tách hai người bọn họ ra. Không thể tưởng tượng được đồng chí Đường Vân bay lên đá một cước vào trúng mũi của tôi, đến bây giờ cái mũi còn nhũn ra đau nhức. Cũng không hiểu được có gãy xương mũi hay không. Hơn nữa, lúc tôi phát hiện ra chuyện này trên lầu có mấy đồng chí trực đêm cũng nghe được tiếng la của tôi, bọn họ cũng có thể làm chứng đấy. Vẻ mặt Ninh Mãn tức giận, liếc mắt nhìn Đường Vân một cái nói. Tôi không hiểu được đồng chí Đường Vân nói xấu tôi là vì cái gì. Đúng như bí thư Sa đã nói, tôi nhậm chức cũng không quá 10 ngày. Cũng không có bất kỳ xung đột nào với đồng chí Đường Vân. Bộ máy cục thị chúng tôi là rất đoàn kết. Tôi đang suy nghĩ, có phải có quan hệ với chuyện của Đường Sở hay không? Chuyện của Đường Sở chỉ là công việc, hơn nữa lúc ấy chủ tịch tỉnh Trần Giám đốc Sở Hồ cùng với bí thư Diệp đều hạ chỉ thị đấy. Cứ cho nếu ba vị lãnh đạo không ra chỉ thị, theo đúng chính nghĩa thì Ninh Mãn tôi cũng phải quản đúng không? Trước pháp luật tất cả mọi người đều bình đẳng, không thể nói con trai của Đường Vân là Đường Sở phạm tội là chúng tôi có thể một mắt nhắm một mắt mở được. Nếu cứ làm vậy, quần chúng sẽ nghĩ thế nào về cục công an thành phố chúng ta làm sao có thể vì nhân dân biểu dương chính nghĩa? Đồng chí Đường Vân là thành viên tổ đảng cục thị, phó cục trưởng cục công an thành phố, bí thư đảng ủy công an thành phố Trương Hà. Là một công an kỳ cựu rồi, bởi vì chuyện của con mà nhất thời xúc động vung váng đầu não để xảy ra chuyện như vậy, Ninh Mãn tôi cũng sẽ không so đo quá nhiều. Dù sao, chuyện cô Liễu Nguyệt báo án có dính đến Đường Sở. Ninh Mãn, việc này con của tôi không có liên quan. Đừng kéo con tôi vào, hai người các anh kết hội công kích tôi rốt cuộc là vì cái gì? Việc này chỉ có hai người các anh hiểu rõ trong lòng. Đừng nghĩ là tôi không biết, năm ngoái bởi vì anh không làm tròn trách nhiệm, bí thư Diệp cắt chức vụ của anh ngay trước mặt mọi người. Mà cuộc họp thành viên tổ đảng do đồng cục trưởng bao chủ trì khi đó tôi bỏ phiếu tán thành. Đối với hành động cực đoan kiểu đó của anh khi đó, chỉ tạm thời cách chức điều chuyển công tác là đã quá nhẹ rồi. Việc này là việc chung, nhưng hiện tại anh đem việc cũ ra kéo con của tôi vào, anh có ý gì chứ? Làm phó cục trưởng thì cục, tôi tìm hiểu một chút tình huống cũng không được sao. Nếu con trai của tôi thực sự làm chuyện gì Đường Vân tôi sẽ phê bình nó ngay trước mặt. Chẳng lẽ làm một người cha cũng không có cơ hội để giáo dục con của mình?
rõ ràng nó bị các anh bắt đi rồi lại còn che che lấp lấp không nói cho tôi, còn lừa tôi chơi trò thần bí. Các anh muốn lấy việc này đưa lên báo thì cứ làm đi, Đường Vân tôi chính nghĩa đi đường chính, không sợ các anh dở trò quỷ. Vẻ mặt Đường Vân chính khí nói. Được rồi, các anh tranh luận tập trung vào chuyện đồng chí Ninh Mãn và đồng chí Thái Quân có kết hội cùng nhau công kích đồng chí Đường Vân hay không? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Đúng vậy, chính là bọn họ kết hội đánh tôi. Đường Vân giành quyền nói. Anh dám vu oan. Ninh Mãn nói. Tình hình rốt cuộc như thế nào, anh chẳng phải đã nói lúc ấy có vài cảnh sát trực ban, bọn họ là những ai, gọi đến đây để hỏi cho rõ ràng. Sa Quân xen vào hừ lạnh nói. Việc này cũng chưa chắc. Khổng Đoan hừ lạnh một tiếng đáp lời Sa Quân. Chủ tịch thành phố Khổng nói có ý gì, chẳng lẽ tận mắt nhìn thấy vẫn không thể làm chứng sao? Sa Quân hỏi. Cảnh sát trong cục thị đều là cấp dưới trực tiếp của Ninh Mãn, bọn họ dám đắc tội với vị cục trưởng Ninh Mãn này sao? Đường Vân nói. Đồng chí Đường Vân, trước khi sự thật còn chưa được chứng minh, anh dựa vào cái gì mà dám mở miệng nói đám cảnh sát trực ban sẽ nói dối? Đám cảnh sát này đều có tư cách đấy, đều biết hậu quả của việc làm giả chứng cứ. Anh ta không tin cảnh sát chúng tôi. Mà còn nghi kỵ lung tung, về mặt nhận thức anh có chút thiên lệch rồi. Đầu tiên là anh có thành kiến với cảnh sát cục thị, cho rằng nhất định bọn họ sẽ giúp đỡ cục trưởng Ninh Mãn. Ý nghĩ này của anh tương đối nghiêm trọng. Vẻ mặt của Sa Quân nghiêm túc phê bình nói. Sự thật như vậy, có suy nghĩ thế cũng không thể trách đồng chí Đường Vân được. Đổi lại nếu việc này phát sinh ở trụ sở làm việc cục công an thành phố Trương Hà trước phòng làm việc của đồng chí Đường Vân chắc chắn mọi người cũng sẽ băn khoăn. Khổng Đoan nói. Được rồi, hỏi các cảnh sát trực ban lúc đó trước đã rồi sẽ kết luận. Đương nhiên, băn khoăn của chủ tịch thành phố Khổng cũng là có căn cứ, mà cũng có thể giống như suy nghĩ của bí thư Sa. Rốt cuộc sự thật của việc này thế nào, cứ gọi lên hỏi một chút rồi nói sau. Diệp Phàm nói. Một lúc sau. Có người kêu ba người cảnh sát là Mâu Tú Hồng, Thôi Trương Thành, Điền Vệ Minh đi lên. Tôi muốn hỏi ba đồng chí một chút, mỗi câu nói của các anh đều sẽ được ghi chép lại. Các anh thấy không, Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy đồng chí Dương Lương sẽ trực tiếp ghi chép biên bản việc điều tra này. Các anh phải nói cụ thể các sự việc một cách chân thật nhất, nếu lời nói của các anh là nói dối, chắc các anh cũng đã biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Tôi là Bí thư Thành ủy Diệp Phàm. Bên này là chủ tịch thành phố Khổng cùng với bí thư Sa. Ba người chúng tôi hôm nay đều là người thẩm tra xử lý. Các anh hãy nói rõ chuyện đánh nhau trong lối đi nhỏ. Diệp Phàm hỏi. Chương 2489, thời điểm trừng phạt anh đến rồi. Báo cáo bí thư Diệp, lúc đó tôi và Điền Vệ Minh đang trong phòng trực ban theo dõi màn hình giám sát. Bởi vì mấy ngày trước đã tiến hành lễ khởi công ở phố Tân Long, cho nên... Cục Công an thành phố rất quan tâm. Phố Tân Long dễ xảy ra ách tắc giao thông cho nên chúng tôi tăng cường theo dõi qua màn hình. Và Cục trưởng Ninh có giải thích nhất định phải theo dõi chặt chẽ. Nói là Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đều làm việc tại phố Tân Long, không thể qua loa. Nếu xảy ra hỗn loạn thì chúng tôi làm thế nào đây? Cục trưởng Ninh đã nói rất nghiêm túc. Trước đó một tiếng phố Tân Long đã xảy ra vụ hai xe máy va chạm. Tuy nói không có tổn thương vì người nhưng chúng ta đều phải loại trừ hết các khả năng mất an toàn mới được. Cho nên, tôi và Điền Vệ Minh đến xem phố Tân Long còn có vấn đề gì không. Đồng thời kiểm tra băng ghi hình từ trước đến nay. Bởi vì lúc đó đang nghe tai nghe nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tháo tai nghe mới biết Cục trưởng Ninh bảo phải mở cái gì đó. Cho nên, chúng tôi đi ra hết, phát hiện Bí thư Đường và đội trưởng Thái đang đánh nhau. Chúng tôi vội vàng tiến đến kéo bọn họ ra. Thôi Trương Thành gan còn rất lớn, ngưng một chút rồi nói ra. Đồng chí, nghe giọng của anh thì chúng tôi có thể hiểu chuyện ẩu đả của bọn họ là vì sao các anh cũng không biết có phải không? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, đúng thế, hai chúng tôi đều không rõ lắm. Chỉ có điều là khi đi ra đã thấy Bí thư Đường và Thái Quân rồi. Điền Vệ Minh nói. Hai người anh thật sự không biết tại sao họ lại đánh nhau sao? Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt hừ nói. Đúng ạ. Điền Vệ Minh và Thôi Trương Thành đồng thời đáp, tuy nhiên, Diệp Phàm dùng khí sóng dò xét vẫn cảm giác được hai người này lo lắng. Hai người này chắc chắn không nói thật, nghĩ lại cũng bình thường. Bọn họ không dám đắc tội với Ninh Mãn,
Đường Vân lại có chỗ dựa dựa vững chắc là Khổng Đoan, hai người lại không dám đắc tội. Bây giờ, thật sự là làm khó hai cảnh sát rồi, đành phải giả ngu, có lẽ đang liên kết với nhau để giữ bí mật. Nói bậy, hai anh rõ ràng từ trên tầng chạy xuống, làm sao có thể từ văn phòng đi ra. Cho là tôi không thấy có phải không? Tôi thấy rồi, bí thư Diệp hai người bọn họ rõ ràng đang nói dối. Thật ra từ lúc Thái Quân bắt đầu tấn công tôi bọn họ đều đã nhìn thấy, cánh cửa kia con hơi mở một chút, sau đó sợ quá vội vàng đóng lại. Tiếng đóng cửa tôi vẫn nghe thấy, Ninh Mãn chắc chắn cũng không thể không biết được, nói là đang ở trong phòng giải quyết công việc với thư ký là nói dối. Đường Vân lớn tiếng nói, bí thư Đường, chúng ta thật không biết thật, ông trời có thể làm chứng. Thôi Trương Thành và Điền Vệ Minh có chút luống cuống, vội vàng cãi. Hai người thật sự không phát hiện, sợ là không dám nói ra thôi. Đường Vân tấn công Thái Quân, hai người đều đụng vào vách tường rồi, gấp sức ép và động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, phòng quan sát của các anh chỉ cách đó một cái cửa. Tiểu Thôi, Tiểu Điền, đừng nói dối, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Đây tuy không phải phòng thẩm vấn nhưng đây là nơi mà bí thư Diệp tôi chủ trì, chủ tịch Lỗ và bí thư Viễn cũng ở đây. Ba người họ chẳng lẽ các anh còn không biết sao? Bọn họ là đại diện cho thành ủy, đại diện cho tổ chức nói chuyện với hai anh. Bây giờ lập tức nói rõ mọi việc, phải nói chi tiết không bỏ sót điểm nào, tôi có thể xin mấy người bí thư Diệp khoan hồng cho hành vi sợ hãi của các anh lúc trước. Ninh Mãn có chút tức giận, rõ ràng biết hai người này đang nói dối, không ngờ không nghe lời chỉ trích Đường Vân. Đây rõ ràng là không nể mặt cục trưởng như Ninh Mãn đây. Muốn chứng minh rất dễ dàng. Chỉ cần đem băng ghi hình phố Tân Long một tiếng trước đến hai đồng chí Thôi Trương Thành và Điền Vệ Minh xem qua nội dung là được. Hai đồng chí nói là đang mải nghiên cứu băng ghi hình chuyện hai xe va chạm ở phố Tân Long sao? Một khi đã chăm chú như vậy hẳn là vẫn nhớ nội dung đi. Diệp Phàm đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, vẫn là bí thư Diệp có cách hay, vậy điều tra qua băng ghi hình vậy. Khổng Đoan hừ nói. Lập tức sắc mặt hai người trắng bệch. Thoáng nhìn nhau, trong lòng hình như không khác gì nhau mấy. Thôi Trương Thành lập tức nói. Là bí thư Diệp, vừa rồi thật sự là chúng tôi đã nói dối. Việc này thật ra chúng tôi đã từng gặp rồi. Tuy nhiên, thật sự chúng tôi có băn khoăn, chúng tôi sợ. Cục trưởng Ninh và bí thư Đường đều là lãnh đạo của chúng tôi nói như thế nào cũng không thích hợp. Đến lúc đó mọi việc kết thúc người ăn gậy chính là chúng tôi. Trước kia cục trưởng Bao ở đây lúc nào cũng nhắc nhở chúng tôi nói thật, hiện tại nhớ lại trong lòng thật hổ thẹn. Diệp Phàm vừa nghe, hơi sừng sờ, trong lòng thầm khen Thôi Trương Thành cũng không tệ lắm, khá thông minh đấy. Có lẽ trước kia là người của Bao Nghị, lúc quan trọng này nói chắc chắn là đắc tội với người khác rồi. Cho nên vội vàng tỏ vẻ một chút. Lúc đó vốn hai chúng tôi muốn lao đến kéo người ra, nhưng chúng tôi lo sẽ bị bí thư Đường đánh. Hơn nữa. Đội trưởng Thái bình thường cũng rất nghiêm khắc. Lúc này hai người bọn họ đang đánh nhau đỏ mặt căn bản cũng không nhận ra ai với ai. Ai đó đến kéo chắc chắn đều xui xẻo. Hơn nữa, bị đánh rõ ràng là bị đánh ngoài ra tôi và trưởng phòng Thôi trộm hé cửa ra còn thấy, ngay khi bí thư Đường và đội trưởng Thái kéo trên mặt đất thì phía sau có một cái đầu lộ ra. Còn dừng lại trong chốc lát mới rụt về. Tôi đeo kính nên không nhìn rõ lắm. Tuy nhiên lúc đó nghe Thôi Trương Thành nói người đó chính là thư ký Dương Thiên. Hơn nữa còn nói với tôi rằng thư ký Dương cũng không dám ra ngoài hai chúng tôi càng không thể đi ra. Nếu không thì chút tôi sẽ rất xui xẻo. Tôi cũng nghĩ thế cho nên, hai chúng tôi không dám ra ngoài. Điền Vệ Minh nói. Mẹ kiếp, hai người đang nói cái dám gì thế? Thư ký Dương rõ ràng đã bị tôi gọi vào phòng ngay sau khi Thái Quân ra khỏi cửa, lúc đó làm sao có thể nhô đầu ra ngoài xem. Căn bản là hai cậu hoa mắt, còn cả Điền Vệ Minh cậu như thế sao có thể nhìn thấy rõ là thư ký Dương, không chừng là đồng chí bên cạnh phòng chúng tôi. Cái này căn bản là nói loạn. Hai người các cậu, lúc trước nói dối không nói, hiện tại bị lãnh đạo phát hiện xong lại nói dối cái khác để lừa lãnh đạo. Tư tưởng của các cậu thật to gan rồi. Các cậu công nhiên nói xấu cục trưởng cục công an, đúng là đại bất kính rồi. Việc này, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Ninh Mãn cực kỳ tức giận, quỳ vào Thôi Trương Thành và Điền Vệ Minh mắng. Đồng chí Ninh Mãn, phải chú ý văn minh, nói gì mà dám này dám kia. Hơn nữa bộ dạng của anh như vậy là lấy uy phong lãnh đạo để uy hiếp cấp dưới.
đối với cấp dưới cũng phải nói chuyện khách khí một chút. Không thể đe dọa để dọa người. Mặc dù nói anh là cục trưởng cục công an nhưng trên còn có bí thư chỉ nữa. Ngoài ra còn có đảng lãnh đạo, chẳng lẽ cục trưởng cục công an có thể một bàn tay che trời nói muốn đánh cấp dưới là đánh sao? Cho nên, thôi Trương Thành và Điền Vệ Minh không cần lo lắng, chỉ cần các cậu nói thật, nếu một số đồng chí có ý nghĩ này nọ, các cậu cứ việc tới tìm tôi. Khổng Đoan tiếp tục cổ vũ. Đồng chí Ninh Mãn đang bị kích động nhất thời, bị người ta vu cáo hãm hại tất nhiên là đồng chí ấy tức giận rồi. Viễn quân tôi cũng không làm được như thế. Nếu hai đồng chí vừa rồi vu cáo hãm hại tôi đã sớm đánh cho họ mấy cái bạt tai rồi. Thật kỳ lạ, đây còn giống một cảnh sát sao? Còn là một đồng chí cảnh sát vì chính nghĩa, hết lòng phục vụ nhân dân sao? Hai người bọn họ là lũ sâu mọt, bại hoại trong đội ngũ cảnh sát, nói dối lãnh đạo không nói, ngoài ra còn muốn bịa đặt gây bất hòa giữa các lãnh đạo. Về mặt tư tưởng của hai đồng chí này đã có vấn đề nghiêm trọng. Nếu bí thư Diệp và chủ tịch Khổng còn cả bí thư Chỉ ở đây, tôi đề nghị lập tức áp dụng biện pháp đối với Thôi Trương Thành và Điền Vệ Minh. Khai trừ khỏi đảng, thu hồi hết chức vụ của hai người này, giao cho phòng đôn đốc lập án điều tra. Viễn quân ác hơn, nói vài câu thiếu chút nữa làm cho Thôi Trương Thành và Điền Vệ Minh sợ hãi. Bí thư Diệp, chúng tôi thật sự không nói dối. Lúc trước tuy nói là nói dối nhưng đó là bởi vì chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi đã biết sai rồi, cho nên, sau đó chúng tôi nói đều là sự thật. Chúng tôi lấy tính giai cấp để bảo đảm, nếu chúng tôi nói dối thì các anh bắn chết hai chúng tôi cũng được. Thôi Trương Thành run rẩy nói. Đúng vậy, Bí thư Diệp, những gì chúng tôi nói lần sau đều là sự thật, không có chút nói dối nào. Chúng tôi thật sự là đã thấy thư ký Dương nhô đầu ra. Hơn nữa, sau đó cục trưởng Ninh thấy Bí thư Đường và đội trưởng Thái đang đánh nhau, cục trưởng Ninh cũng đi qua, ông ấy hô một tiếng không hiểu sao ba người lao vào đánh nhau thành một đoàn. Hơn nữa lăn xuống đất, một đấm một đá loạn xạ cả lên. Sau đó cục trưởng Ninh tránh thoát đứng lên hô to, chúng tôi nhìn được một nửa sợ quá lặng lẽ chạy đến đầu cầu thang. Sau nghe tiếng kêu chúng tôi mới dám chạy đến đó. Điền Vệ Minh vẻ mặt tối đen nói. Ừ, hai đồng chí tuy en soi lúc trước có vài câu nói dối, đó là vì sợ hãi và lo lắng. Về bản tính thì chuyện gì cũng có lý do của nó. Nhưng nhất định phải nói hết chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Không nói một nửa chữ giả dối. Nếu như có thể giải thích, thì chuyện lúc trước không truy xét nữa. Xem như là lấy công chuộc tội. Tuy nhiên, vừa rồi hai đồng chí đều nói chuyện xảy ra sau đó. Còn chuyện hai đồng chí Đường Vân và Thái Quân sao lại đánh nhau còn chưa nói. Việc này, hai cậu tiếp tục nói đi, phải nói cụ thể một chút, đây là cung cấp căn cứ cho chúng tôi xử lý. Diệp Phàm nói. Thôi Trương Thành và Điền Vệ Binh nói từ đầu đến cuối. Tuy nhiên cuối cùng thì ba bên đều có sai lầm. Đường Vân ra tay trước không đúng, mà Thái Quân tấn công lãnh đạo cũng không đúng. Ninh Mãn cố ý làm cho tình hình càng lớn càng không đúng. Thôi Trương Thành mọi người nói xong Diệp Phàm nghiêm túc nhìn Đường Vân và Ninh Mãn cùng với Thái Quân. Các anh xem, ba người các anh cũng làm những thứ đó sao? Một cục trưởng công an, một bí thư đảng ủy công an, còn một người là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Ba người đều là lãnh đạo của công an thành phố, cứ như thế cục công an còn có thể phát triển sao? Đánh người, gây sự, bất kính, cục công an thành phố như vậy còn có thể bảo vệ bình yên sao? Tôi rất nghi ngờ điều này. Hơn nữa, nhìn thái độ vừa nãy thì ba đồng chí cũng không nhận thức được sai lầm của mình, còn muốn lừa gạt tổ chức. Đây là hành vi gì? Đây là lừa gạt tổ chức chính là lừa gạt đảng. Việc này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Không xử lý thì lấy gì để làm gương, lấy gì để chỉnh đốn cục công an. Một công an thành phố như vậy không chỉnh đốn thì lấy gì bảo vệ bình an cho đồng lĩnh. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Chương 2490, đạo trừng phạt người. Bí thư Diệp, đây chẳng qua chỉ là một việc đánh nhau. Nếu là người bình thường, việc này bọn họ cũng là bình thường đúng không? Cởi bỏ trang phục cảnh sát ra, bọn họ đều là người bình thường. Hơn nữa. Mọi người đều có lúc tính tình không tốt. Anh xem, đồng chí Đường Vân vì chuyện của con mà đã làm việc hơi quá khích, nhưng việc này cũng có nguyên nhân của nó có phải không? Bất cứ ai phải trường hợp này không nhiều người có thể giữ bình tĩnh được. Ngay cả Khổng Đoan tôi có lẽ cũng không làm được, cho nên, việc này tôi thấy cứ phê bình một chút như vậy thôi.
xem như cảnh cáo nhắc nhở họ. Khổng Đoan đứng ra van xin hộ. Rất xin lỗi Bí thư Diệp, vừa rồi tôi không kiểm soát được cảm xúc, lời nói việc làm có hơi quá khích. Đường Vân cũng vội vàng rèn sắt khi còn nóng, muốn giải quyết xong việc này. Đúng vậy Bí thư Diệp, Thái Quân tấn công lãnh đạo cũng không đúng. Tuy nhiên, lúc ấy có lẽ bị đồng chí Đường Vân tát một cái nên trong lúc hồ đồ đã làm chuyện ngu ngốc. Mà thư ký Dương ló đầu ra phát hiện việc này xong thì đồng chí Ninh Mãn có chút hơi chậm trễ. Có lẽ vì thư ký Dương cũng không thấy rõ ràng. Còn tưởng đồng chí Đường Vân và Thái Quân giao lưu, mọi chuyện cũng không thể yêu cầu các đồng chí có thể làm hoàn mỹ hết mọi việc có phải không? Mà đồng chí Ninh Mãn sau đó chạy đến ngăn lại, việc này cũng hoàn thành trách nhiệm của lãnh đạo. Viễn Quân giải thích nói. Hình như anh nói đồng chí Ninh Mãn chẳng những không có tội còn có công phải không? Chẳng lẽ muốn Diệp Phàm tôi cấp giấy khen cho đồng chí Ninh Mãn, khen ngợi ông ta chậm trễ ngăn cấp dưới đánh nhau? Diệp Phàm nhìn Viễn Quân lạnh lùng hừ nói. Viễn Quân nhất thời nghẹn lời không nói được, y nhìn Ninh Mãn lập tức hiểu rồi. Y đỏ mặt nói. Bí thư Diệp, chuyện này là tôi giải quyết có chút không ổn. Tôi thừa nhận khuyết điểm với các lãnh đạo, kính xin các lãnh đạo có thể cho tôi cơ hội nhận khuyết điểm. Ninh Mãn dùng từ vô cùng khéo léo, chỉ nói không ổn và khuyết điểm giống như y không có sai lầm. Đồng chí Ninh Mãn, xem ra, anh còn chưa nhận ra sai lầm của mình. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện này chỉ là không ổn, anh không có sai lầm sao? Dù thế nào, anh chậm đi ra can làm cho tình hình càng nghiêm trọng đây cũng giống như một sai lầm nghiêm trọng. Còn đồng chí Đường Vân, anh thật sự có phải là quá khích không? Đây không phải là quá khích, đây là rất sai lầm nghiêm túc. Là lãnh đạo, sao có thể để cho mình muốn đánh người thì đánh? Điều này làm cho dân chúng sẽ có ý kiến về các lãnh đạo của chúng ta. Cho nên, xem ra, đồng chí Ninh Mãn và Đường Vân vẫn chưa nhận thức sâu sắc, còn chưa nhận thức được sai lầm của mình. Diệp Phàm nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc nhìn toàn bộ mọi người một cái rồi nhìn Dương Lương nói. Như vậy đi, tạm thời xử phạt hai đồng chí Ninh Mãn và Đường Vân ghi nhớ. Đương nhiên, xử phạt ghi nhớ này chỉ nói miệng chứ không ghi vào hồ sơ chính thức. Ghi vào hồ sơ hay không phải xem thái độ biểu hiện của hai đồng chí. Hai đồng chí sau khi trở về hãy viết hai bản kiểm điểm, viết xong giao cho tôi một bản. Chủ tịch Khổng, cùng Bí thư Viễn còn cả Bí thư Chỉ một bản nữa. Đến lúc đó, nếu bản kiểm điểm này không sâu sắc thì sẽ triệu tập ba đồng chí để xử lý các anh. Đến lúc đó do cuộc họp Bí thư quyết định, hai vị đồng chí nghĩ thông suốt. Tối nay dừng ở đây, tôi còn chưa ăn tối, giải tán đi. Diệp Phàm nói xong đứng lên muốn đi. Bí thư Diệp, đây chẳng qua là một sự kiện đánh nhau bình thường, nhắc nhở ghi tội bằng miệng cũng được cơ mà. Các đồng chí đều có sai lầm của mình, chúng ta có thể giúp họ sửa sai có phải không? Việc này, có thể không ghi tội được không? Khổng Đoan cau mày nói. Đúng vậy, Bí thư Diệp, việc này tôi thấy hoãn một chút thì thế nào? Viễn Quân cũng nói tiếp ngay. Một việc bình thường, việc này đối với người bình thường mà nói thì là một việc bình thường. Nhưng, ba người họ là ai? Vừa rồi tôi đã nói rồi, ba người họ đều là lãnh đạo của Cục Công an thành phố. Đây là việc nhỏ sao? Việc này mà truyền ra ngoài thì ảnh hưởng thế nào? Hai đồng chí có nghĩ đến hay không? Nếu không xử lý nghiêm túc để cấp dưới noi theo, chính quyền, đảng chúng ta không phải loạn lên sao? Hơn nữa, Cục Công an là đơn vị như thế nào không phải hai đồng chí không rõ? Đây là cơ quan chấp pháp nhà nước. Trong cơ cấu này tư tưởng tác phong nhất định phải vượt qua thử thách, không thể lệch qua quỹ đạo một chút. Một khi phát hiện có tiểu nhân sẽ phải sửa chữa đúng lúc. Huống chi, vấn đề hôm nay đã rất lớn rồi. Việc này quyết định như vậy đi, nếu hai đồng chí thấy Diệp Phàm tôi nói không đúng có thể đem chuyện này ra thảo luận trong hội nghị thường vụ, giúp ba đồng chí sửa sai cũng tốt thôi. Đến lúc đó, chuyện này giải quyết như thế nào là do các ủy viên thường vụ quyết định. Nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế. Tôi còn cho họ tự nhìn lại mình, không ghi vào hồ sơ, đây là còn xem biểu hiệu của bọn họ. Đây là cho họ một cơ hội, cho nên, cơ hội này nhất định các anh nhất định phải nắm lấy. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Bí thư Diệp, kiểm điểm này chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Ghi tội này có thể tạm thời không truyền đạt mệnh lệnh không chúng tôi sẽ viết kiểm điểm sâu sắc. Đường Vân vừa thấy nóng nảy. Đúng vậy, Bí thư Diệp, chúng tôi nhất định sẽ sâu sắc kiểm điểm mình. Ghi tội này có thể để vậy không?
Ninh Mãn cũng vội vàng nói với vẻ mặt tối đen. Không cần nói, việc này quyết định như vậy đi, nhanh về mà tự kiểm điểm sâu sắc đi. Diệp Phàm không do dự xoay người bước đi. Hừ, các anh đã làm cái trò gì thế này? Cục trưởng không giống cục trưởng, đội trưởng không giống đội trưởng, làm bừa bãi thôi. Khổng Đoan tức giận hừ lạnh một tiếng cũng bước đi, mà Đường Vân tất nhiên cũng đuổi theo sát rồi. Tuy nhiên, sau đó tiếng hừ lãnh của Viễn Quân cũng vang lên. Tôi thấy, bí thư này cũng không giống bí thư, còn gì là đảng ủy công an, còn gì là hình tượng, có thể quản lý được công an Trương Hà, kiểm sát, tòa án sao? Quả thật là giống bọn lưu manh. Lưu manh còn mạnh hơn so với những người cố ý gây sự nhiều. Còn bắt nạt trên, dọa dưới, cho nên, ít nhất, bọn họ rất ngay thẳng. Khổng Đoan bước đi không quay đầu hừ nói. Đây là nhà họ Đường muốn gây sự để đẩy tôi chết. Bí thư Viễn, y quá kiêu ngạo rồi, không thể để y tiếp tục nữa, cứ tiếp tục như thế còn có chỗ cho chúng ta đứng sao? Ninh Mãn vẻ mặt tức giận nói. Cậu cũng thật là đồ vô dụng. Nếu muốn làm phải làm không dấu vết mới được, cùng cùng làm gì để người ta biết hết thế? Cậu khống chế cấp dưới mình thế nào vậy, người không nghe lời như vậy còn để ở lại đây sao? Viễn Quân bất mãn mắng Ninh Mãn. Việc này, tôi thật không nghĩ là hai người Thôi Trương Thành và Điền Vệ Minh nhìn thấy, hơn nữa, rõ ràng còn dám nói ra. Hai người kia, tôi sẽ không bỏ qua cho hai người bỏ. Cho tôi một tuần thôi. Ninh Mãn hừ lạnh nói, mặt sầm lại. Giờ nói những lời này còn có ích gì, hôm nay tôi mất hết thể diện rồi. Tuy nhiên, Đường Vân cũng quá kiêu ngạo rồi. Không phải ỷ có nhà họ Khổng sao? Viễn Quân, tôi muốn cho y hiểu được, nhà họ Khổng không là gì ở Tấn Lĩnh. Bộ xây dựng có thể quản được việc ở Tấn Lĩnh sao? Viễn Quân nói đến đây nhìn Ninh Mãn một cái, nói. Tuy nhiên, hôm nay việc của hai cậu đều bị Diệp Phàm nắm được. Kiểm điểm này cậu phải viết sâu sắc một chút. Nói cách khác thì hắn muốn trừng phạt không tha cho các cậu thì phiền toái. Tôi sẽ kiểm điểm sâu sắc. Ninh Mãn gật đầu, nắm chặt nắm tay lại. Kiểm điểm, Diệp Phàm muốn không phải là kiểm điểm. Viễn Quân hừ lạnh nói. Tôi biết, là hắn đang ép tôi. Muốn tôi ủng hộ hắn, không có cửa nào. Ở Đồng Lĩnh này một mẫu ruộng còn có 3 phần đất, trong mắt tôi chỉ có bí thư Viễn ngài thôi, những người khác là cái đếch gì. Ninh Mãn bày tỏ lòng trung thành nói. Ha ha, Ninh Mãn, miệng cậu trơn tru lắm. Tuy nhiên, Diệp Phàm sao biết được chuyện xảy ra ở đây? Hẳn không phải là cậu gọi cho hắn chứ? Viễn Quân cười cười khá thích thú với những lời nịnh bợ của Ninh Mãn. Đây không phải là nịnh bợ, đây là lời tâm huyết của tôi. Tuy nhiên, đánh chết tôi cũng không thể gọi hắn đến đây. Hơn nữa, tôi tin tưởng Đường Vân cũng sẽ không gọi đến. Không phải là Khổng Đoan đã đến rồi sao? Việc như thế này cũng không phải là chuyện gì vinh dự, khiến Diệp Phàm biết được không phải là phiền toái sao. Việc này, tôi đoán 8 phần là Trì Hạo Cường làm, mẹ kiếp, lão già này thật to gan. Ninh Mãn tức giận. Hừ, hẳn là y, chúng ta đẩy cậu lên, vượt qua Trì Hạo Cường, y muốn quản việc nhưng không có quyền. Đã mơ vị trí của cậu đã lâu, bao nghị chuyển đi làm y thấy hy vọng, lúc ấy ngay cả Khổng Đoan cũng muốn kéo Trì Hạo Cường lên. Tuy nhiên, kết quả thái độ của nhà họ Khổng rất mơ hồ, mà bên chúng ta đã chiếm ưu thế, hơn nữa, cậu đừng tưởng rằng nhà họ Khổng rất giỏi. Thật ra, nhà họ Khổng ở Tấn Lĩnh cũng đã là hoa cúc hôm qua, không nở được lâu nữa. Tuy nhiên, nghe nói quan hệ giữa Đường Vân và Trì Hạo Cường cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có điều chỉ sợ Đường Vân và Trì Hạo Cường liên kết áp chế cậu thôi. Sau này cậu càng phải cẩn thận một chút, mà áp lực lớn nhất của cậu đến từ Diệp Phàm. Bao nghị bị chúng ta dùng thủ đoạn không theo nguyên tắc thông thường chuyển đi, làm Diệp Phàm tức trào máu. Hắn có lẽ đang tính toán thu hồi lại chỗ của cậu. Cho nên, vị trí hiện giờ của cậu, nói là cẩn thận cũng không đủ. Cho nên, tôi mới bảo cậu phải cẩn thận nhiều hơn nữa, chuyện ngày hôm nay là thất sách. Tôi biết cậu muốn lợi dụng chuyện này chỉnh ngã Đường Vân. Tuy nhiên, kết quả thế nào lại làm cho Diệp Phàm có lợi? Sau này làm việc phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, phải làm cho tốt. Phải làm cho người khác hận cậu ngứa cả răng mà không nắm được cậu mới gọi là cao thủ. Viễn Quân thật ra tán gẫu với Ninh Mãn lại thành ra dạy dỗ. Diệp Phàm cũng không có gì đặc biệt, trong tỉnh ủy Tấn Lĩnh hình như chỉ có Tề Chấn Đào là ủng hộ hắn. Tề Chấn Đào hiện tại cũng bị bí thư La áp chế, gã muốn xoay người cũng khó khăn,
cho nên, Diệp Phàm muốn được cấp trên ủng hộ cũng chỉ là ảo tưởng. Ninh Mãn chép miệng nói. Chương 2491. Nói đúng lắm, chỉ cần tấn lĩnh này một ngày còn bí thư La, Tề Chấn Đào mãi mãi chỉ có thể là lão nhị. Còn Diệp Phàm muốn mở mày mở mặt chỉ là mộng lớn thời xuân thu của hắn sao, đừng có thấy hiện giờ hắn cả ngày bày ra uy phong của nhân vật số một, tin là hắn chẳng trụ được bao lâu đâu. Khổng Đoan không ưa Diệp Phàm, Sa Quân tôi lại càng coi khinh anh ta. Ngay trước thành ủy đồng lĩnh anh ta cũng phải khó khăn giữ lấy, anh ta có đủ kiên trì chịu đựng để lãnh đạo nhân dân đồng lĩnh không? Sa Thiên nói vô cùng hào hứng, tư thế của một bức lão tử thiên hạ đệ nhất. Đúng vậy, thiên hạ của đồng lĩnh này sớm muộn gì cũng là của bí thư Sa, Diệp Phàm không xứng, Khổng Đoan càng không xứng. Ninh Mãn lại đánh vào thời điểm thích hợp. Đúng lúc này bên ngoài phòng họp vang lên tiếng gõ cửa. Bí thư Dương sau khi lên tiếng khẽ đẩy cửa tiến vào, nói là đội trưởng Thái Quân có việc gấp báo cáo. Gọi anh ta vào. Ninh Mãn sau khi đầy kinh ngạc đáp lại liếc nhìn Sa Thiên một cái. Sau đó Thái Quân bước vào, người này trên ngực còn mang theo thanh nẹp, trên mặt dán đầy băng gạc. Trên trán sưng lên như chiếc bánh bao nhỏ, quả thực vết bầm tích kia rất rõ ràng. Cậu không nằm ở bệnh viện chạy tới đến đây làm gì? Ninh Mãn hỏi. Tuy nhiên trong lòng vẫn tán thành phong cách làm việc như vậy của thuộc hạ. Vừa mới nhận được tin có tung tích của Đường Sở. Thái Quân cắn môi một lúc, miệng đau đến mức người này nhíu mày liên tục. Ở đâu? Sa Thiên không kìm nổi hỏi. Rất kỳ lạ, không ngờ lại ở bệnh viện. Thái Quân trên mặt hiện lên sự vui mừng vì người khác gặp nạn. Ở bệnh viện, quái, lẽ nào là Đường Vân gọi anh ta vào, cái này nhất định là chơi, bài đau buồn, đây. Đến lúc đó khi chúng ta muốn đi bắt người lúc ấy người ta có cớ để nói rồi, nói cái gì mà tạm thời bị trọng thương chỉ có thể ở bệnh viện, phân tích tình huống xong liền quyết định. Tuy nhiên, Đường Vân đã tính toán xong xuôi. Nếu như không xảy ra chuyện này còn có thể suy nghĩ một chút, dù sao chúng ta cũng cùng trong một cái nồi mò cơm ăn. Giờ thì không giống như trước nữa, bố mày phải lột ra Đường Sở mới được. Lần này ai van xin hộ cũng vô dụng, bởi vì đây là mệnh lệnh của Diệp Phàm mà. Đinh Mãn cười khô một tiếng, trên mặt lộ ra tướng dữ tợn. Xem ra là như vậy, bằng không chúng ta vừa qua đó, Đường Sở đã đi cùng chúng ta rồi. Hơn nữa Đường Vân cũng hiểu ông ta hôm nay xem như đắc tội với cục trưởng Ninh ngài. Cho nên, liền sắp xếp bài khổ nhục kế này. Tôi thấy, vết thương kia tám phần là giả vờ. Cục trưởng Ninh ngài nói một câu đi chứ. Tôi có phải bỏ cái mạng này cũng phải đi xem một chuyến. Chúng ta mang hết những cảnh sát bị thương đi làm xiếc vạch trần Đường ra, đây không phải là tại chỗ cho người này một cái bạt tai sao. Đường Sở, chúng ta mang anh ta về cục đùa với anh ta một chút. Thái Quân bộ mặt hung ác. Lần này cậu không cần đi. Ninh Mãn khoát tay. Cục trưởng Ninh, tôi vẫn ổn, mặc dù nói đã gãy một chiếc xương sườn nhưng nẹp lại là ổn rồi, cái mũi này xử lý một chút là xong. Thân thể tôi cường tráng, lại cũng không phải đấu với kẻ bắt cóc. Chỉ huy vài anh em bắt người tôi vẫn làm được. Thái Quân nóng nảy nói. Tự nhiên muốn khoe thành tích trước mặt Sa Quân. Cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Điều này để tránh hiểm nghi mà. Thái Quân, cậu đã rõ ý của tôi chưa? Sa Quân lúc này mỉm cười. Đúng vậy, bằng không lại có người bàn tán sau lưng. Ninh Mãn gật đầu. Thế phái ai đi? Thái Quân hỏi có chút không cam lòng, sẽ không còn cơ hội tốt như vậy. Ngô Phong. Ninh Mãn mặt nghiêm nghị hừ nói. Anh ta chấm SAO mà được chứ? Thái Quân thiếu chút nữa hô lên tiếng, ngay chính Sa Quân cũng nhìn Ninh Mãn có chút không hiểu. Tại sao lại không được, Thái Quân? Ninh Mãn thản nhiên cười, hỏi. Anh ta là thiết can của Bao Nghị, mặc dù nói giờ Bao Nghị đi rồi, nhưng Ngô Đỉnh vẫn không cúi đầu trước chúng ta. Mặc dù nói gần đây anh ta có kiềm chế, nhưng người này tuyệt đối sẽ không đồng lòng với chúng ta. Anh ta là do một tay Bao Nghị nhấc lên, người như vậy sao có thể giúp đỡ chúng ta đến nơi đến chốn dược. Thái Quân vội vã nói. Thằng này vừa dùng sức, kéo vết thương trên mũi, đau đến nỗi thằng này quả muốn gọi mẹ. Tuy nhiên có Sa Quân ở trước mặt lại không dám kêu. Chỉ dám nén cơn đau lại, thằng này chỉ còn cách đổi sang rút chân một cách nhẹ nhàng để giảm bớt sự đau đớn. Ha ha, đừng nóng vội mà Sa Quân. Ngô Phong mặc dù nói là thiết can của Bao Nghị nhưng Ngô Phong lại có xích mích lớn với Đường Vân. Ninh Mãn cười đầy bí ẩn.
Ha ha, Ninh Mãn, tôi phát hiện giờ anh không phải dạng xấu xa bình thường. Xem ra đôi mắt này của Sa Quân không hoa, không nhìn lầm người. Sa Quân vui mừng mỉm cười, sau đó nói. Tuy nhiên thật ra tôi rất có hứng thú với sự bất hòa của Ngô Phong và Đường Vân. Nói nghe xem nào. Ngô Phong trước kia ở huyện Ngư Tử đảm nhiệm chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lúc ấy con trai đường sở của Đường Vân, đại thiếu gia Đào Hoa cũng đến huyện Ngư Tử chơi. Đúng lúc đó gặp một cô gái, thiếu gia Đào Hoa này liền tiến lên đùa giỡn người ta. Vừa vặn gặp Ngô Phong dẫn theo mấy người đi ngang qua liền lên can ngăn. Kết quả là đường sở căn bản cũng không nể mặt Ngô Đình, còn đẩy Ngô Phong một cái, Ngô Phong trong lúc tức giận lấy ra cái còng định còng tay đường sở. Hậu quả đường sở lập tức cậy bố là Đường Vân, hơn nữa còn châm chọc Ngô Phong, nói là có bản lĩnh thì cứ còng tay, không còng nổi thì không phải là nói những điều vô nghĩa, mẹ kiếp. Ngô Phong, đừng tưởng người này không có bối cảnh gì, nhưng về phần phá án còn là một tay cừ khôi đấy. Hơn nữa tính tình cũng tương đối nóng nảy. Người tính cũng rất kiên cường, cho nên trong cơn tức giận bất chấp tất cả trực tiếp còng tay đường sở. Kết quả Đường Vân gọi điện thoại đến yêu cầu thả người. Ngô Phong nói là trong khi còn điều tra không thả người. Đường Vân trong cơn tức giận tự mình lấy công việc điều tra làm cái cớ đến huyện Ngư Tử. Đấy là bới lông tìm vết, Ngô Phong thật sự nhịn không được bột ra một câu, kết quả là bị Đường Vân cho một cái tát ngay tại chỗ, hơn nữa còn cách chức của Ngô Phong, nói anh ta khinh thường lãnh đạo, dùng ngôn ngữ công kích lãnh đạo, vi vi. Sau này, Cục trưởng Công an tiền nhiệm Đồng Quân Phong nói giúp mới khôi phục nguyên chức. Sau đó liền gặp Bao Nghị. Tuy nhiên, Ngô Phong đã từng là phó cục trưởng kiêm đội trưởng đội cảnh sát hình sự của huyện Ngư Tử. Kết quả là được Bao Nghị nhìn chúng, điều đến cục thành phố đảm nhiệm chức đội trưởng. Tôi nghĩ, thù này người như Ngô Phong tuyệt đối không quên. Hơn nữa, Bao Nghị là người của Diệp Phàm, mà Ngô Phong trung thành với Bao Nghị đương nhiên cũng sẽ bán thể diện của Diệp Phàm. Chúng ta chỉ cần nói rõ đây là chỉ thị của bí thư Diệp tự mình đích thân xuống hiện trường ra lệnh là đủ rồi. Kỳ thật trên đập nước Ngô Phong đã thấy Diệp Phàm bày tỏ thái độ. Cơ hội lần này chúng ta trao cho Ngô Phong, ha ha, có trò hay xem rồi. Ninh Mãn mặt tươi cười. Ừ, Ngô Phong xuất mã so với Thái Quân xuất thủ càng có lực. Hơn nữa người ta là danh chính ngôn thuận làm cho mối quan hệ của hai người Đường Ngô rạn nứt. Tin tưởng đến lúc đó khi không làm được Đường Vân sẽ đem món nợ này ghi trên đầu Diệp Phàm. Xem ra Ngô Phong khi không chịu được nhất định sẽ gọi điện thoại cho Bao Nghị, đến lúc đó Bao Nghị không đem Ngô Phong đi bái cửa ngõ của Diệp Phàm sao. Đường Vân nếu như phải chỉnh đốn, chúng ta lần này sẽ liên thủ với Diệp Phàm chỉnh đốn ông ta một chút. Tốt nhất là có thể lợi dụng việc của đường sở chủ dập chết thằng này. Mẹ khiếp, thằng này quả thực có chút kiêu ngạo thái quá. Đoạn thời gian trước tôi đi thành phố Trương Hà, người này nào ngờ không coi tôi ra gì. Tôi vốn định đến Cục Công an thành phố Trương Hà muốn làm thí điểm triển khai cuộc thảo luận lớn về phương diện tư tưởng nhận thức. Kết hợp chuyện của mỏ than Hải Sơn năm ngoái, tiến hành triển khai công tác tư tưởng. Không ngờ Đường Vân người này đột nhiên thờ ơ, có vẻ không nhiệt tình, ra sức khước từ. Hễ là động vào Sa Quân tôi sẽ nhớ tất cả. Không phải không báo, mà là chưa tới lúc. Sa Quân vừa phát biểu ý kiến của mình. Ninh Mãn và Thái Quân hai người trong lòng đều có vài ý tưởng lóe lên. Trong lòng tự nhủ ông chủ quá yêu hận thù, loại người này đúng là tiểu nhân, ông chủ thì tuyệt đối không được đắc tội. Bí thư Sa, hiện giờ mấu chốt là vấn đề của đường sở vẫn chưa làm rõ. Thật sự có hành vi đùa giỡn hay cưỡng ép Liễu Nguyệt hay Liễu Nguyệt người phụ nữ này đang cố ý vu tội cho anh ta. Nếu không vu tội chúng ta bận rộn vô ích rồi. Nếu như thật sự có việc như vậy thì đường sở lần này dứt khoát bị lột ra. Tuy nhiên, bí thư Sa, ngài nói xem, ra tay thật hay coi đây là cơ hội khiến Đường Vân phải khuất phục. Ninh Mãn có ý thỉnh cầu. Muốn cho Đường Vân đứng về bên chúng ta là không thể, các cậu quên rồi sao, còn có một đồng chí Khổng Đoan mà, cho nên, đối với những đồng chí không tình nguyện đứng về phía chúng ta tuyệt đối không thể nương tay. Gặp một diệt một. Đối thủ của chúng ta mới ít đi. Hơn nữa, cũng có thể thông qua việc này để các đồng chí khác đều thấy được thủ đoạn của chúng ta, đây chính là tấm gương. Cái gì gọi là sức mạnh của tấm gương, giết gà dọa khỉ mà, Sa Quân tôi không tin thời buổi này cán bộ vẫn thật sự không sợ phiền phức. Một số cán bộ ban đầu biểu hiện rất kiên quyết, đó là vì vẫn chưa có nguy hiểm đến lợi ích của bản thân họ.
Trên đời này không có người trung thành, chỉ có lợi ích mới có thể quyết định tình bằng hữu. Bằng hữu, nói khó nghe một chút đều liên quan đến lợi ích. Người ta tại sao nguyện kết bạn với anh, điều đó khẳng định đã nhìn chúng một phương diện nào đó của anh. Cho nên, Ninh Mãn, lần này cậu lấy ra 12 phần sức lực, phải kiên quyết, phải vững vàng, nhất định phải khiến cho Đường Sở vào được ra không được. Đường Vân chỉ có một đứa con trai này, nếu Đường Sở xong đời tin chắc Đường Vân sẽ phát điên. Đến lúc đó lợi dụng tâm trí ông ta rối loạn chúng ta sẽ có cơ hội. Cho nên, cậu khẩn trương sắp xếp người qua bắt Đường Sở về. Hơn nữa, cậu còn có bí thư Diệp Oai Phong lẫm liệt có thể lợi dụng mà. Đến khi không đỡ nổi thì mang anh ta đến, tin tưởng bên đó có Liễu Tây Hà đang nhìn chằm chằm đấy, Diệp Phàm muốn nương tay, chúng ta cũng không cho anh ta cơ hội. Lần này, chúng ta phải khiến cho Diệp Phàm ngồi cùng thuyền với chúng ta. Dồn cũng phải dồn chết Đường Sở. Trên mặt Sa Quân hiện lên sự nghiêm khắc, Thái Quân và Ninh Mãn đều không khỏi rùng mình. Việc này Khổng Đoan tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, vẫn có chút phiền phức. Quan hệ của Khổng Đoan với Khổng Gia rất thân thiết, trên người Khổng Đoan tuyệt đối sẽ dính theo Khổng Gia. Đó là một tấm lưới vô hình lớn, chúng ta muốn đâm hỏng tấm lưới này cũng rất khó khăn. Bí thư Sa, không cần đến mấy giờ đồng hồ, một khi Đường Sở rơi vào tay chúng ta. Tấm lưới lớn chắn kia, xem chừng chính là che trời phủ đất mà tới. Ninh Mãn có chút không xác định. Loại nhát gan, Sa Quân hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Ninh Mãn một cái, hừ nói. Xem ra các cậu vẫn không tin thực lực của Sa Quân tôi có đúng không? Chúng tôi không dám, bí thư Sa là chỗ thân thiết với bí thư La, chúng tôi tuyệt đối tin tưởng thực lực của bí thư Sa. Khổng gia thì sao cơ chứ, trong bộ xây dựng bọn họ là người cầm lái. Chưa chắc đã chọc được tay vào đồng lĩnh. Nhiều nhất chính là chuyển ra bộ cũ để giải bày chuyện ngày xưa. Chỉ cần chúng ta đứng vững thì họ là cái gì chứ? Ninh Mãn nhanh chóng nói vào trọng tâm, ông ta thật sự sợ để lại cái gì đó không tốt trong lòng Sa Quân. Chương 2492, quan hệ của Sa Quân. Bí thư Sa, hơn 50 cây di này Thái Quân tôi xin giao cho ngài. Dù sao tôi cùng Đường Vân thù này cũng kết rồi, sau này ngài chỉ cần nói một câu, gọi một cuộc điện thoại là xong. Thái Quân tôi đi làm việc hoàn toàn vô điều kiện. Thái Quân vẻ mặt kiên định, thằng này cũng là bị ép lên Lương Sơn, nếu như không ôm chặt lấy chân Sa Quân chỉ sợ sau khi Đường Vân tính sổ thì chết chắc rồi. Hai người này đều đến nhà tôi rồi, có phải nhìn thấy tôi cả ngày chỉ thích ngồi ở cái ghế gỗ lắc lư không? Có phải cảm thấy có chút kỳ quái không? Chiếc ghế cũ có gì hay mà ngồi chứ? Lúc này, Sa Quân đột nhiên cười thần bí. Đúng vậy bí thư Sa, chúng ta đều có chút không hiểu. Cái ghế kia chúng tôi cũng thấy qua, nếu nói là để ngồi thoải mái thì không bằng loại ghế massage mới ra hiện nay rồi. Hơn nữa, chất gỗ của chiếc ghế kia cũng rất phổ thông, chỉ là chế tác từ một cây táo bình thường, cũng không phải là gỗ lim hay những chất liệu quý báu như vậy làm ra. Có phải bí thư Sa ngài tương đối hoài cổ phải không? Hay là chiếc ghế này có ý nghĩa gì đặc biệt? Đúng vậy, lần trước tôi còn nói qua với cục trưởng Ninh rồi. Thương lượng nếu bí thư Sa Quân thích ghế quay bằng gỗ như vậy thì chúng tôi bàn nhau đi mua một chiếc ghế tốt tặng cho bí thư Sa. Thái Quân gật đầu nói. Ha ha, cho dù các cậu tặng tôi cây tử đàn làm ghế tôi vẫn không cần như thường. Sa Quân lại cười thần bí, giơ tay chuyển sang sờ bên trên của chiếc ghế, nói. Chiếc ghế này mặc dù nói hơi cũ, hơn nữa cũng rất bình thường. Nhưng cái ghế này đã từng là vật mang theo tùy thân của một lão nhân họ Phạm. Đi theo vị lão nhân họ Phạm kia đã hơn 20 năm. Sau này lão nhân thấy tôi thích chiếc ghế đó liền tặng nó cho tôi. Sa Quân cười nói. Họ Phạm, xem ra vị lão nhân kia nhất định rất có tiếng rồi. Nếu không chiếc ghế sao có thể đập vào trong mắt của bí thư Sa. Ninh Mãn cười ha ha. Nói rất tùy tiện, tuy nhiên, Sa Quân biết thằng này muốn thăm dò đến cùng. Đó là điều đương nhiên, đồ vật mà người nổi tiếng dùng qua là vật quý. Bằng không bí thư Sa sao có thể yêu quý trân trọng nó như bảo bối. Thái Quân cũng kết hợp với Ninh Mãn muốn tìm hiểu ngọn nguồn. Nói về tiếng tăm Phạm Lão cũng có chút ít, mặc dù ở thành Bắc Kinh danh nhân nhiều vô kể, đại danh của Phạm Lão cũng chỉ có mấy người biết đến. Sa Quân lại cười thần bí. Không nói cái này nữa. Ninh Mãn và Thái Quân cho dù vẫn muốn biết vị Phạm Lão này là danh nhân phương nào, tuy nhiên Sa Quân không nói, hai người chỉ còn cách làm ra khó hiểu.
Tuy nhiên nếu Sa Quân đưa ra một lão nhân họ Phạm như thế, Ninh Mãn và Thái Quân tự nhiên đều ghi nhớ trong đầu. Dự định về sau sẽ đi điều tra vị Phạm lão danh nhân trong thành Bắc Kinh. Xem ra người này mới chính là chỗ dựa vững chắc của Sa Quân. Có lẽ bí thư thành ủy La Khảm Thành nể mặt ông ta mà chiếu cố đến Sa Quân. Trong một khoảng thời gian ngắn, Ninh Mãn và Thái Quân liếc mắt nhìn nhau, hai người này lập tức tin tưởng gấp trăm lần. Không ngờ sau lưng Sa Quân quan hệ lại mạnh như vậy. Vậy hai người kia không phải không có cùng người sai khiến. Ninh Mãn, thằng nhãi này rất thâm độc, mẹ kiếp, tôi thật sự khó có thể nuốt trôi cục giận này. Ở trong một cái rạp nhỏ của lầu Phong Vân, Đường Vân đầy vẻ tức giận nói với Khổng Đoan. Đường sở vẫn chưa tìm ra, tình hình cụ thể chúng ta đều không rõ. Cho nên, chúng ta thứ nhất là phải tìm được Đường sở hỏi rõ tình hình mới có thể quyết định bước tiếp theo phải làm thế nào. Khổng Đoan nói đến đây uống một hớp canh, liếc mắt nhìn Đường Vân một cái, nói. Tuy nhiên Đường lão đệ cậu quá kích động rồi. Tôi thật sự là chịu không nổi cục tức này, anh Khổng. Vừa rồi anh không ở hiện trường, anh không nhìn thấy sắc mặt của Thái Quân, căn bản chính là điệu bộ của một kẻ tiểu nhân đắc chí. Tôi hỏi anh ta việc của Đường sở, anh căn bản coi tôi chính là một thằng hề. Tôi dù gì cũng là phó cục trưởng cục thành phố, tính ra cũng là lãnh đạo của anh ta. Chẳng lẽ tôi hỏi thăm tâm tích một chút cũng không được à, tôi lại không phải yêu cầu họ thả Đường sở, chỉ là hỏi một chút về tình hình con trai tôi, với tư cách là một người cha ruột. Điều này cũng đều có thể giải thích được. Huống chi sự việc vẫn chưa bắt tay vào điều tra, dựa vào cái gì mà làm ra nghiêm trọng như vậy, đây không phải là đang giấu Đường sở của tôi thì là cái gì. Mẹ kiếp, ức hiếp người quá đáng. Đường Vân nói, cậu cho rằng anh ta rất cao ngạo có đúng không? Thái Quân căn bản là người hầu thân cận của Ninh Mãn. Cậu ta chỉ nghe lời Ninh Mãn. Đừng nói cậu, Đường lão đệ, ngay cả bí thư đảng ủy công an như tôi, ở trước mặt anh ta cũng không tiện nói. Người này đã từng hạ quyết tâm ôm chân của Ninh Mãn đến chết. Xem ra Ninh Mãn đã hứa hẹn với anh ta điều gì rồi. Chị Hạo Cường cũng có chút giận dữ liếc nhìn hai người một cái, nói. Người này tôi thấy anh ta rất chướng mắt. Có cơ hội tôi sẽ tìm anh ta, nói chuyện. Còn không nhìn chúng chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Ngô Phong thì là gì, Thái Quân giờ là đội phó, đương nhiên muốn lên chính rồi. Phỏng chừng Ninh Mãn cũng hứa như vậy, tuy nhiên muốn để Thái Quân lên làm đội trưởng thì đấy chỉ là ý kiến chủ quan của Ninh Mãn. Không cần nói Khổng Đoan tôi có chịu hay không, ngay cửa ải của Diệp Phàm anh ta cũng không thể qua được. Sa Quân cùng trưởng ban tổ chức thành ủy Trần Đại Hải tuy nói là cùng một quan điểm, có vẻ như về chuyện sắp xếp nhân sự, lời nói của hai người họ rất có trọng lượng. Trên thực tế quyền quyết định vẫn ở trong tay Diệp Phàm. Hơn nữa nếu tôi không đồng ý thì thiên Sa Quân này tuyệt đối chờ mình không được. Cho dù là anh ta có sự ủng hộ của Bí Thư La thì sao chứ? Hơn nữa, Bí Thư La cũng không thể ra mặt vì một cái chức đội trưởng đội hình sự nhỏ nhoi ấy, thế thì thấp kém quá. Chỉ dựa vào Sa Quân và Trần Đại Hải quyết định quyền nhân sự của Cục Công an thành phố chỉ có thể là chuyện hoang đường thôi. Kỳ thật, Thái Quân chỉ là một người đáng thương cũng đáng hận, anh ta căn bản không có con mắt tinh tường, cho rằng ôm chặt lấy chân Ninh Mãn và Sa Quân là hữu ích, đi về thời xuân thu mà mơ. Khổng Đoan lạnh lùng hừ nói. Tuy nhiên bất kể thế nào Thái Quân giờ nhất định phải ôm chặt lấy Ninh Mãn và Sa Quân. Đường Vân nói. Ông em, cậu phải nắm chặt lấy. Trước khi muốn tranh giành với Ninh Mãn phải tìm được Đường sở mới được. Bằng không cậu sẽ rất bị động. Tuy nói chúng ta không e ngại một Ninh Mãn nhưng mấu chốt đầu tiên ở đây là có một Diệp Phàm nhúng tay vào. Bất kể Diệp Phàm nghĩ thế nào, anh ta dù sao cũng là nhân vật số một thành ủy. Anh ta thật sự muốn chỉnh đốn việc này thì cậu rắc rối lớn rồi. Hơn nữa cậu chưa bao giờ hợp với Vương Thành Đông. Việc này Diệp Phàm nhất định để trong lòng từ lâu rồi. Người ta đang lo không có cơ hội đấy. Khổng Đoan vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Trong lúc ba người Sa Quân, Ninh Mãn, Thái Quân nói mệt rồi đang uống trà. Đồng chí Ngô Phong đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục thành phố mang theo cặp công văn vội vàng bước vào. Sao quay về nhanh vậy? Ninh Mãn cảm thấy bất ngờ, liếc nhìn Ngô Phong một cái hỏi. Cục trưởng Ninh, xin lỗi tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sắc mặt của Ngô Phong có chút tái. Thế nào, có phải tin tức sai rồi phải không? Đường sở cũng không ở bệnh viện đệ nhất thành phố sao? Ninh Mãn vội vàng truy hỏi. Ở đó,
Ngô Phong nói không chút do dự. Ở đó thì vì sao cơ chứ? Chẳng lẽ là Đường Vân cũng biết tung tích của Đường Sở, không để cậu đem người đi có phải không? Ninh Mãn khi nói đến đây lơ đãng nhìn Sa Quân, trên mặt hiện lên sự quái dị. Đường Vân, tôi còn chưa phát hiện ra ông ta. Tuy nhiên không phải ông ta mà là vì có hai quân nhân đang coi cửa không cho tôi gặp Đường Sở nói chi là mang người đi. Ngô Phong nói. Quân nhân, có ý gì? Quân nhân dựa vào cái gì coi cửa cho Đường Sở, anh ta lại không phải là sĩ quan. Cái gì cùng cái gì, thật sự không thể giải thích được. Sa Quân không kìm nổi hừ một tiếng nói. Canh cửa có ba người, một trong số đó còn là thượng úy. Sau khi tôi tiến lên phía trước rất lịch sự thăm dò về Đường Sở, giải thích là có người báo án, vụ án này nghi phạm mấu chốt là Đường Sở, cục công an thành phố phải mang người đi. Hơn nữa tôi còn lấy ra giấy chứng nhận và giấy triệu tập hầu tòa. Tuy nhiên thượng úy kia trực tiếp phủ định, nói là mệnh lệnh của cấp trên không cho bất kỳ ai mang Đường Sở đi. Ngô Phong nói, cậu đã hỏi rõ họ ở bộ đội nào chưa? Ninh Mãn sau khi sửng sốt hỏi, nghe nói là sư đoàn Hưởng Sơn chú đóng ở đồng lĩnh chúng ta, những cái khác, tôi hỏi thượng úy kia ngậm miệng không nói. Hơn nữa còn nói là liên quan đến cơ mật quân sự, cảnh cáo tôi không được quay lại nơi đó quấy rối. Nhìn điệu bộ kia nếu như tôi lại tiếp tục hỏi người ta sẽ lấy báng súng đuổi tôi. Cái này, nói thật chống đỡ với quân nhân tôi thật sự không có cái can đảm đó. Cho nên tôi chỉ còn cách quay về xin chỉ thị phải làm thế nào. Ngô Phong vẻ mặt buồn bực nói. Sư đoàn Hưởng Hổ thật là kỳ quái. Đường Sở sao lại nhận được sự bảo vệ của sư đoàn Hưởng Hổ? Nếu như đúng là họ thì phiền phức thật rồi. Chẳng lẽ là Đường Sở là bạn với sĩ quan nào đó của sư đoàn Hưởng Hổ, họ rõ ràng muốn che chở cho Đường Sở. Có sĩ quan nhúng tay vào chúng ta sao dám hành động? Lúc này Thái Quân nói, lông mày nhíu lại. Sư đoàn Hưởng Hổ là sao? Liễu Nguyệt báo án địa điểm là Thiên Khâu Cốc, là ở nội cảnh của đồng lĩnh chúng ta. Vụ án xảy ra ở địa phương đương nhiên nên do địa phương giải quyết rồi, quân đội có ép cỡ nào cũng không ngăn được địa phương chúng ta. Tôi thấy việc này Ninh Mãn, cậu đích thân đi một chuyến nói rõ với thượng úy kia, tốt nhất là có thể gặp được lãnh đạo của họ nói rõ ràng. Bằng không trình việc này lên đồng chí Lã Lâm Tư lệnh quân phân khu, kêu anh ta đi liên hệ hỏi một chút rút cuộc có chuyện gì. Sa Quân nói. Ninh Mãn gật đầu dẫn theo mấy người đến thẳng bệnh viện đệ nhất. Quả nhiên ở trong hành lang xa xa phát hiện hai quân nhân oai hùng đang đứng ở hai bên phòng bệnh. Một thượng úy mặt đầy mụn đang ngồi trên một chiếc ghế ở hành lang ngây người ra nhìn trần vẻ mặt đầy nhàm chán. Chào đồng chí thượng úy. Ninh Mãn tiến lên phía trước chào hỏi. Thượng úy đi xuống ngẩng đầu lên phát hiện một thanh tra cảnh sát. Nhân vật như vậy ở thành phố Đồng Lĩnh mà nói đã là một nhân vật tương đối có trọng lượng rồi. Thượng úy đương nhiên phải khách khí một chút, cũng liền đứng dậy gật đầu, nói. Xin hỏi thủ trưởng có chuyện gì không? Đồng chí thượng úy, ông ấy là Ninh Mãn cục trưởng cục công an thành phố Đồng Lĩnh. Thái Quân bên cạnh giới thiệu lộ vẻ đắc ý. Là cục trưởng Ninh, xin hỏi có chuyện gì không? Thượng úy cũng không lộ ra ánh mắt khiếp sợ là mấy, mà hỏi với vẻ mặt nghiêm chỉnh. Đồng chí thượng úy tên gì, ở chi đoàn nào? Ninh Mãn cố ý hỏi. Báo cáo thủ trưởng, tôi tên là Lưu Thành Thiết, bộ phận bảo vệ sư đoàn Hưởng Hổ. Lưu Thành Thiết nói. Bệnh nhân bên trong có phải tên là Đường Sở, anh ta là người thành phố Trương Hà? Ninh Mãn hỏi. Đúng vậy. Lưu Thành Thiết trả lời. Chương 2493, Đường Vân đáng thương. Có một cô gái tên Liễu Nguyệt đến cục công an thành phố chúng tôi báo án, nói là Đường Sở muốn làm nhục cô ấy. Địa điểm chính tại Thiên Khâu Cốc, nhận được chỉ thị của Phó Chủ tịch tỉnh Trần Húc và Phó Giám đốc Sở Công an Hồ Quý Thiên. Cùng với bí thư Diệp Phàm của thành ủy Đồng Lĩnh, cục công an chúng tôi phải lập tức xử lý việc này. Cho nên, đồng chí thượng úy, mời các anh giao Đường Sở cho cục cảnh sát hình sự chúng tôi. Ninh Mãn nói rất khách khí, dù sao quân đội và cảnh sát thuộc hai hệ thống không giống nhau. Rất xin lỗi, tôi không rõ những việc khác, tôi chỉ là phụ trách việc trông coi anh ta. Lưu Thiết Thành liếc nhìn Ninh Mãn một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cho nên tôi không thể đem người giao cho các ông được. Các anh hơi quá rồi, đây là việc của công an chúng tôi, các anh dựa vào cái gì khống chế người không thả. Thái Quân có chút nóng nảy quát một tiếng. Đồng chí, đây là bệnh viện, không cho phép lớn tiếng ồn ào.
Lưu Thành Thiết xông lên nói vẻ mặt nghiêm túc. Mời các anh đem người giao cho Cục Công an thành phố chúng tôi. Lúc này Ngô Phong cũng tiến lên vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất xin lỗi, không có lệnh của thủ trưởng bất kể ai cũng không thể đem Đường Sở đi. Lưu Thiết Thành siết thắt lưng một cái, còn hai binh lính coi cửa cũng đứng thẳng người, hơn nữa còn sờ báng súng theo thói quen, bốn con mắt như hổ rình mồi nhìn đám người Ngô Phong. Thủ trưởng phụ trách của các cậu ở đây đang ở đâu, tôi muốn gặp anh ta. Ninh Mãn khoát tay. Rất xin lỗi, thủ trưởng không ở đây. Ông muốn tìm xin mời đến đơn vị đồn trú. Lưu Thành Thiết nhìn chằm chằm Ninh Mãn. Thật là uy phong, không ngờ hỏi đơn vị đồn trú chúng tôi đòi người, muốn cướp người có phải không? Lúc này phía sau truyền đến âm thanh đầy vẻ châm chọc. Ninh Mãn quay đầu lại nhìn, thấy một đại tá, phía sau còn dẫn theo hai thượng tá. Biết là thủ trưởng của sư đoàn Hưởng Hổ. Đồng chí đại tá, tôi là Ninh Mãn của Cục Công an thành phố. Ninh Mãn nói lại sự việc lại lần nữa. Nghe nói cha của Đường Sở là phó cục trưởng công an thành phố Đường Vân phải không? Đại tá kia thản nhiên hỏi, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm. Việc này vẫn còn trong quá trình điều tra, phải để sau khi chúng tôi nhìn thấy Đường Sở mới có thể quyết định. Ninh Mãn nói, chính anh ta nói bố mình là cục trưởng công an thành phố Trương Hà, chẳng lẽ còn có sự sai sót? Lúc này đại tá bên canh một thượng úy hỏi. Vậy 80% chính là anh ta rồi, tuy nhiên các anh phải đem người giao cho chúng tôi. Ninh Mãn gật đầu, nhìn phòng bệnh, hoài nghi xảy ra chuyện gì đó. Đường Sở chẳng lẽ bị thương hay sao? Đường Sở công kích nữ quân nhân khi chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ bí mật quân sự, sau đó dưới sự phòng thủ của nữ dân quân, Đường Sở đã bị trọng thương. Chuyện này thật đúng lúc, cục trưởng Ninh lại là cục trưởng thành phố, thì việc này để anh nói với đồng chí Đường Vân cha ruột của Đường Sở. Tuy nhiên nếu như các anh đòi người thì tuyệt đối không được. Bởi vì chuyện này dính dáng đến an toàn quân sự, cho nên việc này do đồng chí được đào tạo chuyên sâu của sư đoàn Hưởng Hổ tiếp nhận điều tra. Trường hợp thực sự nghiêm trọng còn phải đăng báo lên Bộ Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, xem ra việc của anh ta phải để Tòa án quân sự Bắc Kinh đến thẩm lý. Cho nên đã không thuộc phạm trù của công an địa phương các anh rồi. Tôi thông báo ở đây một chút. Đại tá vẻ mặt nghiêm túc nói. Nữ dân quân kia chẳng lẽ chính là Liễu Nguyệt? Trên mặt Ninh Mãn hiện lên một vẻ kinh ngạc, thực ra trong lòng người này đã cảm thấy ngọt như uống mật rồi. Đúng vậy, đồng chí Liễu Nguyệt là quân nhân quân khu Bắc Kinh chúng tôi. Đại tá nói, Ninh Mãn sau khi nói nhảm vài câu không liên quan gì, rồi dẫn người đi. Sau khi ra khỏi cửa Ninh Mãn ngồi vào trong xe lập tức báo cáo việc này với Sa Quân. Không ngờ trong chuyện này còn có liên quan đến quân đội. Xem ra, Đường Sở thật là xui xẻo, không ngờ chọc vào cái sò to như vậy. Căn bản không cần đến chúng ta thu dọn anh ta cũng xong đời rồi. Tuy nhiên, Ninh Mãn, một khi Đường Vân biết tin này thì biểu hiện đầu tiên của ông ta sẽ thế nào đây? Sa Quân cười khan một tiếng. Vậy còn phải nói, vẻ mặt kia nhất định, phong phú, vô cùng. Quẳng chén đập bàn là chuyện nhỏ. Hơn nữa Đường Vân khẳng định sẽ lập tức phóng tới bệnh viện. Nghe nói vết thương của Đường Sở tương đối nghiêm trọng, phải lập tức phẫu thuật. Tuy nhiên, nữ dân quân người ta là phòng vệ chính đáng. Đường Vân, lần này chỉ có thể đánh gãy răng cửa nuốt vào trong bụng. Ninh Mãn cũng cười khan một tiếng nói. Đáng tiếc chúng ta không thể tự đích thân xử lý Đường Sở, có chút đáng tiếc. Tuy nhiên dựa vào năng lượng của Khổng gia tìm ra mấy bạn bè quân nhân lại không thành vấn đề. Hơn nữa Khổng Chính Húc ở thành phố Bắc Kinh làm không biết bao nhiêu năm rồi, hiểu biết của anh ta cũng không ít đâu. Nếu để anh ta đi tìm quan hệ ở quân khu Yên Kinh thì chúng ta chẳng phải lại mất công vô ích sao. Cho nên Ninh Mãn, cậu phải luôn luôn chú ý đến sự tiến triển của sự việc. Một khi thái độ bên quân đội lơi lỏng chúng ta sẽ đưa ra địa phương. Lần này tuyệt đối không thể để Đường Vân có cơ hội chút giận, tiến hành đồng bộ, một cái cào liền đánh chết. Sa Quân lạnh lừng hừ nói. Việc này chúng ta có phải lập tức thông báo cho Đường Vân không? Ninh Mãn trong lời nói tràn đầy vui vẻ vì người khác gặp họa. Cái này dễ dàng mà, theo trình tự, cậu chẳng phải là phải lập tức báo cáo với đồng chí Chỉ Hạo Cường hay sao? Sau đó đồng chí Chỉ nhất định sẽ nói việc này với Đường Vân. Mà đồng chí Chỉ cũng sẽ không quên nhân vật số một Diệp Phàm này đâu. Dù sao việc này Diệp Phàm cũng đang chú ý đến. Tuy nhiên còn có một người cậu phải đi điều tra.
Sa Quân đột nhiên giống như nghĩ ra điều gì đó. Ai? Ninh Mãn hỏi. Tình hình trong nhà Liễu Nguyệt. Sa Quân nói. Bí thư Sa có phải đang lo người của Đường gia đi đả thông quan hệ của Liễu gia không? Nếu như việc này Liễu Nguyệt đồng ý bỏ qua cho Đường Sở, xem ra dựa vào lực lượng của Khổng gia, tám phần có thể biến chuyện to thành chuyện nhỏ thành không có gì. Tuy nhiên, tôi nghĩ Liễu gia phỏng chừng cũng không dễ đả thông. Nếu Liễu Nguyệt đã kêu người chú Liễu Tây Hà, Đường gia nếu như muốn dùng tiền để dọn dẹp việc này xem ra cũng vô dụng rồi. Tiền của Liễu Tây Hà nhiều hơn rất nhiều tiền của Đường gia, đương nhiên, Khổng gia có thể dùng người của nhà nước ra tay, Liễu Tây Hà dù sao cũng chỉ là một thương nhân. Thương nhân có điểm yếu của thương nhân, tuy nhiên, phương diện này mức cạnh tranh đã lên đến tỉnh Tấn Lĩnh rồi, không phải việc mà Ninh Mãn tôi có khả năng chú ý đến. Thân phận của Liễu Nguyệt, tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra, tuy nhiên Liễu Tây Hà bên tỉnh xem chừng phải cần bí thư Sa đến nắm bắt rồi. Ninh Mãn đề xuất băn khoăn của mình. Ừ, cậu nghĩ rất có đạo lý, bên Đồng Lĩnh cậu chăm chú một chút, trong tỉnh tôi tìm người coi chừng là được. Tiến hành đồng bộ, tôi không tin Đường Vân lần này có thể trở mình. Một khi chuyện của Đường Sở xong xuôi rồi, điều này đối với Đường Vân mà nói không khác chấn động của trận động đất cấp 12. Con trai duy nhất của Đường Vân đã vào đại lao, ông ta còn có lòng dạ nào cùng chúng ta phân cao thấp. Đối thủ mà, tự nhiên nộp vũ khí rồi. Sa Quân ở đầu dây điện thoại cười sảng khoái, Ninh Mãn nghe liên tục lắc đầu. Đường Sở ở bệnh viện đệ nhất. Chị Hạo Cường vừa đặt điện thoại xuống nói. Cái gì, Đường Sở ở bệnh viện đệ nhất? Sao có thể như vậy? Đường Vân vẻ mặt không tin. Ở bệnh viện, Đường Sở có phải bị thương rồi, bằng không nằm viện làm gì? Khổng Đoan nhíu mày. Ninh Mãn nói ông ta không rõ lắm, nói là có Sa Quân nhìn, không cho nói. Còn nói Đường Sở công kích nữ quân nhân đang thi hành nhiệm vụ phải ra tòa án quân sự vân vân. Chị Hạo Cường nét mặt lo lắng nói. Liễu Nguyệt là quân nhân. Không ngờ Khổng Đoan cùng Đường Vân đồng thời lên tiếng. Tôi lập tức qua đó. Đường Vân đứng lên, ông ta sốt ruột rồi. Gấp cái gì, ngồi xuống. Khổng Đoan hừ nói. Anh Khổng, Đường Sở ở bệnh viện rồi, tôi thật sự ngồi không yên. Đường Vân vẻ mặt đầy lo lắng. Lo lắng cũng có tác dụng không? Cậu không nghĩ Ninh Mãn báo qua cho Trì Hạo Cường thật ra biết sự việc sẽ truyền đến tai cậu sao? Cậu nghĩ xem, Ninh Mãn muốn nhìn thấy cái gì nhất? Khổng Đoan càng ngày càng dày dạn kinh nghiệm. Chắc chắn là để ngồi cười chế giễu, người này chơi xấu. Đường Vân thiếu chút nữa nghiến răng nghiến lợi định chạy ra ngoài. Đường lão đệ, tỉnh lại. Khổng Đoan đập, bá, một tiếng, rồi đứng dậy, hừ lớn một tiếng. Đường Vân vẫn bị chấn động đứng lại, ông ta quay mặt sang nhìn Khổng Đoan hừ nói. Khổng Đoan, tôi tôn trọng gọi anh một tiếng anh Khổng, cũng không có nghĩa người con trai Đường Sở của tôi là người hầu của anh. Hiện giờ người đang nằm viện là con trai Đường Sở của tôi, là cháu họ của Khổng Đoan anh, nó xem ra bị thương rất nặng, bằng không không thể có quân nhân trông coi. Cậu nói cái gì Đường Vân, Ninh Mãn cùng không đòi được người, cậu đi thì có thể đòi được người sao? Cậu bình tĩnh một chút, đúng như cậu nói, Đường Sở là cháu họ tôi. Khổng Đoan tôi không phải động vật máu lạnh, điều hiện giờ cậu cần nhất là bình tĩnh chứ không phải sự kích động. Đối phương là quân nhân, cậu phải nghĩ tới hậu quả. Khổng Đoan quát lớn. Ai nói cũng vô dụng, tôi muốn đi xem con trai ta. Đường Vân như điên vậy lập tức lao ra ngoài phi thẳng đến bệnh viện. Nhanh đuổi theo anh ta bằng không sẽ xảy ra chuyện. Khổng Đoan nói với Chỉ Hạo Cường, hai người cũng khẩn trương đuổi theo. Đường Vân quá kích động rồi. Trong xe Chỉ Hạo Cường có chút lo lắng nói. Xe chạy như bay đến bệnh viện đệ nhất thành phố, từ rất xa đã nghe thấy âm thanh chói tai của Đường Vân đang quát. Tôi là cha ruột của Đường Sở, tôi muốn gặp con trai tôi. Các anh dựa vào cái gì ngăn cản tôi, đồ khốn kiếp. Lôi mạnh, lại truyền đến một tiếng phịch giòn tan. Khổng Đoan cùng Chỉ Hạo Cường vội vã chạy lên phát hiện toàn thân Đường Vân bị hai binh lính vặn ngược tay, dùng chân giẫm trên đất. Một binh sĩ chân đi giày cỡ lớn đang giẫm lên nửa người trên của Đường Vân. Mà khóe miệng của Đường Vân có máu tươi tràn ra, phỏng chừng bị đánh. Dừng tay. Tôi là Khổng Đoan chủ tịch thành phố Đồng Lĩnh, mau thả ông ấy ra, ông ấy là Đường Vân phó cục trưởng cục công an thành phố. Khổng Đoan gọi từ xa, chủ yếu là lo Đường Vân chịu đau đớn.
Phó Cục trưởng Cục Công an cũng không thể đánh quân nhân đang thi hành mệnh lệnh của sư đoàn hưởng hổ chúng tôi, nếu không phải là cảnh sát ông đây đã kết liễu ông ta rồi. Một vị thượng úy mắng rất dữ, vẫy vẫy tay, hai binh sĩ mới thu tay chân về. Đường Vân từ dưới đất bò dậy định đá một cước vào người thượng úy kia. Anh muốn làm gì, Đường Vân, dừng tay. Khổng Đoan mặt tối sầm vội hét nhào tới vặn cứng tay Đường Vân lại. Do lực của Đường Vân quá mạnh, vẫn giãy ra được. Ông còn động thủ lần nữa Lưu Thành Thiết tôi không khách khí đâu. Lưu Thành Thiết giơ tay giữ lấy mắt cá chân của Đường Vân, đẩy, phịch một tiếng Đường Vân suýt chút nữa ngã như một con chó gặm bùn. Khổng Đoan và Trì Hạo Cường vội vàng chạy lên đỡ ông ta. Ba binh sĩ này đều là đích thân Tề Thiên huấn luyện ra tinh binh. Mỗi người đều đạt thân thủ nhị đẳng, Đường Vân tuy nói trước kia cũng có chút võ, nhưng những cái này đã bị Tửu Sắc phét sạch rồi. Đâu có phải là đối thủ của Lưu Thiết Thành. Chương 2494, có người theo dõi. Đồng chí thượng úy, anh đây đang tấn công một phó cục trưởng công an cấp thành phố. Anh phải nghĩ cho kỹ tính nghiêm trọng khi làm như vậy. Mặc dù nói anh là quân nhân, nhưng quân nhân cũng không thể sằng bậy. Khổng Đoan vẻ mặt nghiêm túc nói. Thủ trưởng, không phải Lưu Thành Thiết tôi tấn công ông ta, mà là ông ta tấn công chúng tôi khi đang thi hành mệnh lệnh của thủ trưởng sư đoàn hưởng hổ. Chúng tôi hoàn toàn có lý do, có thể bắt ông ta lại đưa về quân đội. Không tin tôi lập tức gọi điện thoại cho sư đoàn trưởng chúng tôi xin chỉ thị xử lý việc xảy ra đột xuất này. Lưu Thành Thiết rất thông minh, nhanh chóng đề xuất ra lãnh đạo trong sư đoàn. Thôi vậy, hiểu lầm thôi mà, chúng ta đi. Khổng Đoan ra hiệu cho Trì Hạo Cường cùng đỡ Đường Vân định đi xuống dưới lầu. Anh Khổng, tôi bị đánh, bị họ đánh. Tôi muốn đến đơn vị đồn trú tố cáo họ. Đường Vân vô cùng tức giận, miệng run rẩy chỉ vào ba quân nhân quát. Đi về đi về. Khổng Đoan cùng Trì Hạo Cường tóm Đường Vân ra ngoài. Kỳ thật Trì Hạo Cường không tự nguyện làm việc này chẳng qua Khổng Đoan ở đây cũng phải giả vờ giả vịt. Điều này đương nhiên là bởi nguyên nhân bình thường Đường Vân quá kiêu ngạo. Anh Khổng, Đường Vân tôi lẽ nào bị họ đánh trắng trợn như vậy? Việc này tôi không để yên, không để yên. Đường Vân vừa giãy giụa vừa hét. Cậu còn muốn thế nào? Cậu ý à, hôm nay xử lý công việc quá mất bình tĩnh. Cậu hung hăng với mấy binh sĩ đó làm gì, tìm họ cũng vô dụng. Họ cũng là chấp hành nhiệm vụ. Muốn tìm phải tìm thủ trưởng cấp trên của bọn họ. Hơn nữa sư đoàn hưởng hổ nghe nói là bộ đội tinh anh. Thân thủ của mỗi người đều không tầm thường. Cậu vừa rồi không phải đã lĩnh giáo rồi. Cậu còn đi càn quấy không phải tự mình rước nhục vào thân sao. Khổng Đoan khuyên nhủ. Các quân quan của sư đoàn hưởng hổ chúng ta đều không quen biết, đi đâu mà tìm họ. Đường Vân đần thối ra nói. Nếu không tìm lãnh đạo của quân khu tỉnh đi nói một tiếng có lẽ có chút tác dụng. Lúc này Trì Hạo Cường nói. Vô dụng. Khổng Đoan lắc đầu, nói. Sư đoàn hưởng hổ nghe nói trực thuộc quân khu Bắc Kinh, quân khu địa phương hay quân phân khu căn bản không quản nổi họ. Đương nhiên những cái này không phải là tuyệt đối. Hệ thống quân đội vẫn có liên hệ, chẳng qua sư đoàn hưởng hổ nghe nói khá đặc biệt. Bọn họ ở quân khu Bắc Kinh là bộ đội chủ chốt. Bộ đội như loại này thật ra là con cưng của đại quân khu, người bình thường người ta đều sẽ không coi anh ra gì. Mặc kệ, chỉ còn hai cách, thứ nhất là trực tiếp tìm lãnh đạo của sư đoàn hưởng hổ. Thứ hai chính là tìm cấp trên của họ ở quân khu Bắc Kinh. Đường Vân nói, cách thứ hai còn không bằng cách thứ nhất, thử trước nhé. Khổng Đoan gật đầu nói, phòng làm việc của bí thư Lâu Lan chính của Ủy ban Kỷ luật tỉnh vẫn sáng đèn, xem ra đang làm thêm giờ. Lan Chính chẳng những là nhân vật số một của Ủy ban Kỷ luật tỉnh hơn nữa cũng là ủy viên thường vụ. Ngay sau đó, chủ nhiệm phòng giám sát thứ nhất Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đồng chí Kỳ Cương Thành mang cặp công văn vội vàng vào văn phòng của bí thư Lan. Tình hình thế nào rồi? Sau khi Lan Chính bảo Cương Thành ngồi xuống, liền hỏi. Trịnh Mãn, Thường Thanh còn cả Dương Lý, miệng của ba đồng chí đều rất chặt, xem ra là biết cho dù nói ra kết cục cũng rất đáng buồn. Rõ ràng bày biện tư thế lợn chết không sợ nước sôi. Mưu mẹo ở đây tương đối lớn. Một khi khiêu mở miệng ba người, phỏng chừng sẽ liên lụy tới một vài cán bộ cấp dưới. Kỳ Cương Tài vẻ mặt nghiêm túc nói. Cậu đoán chúng một ít, tuy nhiên xem ra ba đồng chí vẫn ảo tưởng sẽ có người ra tay cứu họ. Bí thư Lan châm một điếu thuốc, thản nhiên nhả khói thuốc. Ừ,
ở đây hẳn là không riêng gì vấn đề của ba người. Là ai đề bạt bọn họ, người khi đề bạt nói giúp họ chắc chắn có dính dáng đến việc này. Khi Kỳ Cương Thành nói đến đây đột nhiên hai con mắt thần lộ ra ngoài. Cậu xem, vừa nói đến tham quan lại có tinh thần rồi. Đặc biệt là các đồng chí có chức vị phải cao hơn hoặc cùng cấp với cậu, cậu càng có tinh thần rồi. Hai, tôi thật sự hy vọng tinh thần của cậu không phải dùng trên mặt chống tham nhũng mà là trên mặt kiến thiết nước Cộng Hòa thì tốt. Bí thư Lan thở dài, duỗi ngón tay khua khói thuốc màu xám. Tôi chuyên làm chính là việc này. Hơn nữa chính bí thư Lan ngài đã nói như vậy. Tôi yêu nghề nghiệp của tôi. Cái này có lẽ chính là nghiện nghề nghiệp. Song chính vì có nhóm người như chúng ta, mới có đội ngũ cán bộ thanh khiết. Hơn nữa cũng gõ một hồi chuông cảnh báo cho những người phạm tội đang đứng sát mép núi, từ đó mới dừng trước bờ vực. Kỳ Cương Thành dường như có chút cảm giác của thành tích. Tôi cảm thấy trong chuyện này có thật là có vấn đề hay không? Lúc này, Lan Chính vẻ mặt sáng ngời nhìn chằm chằm Kỳ Cương Thành. Tuyệt đối có vấn đề, dựa vào khứu giác của tôi làm việc ở Ủy ban Kỷ luật nhiều năm như vậy có thể cảm thấy được. Chỉ cần cho tôi thời gian nhất định bắt được ba bọn họ, hơn nữa còn cho một mồi lửa đào ra một đống củ cải. Kỳ Cương Thành tin tưởng gấp trăm lần. Hai, việc này vẫn là để từ từ đi. Không ngờ Lan Chính lại có chút buồn bực khoát tay. Từ từ, vì sao? Kỳ Cương Tài thốt ra miệng, nhìn chằm chằm bí thư Lan. Cứ từ từ là cứ từ từ, chỉ hoãn trước đã. Lan Chính nói, đứng lên vỗ vỗ bả vai của Kỳ Cương Thành, thở dài. Có một số việc có chỗ vướng mắc, cậu dần dần sẽ hiểu. Người đó có phải không thể thả? Kỳ Cương Tài đảo mắt liền hiểu, đoán chừng là có người gây áp lực rất lớn cho Lan Chính. Thả cái gì, chúng ta khi làm việc cũng có lúc phải áp dụng sách lược. Khi cần trì hoãn thì trì hoãn một chút, khi cần nhanh chóng thì phải nắm chắc. Xã hội này của chúng ta tóm lại là do con người cấu thành nên có phải không? Giữa người với người đều có quan hệ và tình cảm. Ai có thể thực sự công chính nghiêm minh, bao hắc tử chỉ có trong TV, bao hắc tử không thể không có thất tình lục dục. Đương nhiên, Cương Thành, nếu như bây giờ cậu có thể lấy ra chứng cứ thì không phải trì hoãn nữa. Đối với côn trùng có hại thật sự, Lan Chính tôi tuyệt đối không nương tay. Lan Chính càng nói sắc mặt càng sầm lại, ánh mắt cũng ngày càng sắc bén. Tôi hiểu rồi. Kỳ Cương Thành gật đầu bất đắc dĩ, tuy nhiên lại có lửa toát ra trong ánh mắt. Sau khi đi ra từ Ủy ban Kỷ luật, Kỳ Cương Thành cảm giác điên cuồng vô cùng, tự mình lái xe với tốc độ cao, thoáng cái đã lên tới 180 mã lực, xe cuồng phong mà đi. Tuy nhiên sau khi xe đi như bão tố Kỳ Cương Tài mới dần dần bình tĩnh trở lại, vì thế mà tốc độ cũng chậm lại. Lúc này Kỳ Cương Thành mới cảm giác được vài thứ. Vì thế lại thử dẫm lên chân ga, rồi lại chạy chậm một đoạn, sau vài lần như vậy Kỳ Cương Thành có thể khẳng định. Chiếc xe vùng khác mang biển số Bắc Kinh phía sau tuyệt đối là đang theo dõi mình. Mình bị theo dõi, phản ứng đầu tiên của Kỳ Cương Tài là như thế. Đại não của anh ta vẫn hoạt động với tốc độ cực nhanh, đang nghĩ tới việc thoát thân. Việc như vậy Kỳ Cương Thành chưa gặp bao giờ, cho nên, Kỳ Cương Thành cũng không hoảng hốt. Đây là tố chất cần thiết của một cán bộ Ủy ban Kỷ luật thành thục. Tuy nhiên chính lúc này điện thoại lại reo lên, vừa nhìn biết là số lạ. Tuy nhiên với thói quen nghiệp vụ, Kỳ Cương Thành vẫn nhận, bên trong truyền đến giọng của một người đàn ông nói. Anh là chủ nhiệm Kỳ Cương Thành của Ủy ban Kỷ luật phải không? Anh là ai? Kỳ Cương Thành không trả lời hỏi lại. Tôi không có ác ý, chỉ là muốn giúp đỡ anh. Gã kia nói. Rất xin lỗi, tôi không cần giúp đỡ. Kỳ Cương Thành lập tức cự tuyệt. Các anh không phải đang thẩm lý vụ án ba người Trịnh Mã, Thường Thanh, Dương Lý sao? Người kia nói ra sự tình. Anh rốt cuộc là ai? Tôi muốn nói cho anh biết, ta không thể thắng chính. Kỳ Cương Thành vừa nói xong định gác điện thoại nhanh chóng thoát khỏi chiếc xe phía sau, vì anh ta nghĩ người gọi điện thoại kia đang ở trong xe phía sau. Đừng tắt điện thoại, tôi đến từ Bộ Công an. Không tin phía trước có một khu phục vụ, anh xuống xe tôi có giấy chứng nhận. Âm thanh gào thét kia. Bộ Công an, được, đến khu phục vụ phía trước. Kỳ Cương Thành có chút tin tưởng, đến khu phục vụ cũng không sợ đối thủ làm gì. Hơn nữa muốn nói dối hà tất phải nhắc đến Bộ Công an. Sau mấy phút xe tiến vào khu phục vụ Tín Hà. Ngay sau đó xe Cherokee đằng sau cũng dừng lại. Kỳ Cương Tài nhìn chằm chằm chiếc xe, chuẩn bị kỹ càng,
phát hiện bên trong có một người. Vì thế trong đầu thư giãn dần, sau đó trong xe có một người đàn ông rất cương mãnh đi ra. Người kia liếc nhìn Kỳ Cương Thành một cái, vẻ mặt cười nói. Để chủ nhiệm Kỳ hiểu lầm rồi, tôi tên Vương Triều, Phó Cục trưởng Cục Công an Hình sự, đây là giấy chứng nhận. Xin chào Cục trưởng Vương. Kỳ Cương Thành cũng giơ tay ra bắt tay đối phương, sau khi xác nhận giấy chứng nhận một cách tỉ mỉ có thể khẳng định giấy chứng nhận này là thật. Sau đó đem giấy chứng nhận trả lại cho đối phương, nói. Nếu Phó Cục trưởng Vương đã nhắc đến ba người này, anh nhất định đã có chuẩn bị. Cương Tài nghe anh nói muốn giúp đỡ tôi vẫn nghĩ anh sẽ giúp tôi thế nào đây. Đến lúc này, Kỳ Cương Tài cũng cho rằng Vương Triều đến xin hộ. Cho nên ngữ điệu có vẻ mỉa mai. Ba người Trịnh Mãn không phải rất kín mồm kín miệng hay sao? Vương Triều vẻ mặt bình tĩnh, hỏi. Điều này đối với các anh mà nói không phải là quá tốt hay sao? Kỳ Cương Thành nói chệch đi. Không tốt. Vương Triều lắc đầu lia lịa, liếc nhìn Kỳ Cương Thành một cái, nói. Tôi đến để giúp đỡ các anh, tôi phải khiến ba người họ mở miệng. Tôi không rõ ý của ngài. Kỳ Cương Thành lạnh lùng hừ nói, vẫn không tin Vương Triều. Bởi vì tôi biết rõ việc thư báo. Vương Triều thuận miệng nói ra nội dung tố cáo của bức thư, Kỳ Cương Tài bụng dạ thâm sâu, ánh mắt có chút kinh ngạc vẫn hiện ra. Bởi vì, tài liệu tố cáo này chỉ có anh ta và Bí Thư Lan mới biết được. Tuy nhiên sau đó Kỳ Cương Thành cũng bình thường trở lại. Cho rằng biết cái này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì nghe nói tài liệu tố cáo này mấy bản chính lãnh đạo thành ủy tỉnh đều có. Biết cái kia chỉ có thể chứng minh một vài đồng chí chúng ta trong lúc vô ý làm lộ nội dung. Kỳ Cương Thành nói, nếu anh tin tưởng tôi thì dẫn tôi đi, đảm bảo với anh một đêm có thể khiêu mở miệng ba người. Vương Triều rất tự tin nói, mục đích của anh là gì? Nếu như anh không thể nói với tôi quân bài chưa lật thì tôi không thể dẫn anh đi được. Như vậy là vi phạm quy định, mặc dù anh nhậm chức ở Bộ Công an, nhưng cũng không có quyền yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Kỳ Cương Thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Triều. Chúng tôi muốn làm rõ ràng chuyện của trạm phát điện Hồng Cốc, hết thảy là vì trại dân Hồng Cốc, cậu đã rõ chưa? Vương Triều nhìn chằm chằm Kỳ Cương Thành. Chương 2495, bị đàn bà theo dõi. Anh quen phóng viên ở Hồng Cốc trại. Kỳ Cương Thành đã hiểu lầm. Bởi vì tố cáo trong tài liệu là thư tố cáo nặc danh, chính là phóng viên Uông Minh Đông của Nhật Báo Đồng Lĩnh tố cáo. Ừ, phóng viên Uông lần này đã dùng bất cứ giá nào rồi. Tôi rất cảm động, hơn nữa, cũng đã điều tra từ trước. Thật ra, nội dung trong thư tố cáo đa số là lúc đầu tôi điều tra ra. Nếu không, tôi sẽ không biết rõ như vậy. Vương Triều lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra. Sau khi nhận lại Kỳ Cương Thành cẩn thận xem qua, cuối cùng thì tin. Bởi vì, tài liệu này y thu thập được chỉ có một, hơn nữa trên đó còn có chữ ký của Uông Minh Đông, chắc có lẽ không phải là giả. Dù sao thân phận của Vương Triều đã rõ, hơn nữa có Vương Triều hỗ trợ Kỳ Cương Thành cũng tin tưởng hơn. Hai chiếc xe đi thẳng đến chỗ giam giữ ba người Trịnh Mãn, còn chuyện của Vương Triều Kỳ Cương Thành cũng không báo cáo Lan Chính. Bởi vì, Kỳ Cương Thành đến bắt ba người trước xong mới báo có cho Bí Thư Lan. Bởi vì Bí Thư Lan đã dặn trước. Nếu như có thể làm cho ba người khai ra thì Bí Thư Lan đồng ý ra tay. Người đầu tiên muốn bắt đương nhiên là Trịnh Mãn. Người này ở trong này một ngày một đêm sắc mặt cũng có chút tiều tụy, đầu tóc ủ rũ. Nói thật, tôi đã dùng hết các cách mềm rắn. Tuy nhiên, Trịnh Mãn vẫn không khai gì, nếu trong ba người có thể thu thập được tin tức gì đó thì là một đột phá lớn. Kỳ Cương Thành có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, tôi không khách khí nữa. Vương Triều thản nhiên đi vào. Đại ca, trò hay rồi đây. Trong một phòng riêng ở Thúy Hoa Lầu ở Đồng Lĩnh Tề Thiên cười cười. Thế nào, thưởng lớn có phải không? Xem ra cậu làm được đấy. Diệp Phàm cười nói. Anh không biết, trong bệnh viện kia trình diễn nhiều đấy. Ban đầu là Cục Công an thành phố sau đó đến Trịnh Mãn đến, cuối cùng là Đường Vân cùng với quân của tôi đánh nhau. Cuối cùng đương nhiên bị đánh lại y rồi. Tôi đã nói với Lưu Thành Thiết rồi. Nếu những người khác không thức thời phải ra tay các anh để cấp dưới của tôi đánh người là được. Hung hăng đánh làm hỏng Tề Thiên tôi chịu trách nhiệm, đương nhiên đừng đánh chết là được. Tề Thiên cười nói. Không phải đánh Đường Vân, xem cậu mừng đến nỗi không biết phương hướng gì nữa. Nhị công tử của Tấn Lĩnh, Tề Đại Thiếu Gia lại có tính tình này thật sự là.
Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Đại ca, tôi làm cho anh hết giận rồi. Tề Thiên Thiếu chút nữa hét lên. Nhắc nhở cậu một chút đấy. Diệp Phàm tức giận hừ nói, quay sang chuyện khác hỏi. Việc này nếu Liễu Nguyệt còn không sợ, hơn nữa còn báo án rồi, chuyện ở khe suối ngày đó còn tưởng là chúng ta nói ra. Có lẽ cha của Liễu Nguyệt Liễu Tin Đông cũng biết rồi. Tôi cũng buồn bực, Liễu Tin Đông đến điện thoại cũng chưa gọi đến. Tôi thật sự không biết suy nghĩ của lão già này. Người ta nói gần vua như gần cọp, Liễu Tin Đông là lãnh đạo trực tiếp của tôi, thủ trưởng số 2 của quân khu Bắc Kinh. Tôi không nghĩ ra có chút lo lắng rồi. Tề Thiên xoa xoa đầu, có chút buồn bực nhấp một ngụm rượu. Ha ha ha, cậu cũng biết sợ sao, mặt trời mọc lên từ phía tây rồi. Diệp Phàm tỏ vẻ vui vẻ vì người khác gặp họa. Sao không sợ, người ta là lãnh đạo, nếu chọc giận ông ấy cho tôi một trưởng thì xong đời. Tề Thiên vẻ mắt cay đắng nói. Thật ra, tôi nghĩ việc này cũng không phải sợ. Tôi nghĩ trước tiên Liễu Tín Đông biết chuyện này xong sẽ rất giận. Việc này Liễu Tây Hà nhất định sẽ nói với y. Y chắc chắn sẽ không thôi Hồng Anh cho đường sở xúc sinh này. Tuy nhiên, việc này y biết lại giả vờ không biết, thực sự là có chút âm mưu. Chẳng lẽ là vì nghi ngờ, dù sao việc này liên quan đến con gái của y, mặc dù là không ra mặt tin rằng tòa án quân khu cũng sẽ không bỏ qua cho đường sở. Nếu y ra mặt ngược lại có chút lúng túng. Diệp Phàm phân tích, có lẽ là ông ta nghĩ như vậy rồi. Lão Liễu dùng chiêu này lợi hại, giết người trong lúc vô tình. Tòa án quân khu sẽ không ai nể mặt y. Kết cục của đường sở chắc chắn là rất thảm. Ngoài ra, tôi nghe thầy thuốc nói vật dưới háng của đường sở hình như bị hỏng rồi. Còn phải chờ hiệu quả phẫu thuật, nếu có thể khôi phục được còn có một chút năng lực. Nếu không khôi phục tốt, có lẽ, đồ chơi, này chỉ có thể làm vật trang trí thôi. Nếu không chúng ta bí mật trêu ghẹo một chút, để thằng nhóc này mãi mãi không thể giao hợp rồi. Tề Thiên cười nói. Diệp Phàm không khỏi dùng mình một cái nói. Cô nàng Liễu Nguyệt thật đúng là độc, tiểu Tề, tôi ban đầu còn cho rằng cậu muốn trêu hoa ghẹo Nguyệt đấy. Tuy nhiên, từ chuyện này xong xem ra cậu đánh chết cũng không dám có ý nghĩ này. Cô là một mẫu người không khác con cọp, loại đàn bà này vẫn phải kính trọng giữ khoảng cách. Đó là đương nhiên, tôi ban đầu căn bản cũng không dám có suy nghĩ đó. Chỉ là con gái yêu của lãnh đạo xuống tôi làm vệ sĩ thôi. Tuy nhiên, đại ca, tôi thật ra cảm thấy lạ. Lúc này Tề Thiên nhìn Diệp Phàm. Lạ cái gì? Diệp Phàm hỏi, nhấp một ngụm súp. Tôi cảm giác anh bị người ta theo dõi. Tề Thiên cười uống một chén rượu, hà một tiếng. Theo dõi, ai theo dõi tôi, cậu định nói cái gì? Diệp Phàm có chút không hiểu nhìn Tề Thiên. Liễu Nguyệt, cô nàng kia bình thường thì kiêu ngạo, anh thấy không, ở suối Cốc Khe, có phải cô đang cố ý đối nghịch với anh không? Việc này không có hận vốn không yêu, đại ca, anh phải cẩn thận một chút rồi. Theo kinh nghiệm của tôi nhiều năm nay, đây là biểu hiện của cô nàng bắt đầu yêu ai đó. Nếu sâu sắc, đại ca, anh nên tự cầu nguyện đi. Tề Thiên cười nói. Cậu bậy bạ lộn xộn cái gì, cô nàng kia hận tôi thật sự, lại nói gì đến yêu cái con khỉ. Diệp Phàm đưa tay ra chụp một cái, quay sang chuyện khác. Tuy nhiên Tề Thiên, chuyện này tôi cảm thấy Liễu Tín Đông tuy nói đang giả bộ ngốc nhưng cậu lại không thể giả ngu. Đại ca có ý gì? Tề Thiên sửng sốt sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chủ động báo cáo chuyện này cho tướng quân Liễu. Đương nhiên, có việc không cần báo cáo cũng không báo cáo. Khi báo cáo cậu phải chú ý dùng từ, nếu không, ngàn vạn lần đừng lộ Liễu. Diệp Phàm nhắc nhở Tề Thiên. Việc này, ôi, xong rồi, chỉ có thể như thế. Nếu giả ngu có lẽ Liễu tướng quân đang suy đoán. Việc này, thôi vậy trốn cũng không được. Tề Thiên than vãn, giọng run run rồi. Ha ha, cậu cũng có hôm nay rồi. Đồng chí, đắc tội lãnh đạo là chuyện ngàn vạn lần đừng làm. Không được, cậu hiểu được là vui rồi. Diệp Phàm đắc ý cười to một tiếng cầm lấy chén rượu uống hết. Đại ca, cô bé người Nga thế nào? Khác quốc gia khác tư tưởng, chắc chắn thú vị đặc biệt có phải không? Tề Thiên cười khan một tiếng. Cậu nghe ai nói, lộn xộn còn nói đến cô em người Nga. Diệp Phàm tức giận mắng. Ha ha, thiên hạ này không có tường nào gió không lùa được. Đương nhiên, lão đại tin rằng anh em ta đã biết cũng không có gì có phải không? Chúng ta dùng từ nào để hình dung, đúng rồi, gọi là một gò đất.
Tề Thiên cười nói. Cá mè một lứa, tôi với cậu cũng không phải cùng một đường, ít nhất là bên trên. Diệp Phàm hừ nói. Đúng vậy rồi, đại ca ở đâu vẫn là đại ca, em trai là thúc ngựa cũng không đuổi kịp rồi. Mặc dù là trong phương diện này em vẫn phải gọi anh là đại ca. Tề Thiên cười, đúng lúc này Vương Triều gọi điện thoại đến, nói 3 tiếng sau đến Đồng Lĩnh. Tề Thiên, mang mấy món về nhà đợi lát Vương Triều sẽ đến chờ tôi tiếp Bộ trưởng Phong xong ba anh em mình uống một bữa. Diệp Phàm nói. Chú Phong, ông ấy cũng đến Đồng Lĩnh rồi à? Tề Thiên hơi có vẻ ngạc nhiên hỏi. Ừ, ngày mai Bộ Tài chính tiến hành nghi thức ký kết hợp tác giúp đỡ trại Hồng Cốc. Ban đầu nói buổi chiều đến, tuy nhiên, có việc nên đến muộn. Ba cậu và Chủ tịch Điền đều đến. Tuy nhiên, vì buổi chiều có hội nghị khẩn cấp cho nên, có lẽ phải sáng mai mới đến sớm. Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa dứt lời điện thoại Tề Thiên vang lên, ừ à một hồi sau đó cười nói. Ông già thật đúng là muốn đột nhiên tập kích. Sao thế, chú Tề đến rồi sao? Sao không báo cho tôi một tiếng? Diệp Phàm thực sự có chút kinh ngạc. Cha nói không muốn làm kinh động đến các đồng chí phía dưới. Tuy nhiên cùng tới còn có Chủ tịch Điền, anh đi đón một chút, đoàn xe của họ sắp đến Đồng Lĩnh rồi. Tề Thiên cười nói. Diệp Phàm lập tức thông báo cho những người liên quan. Trong khoảng thời gian ngắn, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều là gà bay chó sủa. Khổng Đoan và Đường Vân bàn bạc đi tìm người nào, vừa nhận được điện thoại của Diệp Phàm cũng vội vàng xuất phát. Tuy nói là buổi tối nhưng các đồng chí tới cũng thật sự đúng lúc. Không đến 15 phút không ngờ tập trung đầy đủ trước pho tượng nghệ thuật trước cửa tòa nhà. Gió lạnh thổi, mặc cho mọi người đứng trong gió lạnh nhưng không ai oán giận. Tề Thiên thật ra đã chuồn từ trước rồi, nói như gã chính là không muốn làm cho người khác biết gã cùng Tề Chấn Đào có quan hệ. Khi thấy thành phố Đồng Lĩnh phô trương như vậy Tề Chấn Đào cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, mắng. Thằng nhóc này. Rồi bước xuống xe. Hàn huyên vài câu xong theo xe cảnh sát dẫn đường đi thẳng đến nhà khác thành phố Đồng Lĩnh. Không lâu sau đoàn người của bộ trưởng cũng đến. Hai đoàn người tập trán lại một chỗ trong nhà khách Đồng Lĩnh. Ăn khuya xong mọi người có thể nghỉ ngơi, bởi vì đi đường cũng mệt rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm bị Tề Chấn Đào gọi đến. Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Thứ trưởng Phong Thanh Lục ở phòng khách. Đến đây ngồi đi Tiểu Diệp. Thứ trưởng Phong nhiệt tình nói. Diệp Phàm chào hỏi rồi ngồi xuống. Diệp Phàm, tiền cấp cho Cổ Xuyên đã đưa xuống rồi, đến tài khoản của tỉnh Nam Phúc rồi. Cậu bảo các đồng chí ở Mạc Hương và Cổ Xuyên hỏi, nhanh lấy về đừng kéo dài thời gian. Phong Thanh Lục khẽ cười nói. Nhanh như vậy sao, thật sự là cảm ơn chú Phong rồi. Tuy nhiên không biết chú Phong cho nhiều hay ít. Diệp Phàm cười ha ha, mặt dày hỏi. Chương 2496, điều tra ra manh mối. Cậu cũng hiểu được khi giơ tay thì chú Phong của cậu nhanh chóng biến thành túi tiền có phải không? Không phải là cậu làm khó chú Phong của cậu sao? Đồng Lĩnh người ta có thể cho cậu không ít, không thể tưởng tượng được Cổ Xuyên bên kia còn giơ tay. Diệp Phàm, làm người phải biết thế nào là đủ, tham quá sẽ dọa người ta chạy mất đấy. Tề Chấn Đào nghiêm túc phê bình Diệp Phàm. Có cách gì đâu chú Tề, Cổ Xuyên cũng là quê của cháu. Nhân dân Cổ Xuyên còn muốn đuổi cháu ra ngoài, quê hương. Dù sao cũng phải làm chút việc có ích đúng không? Nếu không, có lỗi với quê hương đã nuôi dưỡng cháu trưởng thành. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Cậu còn hiểu được tình yêu quê hương, tuy nhiên chuyện này cậu phải để ý. Thôi vậy, không nói chuyện này nữa. Tề Chấn Đào khoát tay áo nói. Diệp Phàm thấy Phong Thanh Lục giơ 3 ngón tay, hiểu được là 30 triệu, nhanh chóng ôm quyền tỏ vẻ cảm ơn. Hắn liền bước vào nhà vệ sinh gọi cho Tạ Quốc Trung của thành phố Mạc Hương. Ở tỉnh còn chưa có thông báo, không thể tưởng tượng được quyết định cấp xuống nhanh như vậy. Bí thư Diệp, thật sự phải cảm ơn anh rồi. Tạ Quốc Huy giọng đầy cảm kích nói. Nói gì thế, chuyện lần trước tôi vẫn đang còn ngại đó. Lần này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Diệp Phàm nói. Không việc gì, không có việc gì. Tạ Quốc Trung nói. Chuyện Trịnh Khinh Vượng cùng Tạ Đoan đều đã có quyết định rồi. Ngày mai sẽ tuyên bố, Trịnh Khinh Vượng được điều chỉnh đến đảm nhiệm cục trưởng phòng nhân sự, Tạ Đoan thì làm phó bí thư quân ủy khu Lâm Tuyền. Diệp Phàm lại tỏ vẻ cảm tạ, không thể tưởng tượng Trịnh Khinh Vượng đến cuối cùng lại nhặt được chiếc bánh thơm ngon, lấy được vị trí còn béo bở hơn cục lâm nghiệp nhiều.
ân tình này đã xong rồi nhé. Diệp Phàm vừa mới từ phòng vệ sinh ra, Tề Chấn Đào nhìn hắn liếc mắt một cái hỏi. Ha ha, đây là ân tình mà chú Phong cho, là ân tình của người ta, không phải bán. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Diệp Phàm, nghe nói trại Hồng Cốc lại không có nước. Phong Thanh Lục ngừng cười hỏi. Đúng vậy, tập đoàn Vạn Thắng cấp trên của trạm phát điện Liễu Tây Hà đã đấu với tôi. Lần trước ông trời phù hộ làm cho miệng cống hỏng, mới làm cho dân chúng của Hồng Cốc trại được một năm thật tốt. Không thể tưởng tượng được Liễu Tây Hà đúng thật là tích cực, dùng tiền để trả công cao cho công nhân làm miệng cống trong Tết. Buổi sáng hôm nay còn tổ chức một nghi thức long trọng ở đập Cốc Khê. Phó Chủ tịch Trần và mấy người nữa còn đến đấy. Diệp Phàm nói, trên mặt cũng không cười. Mặc kệ việc chính để tham gia góp vui, một số đồng chí của chúng ta lại thích những việc này. Ánh mắt dù tốt như thế nào cũng không thể nhìn như thế được. Tề Chấn Đào hừ một tiếng, tất nhiên là phê bình Trần Húc rồi. Không việc gì, có lẽ một vài ngày nữa lại có nước thôi. Diệp Phàm cười thần bí. Hả, nói nghe một chút xem, nước từ đâu đến? Phong Thanh Lục hứng thú, nhìn Diệp Phàm cũng không nói dối, nói qua mọi chuyện. Việc này cậu phải thận trọng một chút, Liễu Chiết Minh là lãnh đạo của cơ quan kiểm toán nhà nước. Tuy nói chỉ có thể kiểm tra về tài chính nhà nước, nhưng theo quy định của hiến pháp, cơ quan kiểm toán thuộc cơ quan của chính phủ, dưới sự lãnh đạo của thủ tướng, do thủ tướng phụ trách. Kiểm toán là cơ quan không chịu sự can thiệp gì của chính quyền và các đoàn thể. Nghiêm khắc mà nói, thủ tướng cũng không có quyền can thiệp công việc của kiểm toán. Cho nên, quyền lực của kiểm toán khá lớn. Đương nhiên, trên thực tế trong quá trình làm việc cũng có thể bị cản trở. Nhưng nếu bọn họ thật muốn kiểm toán cậu, vậy thì cậu khó giải quyết rồi. Làm việc không thể không có bất kỳ chút việc nào. Mặc dù cậu liêm khiết nhưng không thể cam đoan cấp dưới của cậu liêm khiết, trong các công trình cũng có thể tìm ra một chút lỗ hổng. Vẻ mặt Phong Thanh Lục nghiêm túc nói. Lần trước trong phiên họp quốc hội, cơ quan kiểm toán nhà nước có công bố báo cáo kiểm toán, công trình đê Trường Giang có nhiều sai phạm, một số huyện lưu vực sông Hoài đã tham ô tiền vốn xây dựng đê. Vụ án này liên quan đến Ủy ban Phát triển và Kế hoạch cùng với hơn 10 công ty thuộc bộ và các ủy ban trung ương. Cho nên, việc này cậu phải làm thận trọng. Nếu không, cậu sẽ rước lấy phiền toái lớn. Tề Chấn Đào cũng thận trọng nhắc nhở. Hơn nữa cũng không ai có thể hoàn mỹ, làm việc cũng không thể không có chút sai sót nào. Cậu không tham nhưng cũng không có nghĩa là cấp dưới của cậu không tham. Cậu có thể đặt người dân trong lòng nhưng các đồng chí khác cũng có thể làm được sao? Không thể có khả năng đó. Ngay cả bỏ qua chữ tham, nhưng cái gì gọi là tham ô, có chút tiền hay có tiền nhưng không dùng đúng chỗ cũng gọi là như vậy. Có lẽ theo quan điểm của cậu nhất định là phải như vậy, nhưng theo quy định của kiểm toán nhà nước đó là hành vi vi phạm quy định. Chú Tề, chú Phong, có một số việc buộc chúng ta phải làm, nói như trạm phát điện Hồng Cốc mà nói, mặc kệ không có nước, nhưng không có nước thì dân trại Hồng Cốc không thể sinh sống bình thường được. Vấn đề làm giàu cơ bản là hoa trong kính và trăng trong nước thôi. Chuyện này cháu luôn suy nghĩ mãi, nhất định phải ra tay. Đương nhiên, cháu sẽ không ngu ngốc đến mức cứ cứng rắn đối đầu, chỉ là điều tra chuyện này để ép Liễu Tây Hà thôi. Anh ta nhất định sẽ liên lụy, chỉ cần anh ta đồng ý thôi chuyện này cũng bỏ qua. Cháu chỉ cần nước, đối với việc chống tham nhũng hay cái gì đó cháu không có hứng thú. Hơn nữa, cháu cũng không muốn nhắm vào nhà họ Liễu. Diệp Phàm kiên quyết nói. Đứng ở góc độ của cậu cũng không có chút lỗi nào, cho nên, cậu tự cân nhắc là được. Hơn nữa, hành động không nên quá lớn, có thể giải quyết chuyện về nước là rất tốt. Đương nhiên, bộ dạng chúng ta như vậy cũng không thể dung túng cho bọn tham ô mà phải xử lý. Nếu phải xử lý chúng ta không thể nương tay. Tề Chấn Đào hừ nói. Đó là việc đương nhiên, cậu cũng không thể quá băn khoăn. Cậu nói đúng. Muốn làm việc sẽ đắc tội với người khác. Có một số việc nhất định phải đắc tội với người khác khi có cách nào lo lắng, lo ngại. Hơn nữa, Liễu Chiết Minh là lãnh đạo của cơ quan kiểm toán nhà nước, tôi tin vào nguyên tắc và tính giai cấp của ông ấy. Trong chuyện này, cơ bản ông ấy cũng không đồng tình. Chỉ có điều, là có ảnh hưởng đến người thân của ông ấy thôi. Phong Thanh Lục cũng gật gật đầu. Về đến nhà, Tề Thiên đã chuẩn bị đồ ăn xong. Đang ngồi nói chuyện với Vương Triều. Thế nào, trước tiên nói qua tình hình xem nào. Diệp Phàm hỏi. Trên cơ bản đã điều tra xong,
phân cân thác cốt thủ của tôi ba người đều chiêu. Bọn họ thú nhận người khởi xướng là con của Liễu Tây Hà Liễu Sướng. Cậu nhóc này lấy 50 triệu của cha mình đi thành lập công ty, gọi là công ty Liễu Mạn. Tuy nhiên, nếu như ông ta đang ở dưới cờ của cha mình có thể lợi dụng tài nguyên của tập đoàn Vạn Thắng. Chỉ có điều người này quá kiêu ngạo, đã tranh cãi nhiều lần với cha mình sau đó tự mình ra ngoài phát triển. Nghĩ nếu dựa vào bản lĩnh của mình có thể kiếm được tiền, nhưng sự thật khác xa so với tưởng tượng. Mã Liễu Sướng lại không muốn quay về nhận sự sai bảo của cha mình, có lẽ cảm thấy mất mặt. Sau đó trong một trường hợp ngẫu nhiên gặp bí thư huyện ủy huyện Hồng Lĩnh Trịnh Mãn, sau đó lại gặp Thường Thanh cùng Dương Lý Tài. Đang nói đến chuyện trạm phát điện Hồng Cốc thì người này liền để ý. Cuối cùng dùng một số mánh lới để mua lại trạm phát điện Hồng Cốc. Đương nhiên, trong đó có hơn 50 triệu giá chênh lệch. Thật ra, ngay từ đầu bọn họ bắt đầu Liễu Tây Hà đã chú ý. Sau đó thấy đứa con giải quyết không được tốt, bởi vì Liễu Tây Hà biết, giấy không gói được lửa, việc này một khi có người chú ý con trai mình sẽ dính vào đó. Hơn nữa, Liễu Tây Hà cũng biết con trai mình luôn tự hào là bác sĩ du học ở nước ngoài về, không muốn về cầu cứu mình. Bởi vậy, liền dùng một mánh lới, quay đi quay lại, cuối cùng lấy danh nghĩa tập đoàn Vạn Thắng có công ty con là công ty Liễu Mạn để bàn về vấn đề trạm phát điện Hồng Cốc. Vương Triều nói, có phải trong việc mua bán công ty Liễu Mạn xuất hiện trước có phải không? Diệp Phàm hỏi. Ừ. Vương Triều gật gật đầu, uống một ngụm canh gà nói. Đúng vậy, đầu tiên bàn về chuyện trạm phát điện Hồng Cốc hẳn là công ty Liễu Mạn. Sau đó tập đoàn Vạn Thắng lại cùng công ty Liễu Mạn tiếp tục. Hơn nữa, đã bổ sung hơn 50 triệu chênh lệch giá bổ sung rồi. Trên thực tế, mua bán trạm phát điện Hồng Cốc đầu tiên là công ty Liễu Mạn do Liễu Sướng sáng lập dùng giá thấp để mua vào. Trong đó có 60 triệu là dùng mưu mẹo. Đương nhiên, nếu bán đi với giá tiền này thì nhất thời cũng khó tìm được ông chủ. Rồi sau đó đến bán cho tập đoàn Vạn Thắng, cũng trả giá đúng hơn 60 triệu. Trên thực tế, vừa qua tay thì Liễu Sướng đã lời 60 triệu. 60 triệu này nhìn ngoài là Liễu Tây Hà bí mật cho, trên thực tế, Liễu Tây Hà cũng không lỗ vốn. Tiền trên thực tế là huyện Hồng Lĩnh thanh toán. Mà Liễu Sướng chắc chắn biết rõ dụng tâm của cha mình, tuy nhiên, người ta đồng ý ra tiền, Liễu Sướng đương nhiên cũng giả ngu một lần cất tiền của cha vào túi mình. Đương nhiên tập đoàn Vạn Thắng cũng không lỗ vốn, bọn họ chỉ là đưa ra thị trường giá trị thực thôi. Người thanh toán thật sự của cuộc mua bán này chính là nhân dân huyện Hồng Lĩnh. Sau đó Liễu Sướng lại dùng một chút thủ đoạn nhờ thế của nhà họ Liễu để Thường Thanh cùng Dương Lý Tài thăng chức một chút, tất cả đều vui có phải không? Diệp Phàm hỏi. Nói về việc này lại phải nói đến con trai của Liễu Chiết Minh Liễu Thái Lai. Liễu Thái Lai là con trai của Liễu Chiết Minh, cũng không khác gì con trai của Liễu Tây Hà Liễu Tin Đông. Theo cấp bậc thì Liễu Sướng phải gọi Liễu Thái Lai một tiếng chú, tuy nhiên, Liễu Chiết Minh và Liễu Tây Hà không thua kém tuổi tác cho nên mấy chú cháu cũng không hơn kém nhau nhiều tuổi. Con trai của Liễu Thái cũng gần bằng tuổi Liễu Sướng, chỉ hơn có vài tuổi. Vì tuổi tác không sai biệt nên hai chú cháu hay chơi cùng nhau. Bình thường căn bản cũng không nói đến chuyện chú cháu, chỉ coi là anh em. Hơn nữa, hai người thật ra đều là công tử con nhà quyền quý cả, đều có suy nghĩ thích sang. Tốt nghiệp đại học kiêu nhân, rất hợp nhau, khiến cho quan hệ của hai người rất tốt. Liễu Chiết Minh tuy nói là lãnh đạo cấp nhà nước nhưng ngoài tiền lương cùng với phúc lợi thật ra cũng không có bao nhiêu tiền cung cấp cho Liễu Thái Lai tiêu xài. Mà Liễu Thái Lai từ nhỏ tiêu xài thoải mái đã quen, bình thường đều là Liễu Tây Hà cho tiền bọn họ. Mỗi tháng có thể cấp 1.000 tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, gần đây Liễu Thái Lai nói chuyện một người bạn gái, là một người mẫu, tên là Thôi Cầm. Thôi Cầm tuy nói là người mẫu nhưng cũng không nổi tiếng. Bây giờ không có chỗ dựa, không có tiền muốn trở thành người mẫu là rất khó, gần như là không thể. Quy tắc ngầm của giới giải trí không phải thế sao? Chúng ta đều được nghe những việc này. Cho nên, vì để Thôi Cầm trở thành người mẫu, Liễu Thái Lai xài tiền như nước, mời lãnh đạo các công ty giải trí ăn cơm hay quà cáp. Những việc này đều cần một khoản tiền lớn, chỉ với tiền tiêu vặt mà cha của anh họ Liễu Tây Hà cho cơ bản là không đủ. Mà Liễu Thái Lai lại không phải là diễn viên, chỉ là một cán bộ nhà nước thôi, lấy đâu ra nhiều tiền đến như vậy. Kết quả việc này Liễu Sướng biết hết, mà hai chú cháu phối hợp rất ăn ý. Liễu Sướng trao mấy trăm nghìn để giúp Thôi Cầm,
Liễu Thái Lai báo đáp chính là dùng danh nghĩa nhà họ Liễu giải quyết chuyện đề bạt của ba người Trịnh Mãn. Đương nhiên, trong chuyện này chỉ có thể coi là Liễu Thái Lai và Liễu Sướng liên kết làm thôi. Vương Triều nói. Kỳ lạ, việc này theo lý mà nói thì Liễu Sướng làm sao có thể để ba người Trịnh Mãn biết được. Tề Thiên có chút nghi ngờ nói. Chương 2497, che chín tầng mây. Con người, đôi khi uống rượu say thì tự nhiên sẽ nói hết ra. Huống chi, ba người Trịnh Mãn lại giới thiệu cho Liễu Sướng hai cô nàng xinh đẹp. Lúc đó với uy danh bí thư huyện ủy của Trịnh Mãn, thu phục mấy cô nàng xinh đẹp không là vấn đề gì. Mà Liễu Sướng vì khoe khoang ba người Trịnh Mãn đã mưu lợi vì mình, cho nên, cũng giới thiệu Liễu Thái cho ba người Trịnh Mãn. Vương Triều nói. Kỳ Cương Thành thái độ như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ông ta không tỏ thái độ. Tuy nhiên, tôi thấy ông ta điều tra xong rõ ràng rất phẫn nộ. Tuy nhiên, ông ta nói việc này sẽ báo cáo Bí Thư Lan. Còn cấp trên xử lý thế nào phải xem ý của cấp trên. Tôi lo lắng bọn họ sẽ bí mật xử lý bỏ qua chúng ta. Đến lúc đó, chỉ cần Liễu Tây Hà đem tiền bổ sung vào thì Liễu Sướng sẽ không việc gì, quá lắm thì ba người Trịnh Mãn chịu tội thế thôi. Vương Triều có chút buồn bực, tuy nhiên y nhìn Diệp Phàm một cái đột nhiên cười nói. Tuy nhiên tôi có một suy nghĩ. Suy nghĩ, như thế nào? Tề Thiên truy hỏi. Lúc đó tôi lấy danh nghĩa là phóng viên xuất hiện ở Hồng Cốc Trại. Cho nên, đương nhiên phải đứng cùng phía với nhân dân Hồng Cốc Trại rồi. Cho nên, tôi nhắc nhở một câu, đó là vấn đề nước phải giải quyết. Nếu Liễu Tây Hà có thể bắt tay với Lan Chính thì những lời này mới có thể gây cho gã. Vương Triều cười khan một tiếng. Cậu cũng không ngốc nhỉ. Diệp Phàm cười, nói, tôi muốn xem con trai của Liễu Tây Hà lau mông này như thế nào. Nếu cấp trên muốn chuyện lớn hóa nhỏ thì trước khi chuyện nước được giải quyết Diệp Phàm tôi tuyệt đối không đồng ý. Không chừng Liễu Tây Hà lấy việc quyên tặng là cách bồi thường cho huyện Hồng Lĩnh đấy. Tề Thiên cười nói. Điều này cũng có thể coi là một cách tốt. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Sáng thứ hai. Mấy người Diệp Phàm cùng chủ tịch tỉnh Tề cùng lãnh đạo các bộ đến huyện Hồng Lĩnh. Bên này, đài truyền hình tỉnh cùng đài truyền hình Đồng Lĩnh đều cử người theo đưa tin, trông rất hoành tráng. Trông giống như đang quay phim truyền hình. Đến tận 11 giờ trưa mới đến Hồng Cốc Trại, vội vàng ăn cơm xong lập tức tiến hành nghi lễ cắt băng khánh thành. Nghi thức cứ như vậy tiến hành, vì Hồng Cốc Trại đến bây giờ đường vẫn chưa thông xe, cho nên, một số thiết bị đều được ngựa chở đến. Mà một số nhân viên của đài truyền hình cũng đã đi suốt đêm đến đây. Thật ra, cũng không có chút thú vị nào. Tam Thúc Công và Hiệu trưởng Mã Đằng là người có uy tín ở Hồng Cốc Trại, cho nên, hai đài truyền hình đều muốn phỏng vấn hai người họ. Hai vị đều rất tôn sùng Diệp Phàm. Tuy nhiên, đúng lúc này phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình kiêm người chủ trì chuyên mục Phong Thái Miêu Trúc đột nhiên hỏi Tam Thúc Công. Nghe nói trại của các anh thiếu nước có phải không? Trước kia thiếu nước nhưng từ năm ngoái Bí Thư Diệp cùng Thứ trưởng Bộ Tài chính Phong Thanh Lục cùng Phó Chủ tịch tỉnh Điền đã đi kiểm tra qua. Bọn họ suy nghĩ cho nhân dân, đặc biệt là Bí Thư Diệp và Chủ tịch Ngọc, đã lo lắng cho trại của chúng ta. Cuối cùng, cuối năm trước đã giải quyết xong vấn đề nước sinh hoạt cho trại chúng tôi. Khiến cho khe suối khô hạn vài năm nay một lần nữa khôi phục sức sống. Hơn nữa, Bộ trưởng Phong cũng giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh nghèo khó. Hôm nay lại một lần nữa đến Hồng Cốc Trại của chúng tôi cùng với Bộ Tài chính hoàn thành việc giúp đỡ này. Ủng hộ tiền và nhiều mặt khác cho Hồng Cốc của chúng tôi. Tam Thúc Công tươi cười đáp. Đương nhiên, vì có thể trả lời tốt vấn đề, Tam Thúc Công cũng vì điều này mà vất vả. Hiệu trưởng Mã đã buộc ông ta đọc 7-8 trang tài liệu có liên quan đến trả lời phỏng vấn. Nếu không chưa chắc có thể trả lời tốt như vậy. Không sai, nếu nước của khe suối khôi phục lại một nửa của ban đầu. Vì sao hôm nay chúng tôi không thấy có nước chảy? Tuy nói phía dưới có xây dựng mấy để ngăn sông nhưng nước đều là nước lặng. Chúng tôi không thấy nhiều nước nữa. Cứ như thế này có lẽ vài ngày nữa toàn bộ nhân dân của trại các anh vấn đề nước dùng cũng sẽ là vấn đề lớn, đừng nói đến nước cho sản xuất. Đã không có nước thì cuộc sống của các anh sau này làm thế nào bây giờ? Hơn nữa, tôi còn nghe nói, năm trước Bí Thư Diệp có trả lời các anh trong một tháng có thể giải quyết vấn đề nước. Hiện giờ đã hơn một tháng rồi. Miêu Trúc vừa nói ra xong Tam Thúc Công lập tức giật mình, không biết phải trả lời thế nào y nhìn hiệu trưởng Mã. Phóng viên Miêu, việc này khó khăn chỉ là tạm thời thôi.
bởi vì gần đây thượng du của suối khe cốc miệng cống bị hỏng. Ngày hôm qua vừa mới lắp lại. Cho nên, cũng phải trữ một lượng nước nhất định để không làm hỏng con đập. Cho nên, đập suối cốc khê phải trữ nước một lần nữa. Chờ cho họ trữ được một lượng nước nhất định sau đó sẽ lại mở cống xả nước. Về việc này bí thư Diệp nói là không cần nhiều thời gian sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề này. Hiệu trưởng Mã Linh Động thay mặt Tam Thúc Công trả lời. Nước của suối cốc khe là nước mà trạm phát điện dùng để phát điện, làm sao có thể để nước chảy mất. Vừa rồi khi phỏng vấn tôi có nghe quần chúng phản ứng, rất lo lắng một thời gian nữa trại Hồng Cốc lại lâm vào cảnh thiếu nước khốn khổ. Mà bí thư Diệp hứa hẹn hình như không làm được, có phải không bí thư Diệp? Nếu không, sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Mầm Trúc hôm nay nhất định cố ý đến đây rồi, micro vừa chuyển đã quay sang Diệp Phàm đứng bên cạnh chủ tịch tỉnh Tề. Ha ha, trong này có một số khó khăn. Phóng viên Miêu, nhiều việc không thể việc nào cũng có khả năng thuận buồm xuôi gió có phải không? Tuy nhiên, Diệp Phàm tôi đã hứa nhất định sẽ làm được. Cho tôi một thời gian ngắn tôi sẽ hoàn toàn giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho nhân dân Hồng Cốc trại. Diệp Phàm tự tin nói. Không ai có thể độc hơn hắn một đòn đã làm cô phóng viên choáng. Trong lòng tự nhủ, cô nàng này không biết đã chịu sự sai khiến của ai để chỉnh ông đây. Trước kia bí thư Diệp cũng đã hứa trước mặt mọi người giải quyết vấn đề nước của người dân Hồng Cốc trại trong một tháng, đến giờ lại không giải quyết được. Tôi không hiểu lời nói của bí thư Diệp có mấy phần chắc chắn. Miêu Trúc vẻ mặt cười cười nói, rõ ràng muốn làm Diệp Phàm xấu hổ, mọi người ở đây đều thấy. Ha ha, phóng viên Miêu, việc giải quyết vấn đề nước cũng là một vấn đề lớn. Đồng chí Diệp Phàm là bí thư thành phố Đồng Lĩnh cũng rất quan tâm đến việc này. Nếu không, cũng không có ngăn đập nước, làm một bí thư thành ủy, toàn bộ người dân của thành phố đang nhìn. Công việc thì rất nhiều, cũng không thể luôn theo dõi Hồng Cốc trại có phải không? Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm đã cho đồng chí Ngọc Xuân Phong đóng quân tại Hồng Cốc trại để giải quyết vấn đề này. Đây cũng nói rõ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quan tâm đến vấn đề này. Giải quyết vấn đề nước cũng phải tiến hành theo trình tự, một lần có thể giải quyết không là điều không thể. Trong chuyện này, ủy ban nhân dân tỉnh cũng thấy quyết tâm của ủy ban nhân dân và thành ủy Đồng Lĩnh. Cho nên, hôm nay tôi cũng xuống đây. Tề Chấn Đào cười muốn nói sang chuyện khác, giải vây cho Diệp Phàm. Đúng vậy, vì vấn đề của Hồng Cốc trại, bí thư Diệp gần như cách ngày đều gọi điện thoại thúc giục Bộ Tài chính vấn đề giúp đỡ tiền. Tôi muốn nói là vấn đề ở trại Hồng Cốc nếu không có đồng chí Diệp Phàm lo lắng như vậy, bộ chúng tôi chưa chắc đã đồng ý giúp đỡ. Đương nhiên, cấp xuống một khoản tiền giúp đỡ coi như là không thể. Dù sao, những nơi gặp phải vấn đề nước như Hồng Cốc trên cả nước không ít. Bọn họ cũng phải đợi chúng tôi giải quyết. Không phải Phong Thanh Lục tôi không nghĩ đến mà là bận quá không qua nổi. Hôm nay lại làm chúng tôi đến giúp đỡ Hồng Cốc trại. Công lao của đồng chí Diệp Phàm không thể bỏ qua. Phong Thanh Lục cũng đang muốn giải vây cho Diệp Phàm. Phó Chủ tịch tỉnh Điêu nhìn Miêu Trúc, ý nói cô thấy thì tốt rồi, đừng cứ cản quấy tiếp tục như vậy nữa. Chủ tịch tỉnh Tề, Thứ trưởng Phong, các anh đang nói là trên phương diện khác của bí thư Diệp. Tôi vẫn muốn hỏi một chút. Vấn đề nước của Hồng Cốc trại có thể nói rõ thời gian giải quyết không? Hôm nay Chủ tịch Tề cùng Thứ trưởng Phong cùng cả Phó Chủ tịch Điền đều ở đây, Bí thư Diệp có dám hứa hẹn với lãnh đạo và hàng ngàn nhân dân Hồng Cốc trại không? Bí thư Diệp nhất định là đảng viên, làm việc không thể chỉ là lời nói có đúng không? Nếu Bí thư Diệp trả lời không làm được, đây có phải là lừa gạt lãnh đạo và dân chúng không? Nếu Bí thư Diệp không giải quyết được vấn đề nước, có thể giải thích. Đài truyền hình tỉnh chúng tôi lần này cử tôi xuống đây muốn tìm một điển hình để tuyên truyền phong cách của cán bộ. Chuyên mục của chúng tôi là chuyên mục phong cách, tôi hy vọng có thể thấy được phong cách của bí thư Diệp. Hôm nay Miêu Trúc thật đúng là muốn thách đấu với Diệp Phàm. Hai chữ phong cách cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh. Trong vòng một tháng, trước mặt lãnh đạo tỉnh, cùng lãnh đạo Đồng Lĩnh, còn có nhân dân Hồng Cốc trại Diệp Phàm tôi trịnh trọng cam kết. Từ hôm nay trở đi. Trong vòng một tháng nếu vẫn không giải quyết hoàn toàn vấn đề nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân Hồng Cốc trại thì Diệp Phàm tôi sẽ về nhà bán khoai lang. Trời đất chứng giám lời này. Diệp Phàm nói những lời này rất uy phong, có khí phách, lập tức được mọi người hưởng ứng. Mấy nghìn dân Hồng Cốc trại lập tức vỗ tay như sấm dậy, chấn động cả núi rừng. Tề Chấn Đào cùng với Phong Thanh Lục tuy nói là nhíu mày nhưng cũng vỗ tay rồi.
mà mấy người Khổng Đoan cùng Trì Hạo Cường cũng mỉm cười vỗ tay, nhưng đều nhếch mép bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện. Lời nói của Bí Thư Diệp che chín tầng mây, hy vọng Bí Thư Diệp có thể nói đi đôi với làm. Chuyên mục Phong Cách của đài truyền hình tỉnh sẽ theo dõi phỏng vấn trong vòng một tháng. Nếu Bí Thư Diệp thực sự làm được, anh sẽ là nhân vật của chuyên mục chúng tôi tháng này. Đương nhiên, nếu Bí Thư Diệp không làm được, chúng tôi sẽ theo dõi phỏng vấn, đến lúc đó, Bí Thư Diệp cũng là nhân vật của chuyên mục chúng tôi. Miêu Trúc thật đúng là đọc, làm được cũng là phong cách, không làm được cũng là phong cách. Thì lúc đó Diệp Phàm trở thành điểm hình phản diện. Ha ha, xem ra, phóng viên Miêu không để cho tôi một đường sống rồi, sao tôi lại có cảm giác muốn lên Lương Sơn. Diệp Phàm thản nhiên, đưa mắt nhìn mọi người một cái nói. Hôm nay, Diệp Phàm tôi đã nói rồi, hôm nay là ngày 1 tháng 3. Tháng sau, là ngày 1 tháng 4 nếu không thể giải quyết vấn đề nước thì con đường làm quan cũng kết thúc. Đến lúc đó kính xin phóng viên Miêu làm chứng. Diệp Phàm cười, nói rất nhẹ nhàng nhưng vừa nói xong tiếng vỗ tay lại nổi lên một hồi như thủy triều. Ngay cả Miêu Trúc cũng hơi sửng sốt, nhìn Diệp Phàm một cái, có lẽ đang suy nghĩ xem mình làm thế có đúng không. Chương 2498, khéo léo chị phóng viên Miêu. Bí Thư Diệp, ngài là ân nhân của Hồng Cốc Trại chúng tôi, không có ngài Hồng Cốc Trại chúng tôi không có tương lai. Một tháng giải quyết không xong thì một năm cũng được. Chúng tôi mãi mãi ủng hộ Bí Thư Diệp, ngài là bí thư thật tốt của đồng lĩnh chúng tôi tuyệt đối sẽ không để ngài kết thúc con đường làm quan vì dân ở đây. Không thể tưởng tượng được hiệu trưởng Mã đột nhiên hô lớn, lập tức mấy nghìn dân Hồng Cốc Trại đều hô theo. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Dân chúng Hồng Cốc Trại hào hứng. Cảm ơn mọi người, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Diệp Phàm tôi không dám tự xưng là quân tư nhưng Diệp Phàm tôi là một đảng viên. Diệp Phàm nói to. Đột nhiên, Diệp Phàm giơ tay chỉ vách đá phía sau, nói. Mọi người nhìn trên vách đá hình như có gì đó có phải không? Nghe hắn vừa nói, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn lên vách đá phía sau. Lập tức tất cả mọi người đều ngây người, tất cả mọi người đều như hóa thạch. Hình như là chữ. Vương Triều trốn trong đám người đột nhiên hét lên một tiếng, thật ra, hắn hôm nay hóa trang đứng xen lẫn với dân Hồng Cốc Trại. Tuy dân chúng của trại thấy người này hình như không quen biết nhưng họ đều tưởng là người thân của ai đó trong trại đến đây chơi cũng không hỏi han gì. Không đúng, hẳn là tranh vẽ. Có một cậu nhóc mắt tinh hét lớn. Đúng là chữ. Là chữ. Là tranh vẽ. Nhất thời không ngờ chia làm hai phái tranh luận. Là chữ hay là tranh chúng ta đến gần không phải là có thể nhìn rõ sao. Diệp Phàm nói lớn qua loa. Lập tức chủ tịch tỉnh Tề đi đầu. Một hàng người tiến về phái Am Ngọc Diệp. Thật ra, vừa rồi Diệp Phàm cách vách đá này hơn một dặm. Tuy nhiên, vừa rồi hắn dùng phi đao đem hạt cát lật hết đám rêu che phủ, bản lĩnh hiện giờ của Diệp Phàm có thể làm được trong khoảng cách một dặm. Những chữ giả thư pháp này bị phủ bởi rêu xanh, giờ rêu bị những hạt cát làm bung ra, rơi xuống lộ ra những chữ bên trong. Đây chính là tác phẩm của Diệp Phàm và Thiên Thông làm trong hai buổi tối. Mọi người đến gần. Tất cả đều hào hứng, có người hét lên. Trời ạ, đúng là chữ, đây chẳng lẽ là tổ tiên chúng ta khắc lên hay sao? Chữ viết này thật tốt, chẳng lẽ là của học giả có tiếng tăm? Nhìn xem, lạ thật tại sao không có câu đề tặng, rốt cuộc là ai lại khắc lên vách đá lớn như vậy? Ngay cả Tề Chấn Đào cũng nhỏ giọng hỏi. Có thể khắc được câu thơ dài như vậy là có công phu rồi, lão Tề, chúng ta có chuyên gia khảo cổ về phương diện này không? Bảo họ kiểm tra một chút. Phong Thanh Lục vẻ mặt cười cười nói. Hay là dùng máy bơm để rửa vách núi một chút làm cho chữ lộ ra, chúng ta cũng có thể thưởng thức được kiệt tác của đại sư vô danh. Diệp Phàm đề nghị. Cách này không tồi, dùng nước chắc chắn sẽ không làm hỏng chữ, nếu không thì nhìn rất mờ. Phong Thanh Lục gật gật đầu. Cách này không ổn. Đúng lúc này một lão già vội vàng kêu lên. Vì sao lại thế thưa ông cụ? Điền Sơ Nhất không kìm nổi hỏi. Phó Chủ tịch tỉnh Điền, ông ấy là Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Dương Thanh Tùng, chúng tôi đến đây muốn nghiên cứu một chút về lịch sử văn hóa của đồng lĩnh. Phó Giám đốc Dương đang nghiên cứu một bộ sách về lịch sử văn hóa của đồng lĩnh. Hơn nữa Phó Giám đốc Dương cũng là Phó Hội trưởng Hiệp hội Khảo cổ tỉnh. Về vấn đề khảo cổ rất có quyền uy. Lúc này một người trung niên đeo kính nói. Hả, Phó Giám đốc Dương,
anh nói một chút, làm thế nào thì tốt. Diệp Phàm không ngại học hỏi kẻ dưới. Không thể lộn xộn, hơn nữa, phải cử người bảo vệ những chữ này. Nhìn niên đại của thơ có thể thấy là của thi sĩ đời Tam Quốc thậm chí đời Đường. Thí dụ như lấy rượu làm nhạc, có bao nhiêu người? Thí dụ như Sương Mai, đi ngày khổ nhiều, khẳng khái lúc đó, ưu tư khó quên. Dùng cái gì giải lo, chỉ có Đỗ Khang, xanh biếc chỉ có Tào Tháo, Thủy Điều Ca có Tô Thức. Hiện giờ có thể thấy từ ngữ trong mấy bài thơ này là từ thời Đại Tống hoặc về sau đó. Ít nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử, cho nên, phải bảo vệ, làm không tốt sợ rằng vách đá phía sau chữ sẽ bị tổn hại. Như vừa rồi các anh đề nghị dùng nước để phun, nước tuy nói là vật mềm, nhìn ngoài thì không làm hỏng vách đá. Nhưng vì chữ khắc trên đó đã có lịch sử mấy trăm năm, mà không bị ai phát hiện bởi vì trên mặt chữ phủ một lớp rêu. Nếu chúng ta làm rêu kia rơi xuống thì vách đá sẽ có độ bào mòn nhanh hơn. Như vậy thì thật là đáng tiếc, những chữ này có giá trị nghiên cứu đấy. Phó Giám đốc Dương nhìn vách đá nói, rồi nhìn Diệp Phàm nói tiếp. Bí thư Diệp nhất định phải dặn dò nhân dân Hồng Cốc Trại bảo vệ tốt những chữ này. Tốt nhà là chính quyền có thể cử một vài người đến trông giữ. Buổi chiều tôi về lập tức báo cáo giám đốc, chậm nhất chiều mai có thể đưa thiết bị đến đây nghiên cứu một chút. Không thành vấn đề, Chủ tịch thành phố Ngọc, anh phụ trách xây dựng Hồng Cốc Trại đó. Về việc bảo vệ vách đá do anh sắp xếp người. Diệp Phàm quay đầu nhìn Ngọc Xuân Phong nói. Bí thư Diệp, các anh không cần lo lắng. Những chữ này rất có thể là tổ tiên của Hồng Cốc Trại chúng tôi khắc lên, người nào dám sằng bậy tôi không đồng ý. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ sắp xếp những thanh niên bảo vệ những chữ này 24/24. Tam Thúc Công chen lên đầu nói. Tốt lắm, như vậy đi, phòng công an Hồng Lĩnh cũng cử ra 3 cảnh sát phối hợp với các ông. Diệp Phàm nói. Những nhà nhiếp ảnh và quay phim của đài truyền hình tỉnh cũng không bỏ qua phát hiện lớn này, trong một khoảng thời gian đèn flash không ngừng sáng liên tục. Miêu Trúc hình như cũng rất hào hứng, cầm lấy microphone đứng bên cạnh vách đá nói không ngừng. Diệp Phàm nhìn những cảnh này, nhếch miệng cười âm hiểm. Hắn nhân dịp người khác không chú ý, giơ tay giả vờ vuốt tóc đột nhiên vung lên, phi đao trong nháy mắt đã bay ra ngoài. A, mau tránh ra. Mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì một hòn đá bằng nắm tay mang theo cả rêu xanh đang chuẩn bị rơi xuống đầu Miêu Trúc đang đứng quay lưng vào vách đá. Hòn đá rơi rất nhanh, người đối diện cơ bản không kịp nói với Miêu Trúc. Mà quay phim cũng sợ ngây người, khiêng máy móc chạy quên hết mọi chuyện. Miêu Trúc vẫn chưa hiểu ý của mọi người, mắt thấy tảng đá sắp rơi xuống đầu phóng viên. Lúc này, đột nhiên một bóng người đẩy đám đông ra lao về phía trước. Bụp một tiếng. Bóng người ôm lấy Miêu Trúc quay mấy vòng trên không trung mới dừng lại được. À, là Bí thư Diệp, anh không sao chứ? Mễ Nguyệt hét lên, mấy người lập tức liền vây quanh. Hắn có sao mới là lạ. Vương Triều đứng trong đám người thấy hết mọi thứ, nhỏ giọng khách sáo nói một câu, một vị anh hùng cứu mỹ nhân. Cái gì có việc gì mới là lạ, vừa rồi thật nguy hiểm, may là không bị thương đấy. Lúc này một ông cụ đứng cạnh Vương Triều hừ nói. Không thể tưởng tượng được ông lão này tai thính thật sự, không ngờ nghe được lời nói thầm của Vương Triều. Đúng vậy, đúng vậy. Vương Triều cười cười gật đầu. Diệp Phàm hình như dùng quá nhiều sức mạnh, nhất thời hơi choáng, toát mồ hôi. Hai tay Bí thư Diệp vẫn ôm chặt lấy phóng viên Miêu, bộ ngực hai người thiếu chút nữa hòa làm một, cũng không biết Diệp Phàm có cảm nhận được bộ ngực đầy đặn của cô nàng không. Không sao chứ Bí thư Diệp, phóng viên Miêu. Vương Long Đông nhẹ nhàng hỏi. Mau gọi bác sĩ đến xem. Phó Chủ tịch tỉnh Điền vội vàng nói, hai người bác sĩ đi theo vội vàng chạy đến. Hai y tá xinh đẹp cầm hòm thuốc cũng chạy ngay đến, bộ ngực cũng quay cuồng. Miêu Trúc hơi choáng đi, tuy nhiên, vừa mở mắt phát hiện mình không ngờ đang bị Bí thư Diệp ôm chặt. Hai cánh tay mạnh mẽ của Bí thư Diệp ôm chặt quanh người cô. Ngực cô cũng bị Bí thư Diệp ôm chặt. Miêu Trúc có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của cơ thể Bí thư Diệp. Cảm giác an toàn lập tức lan tỏa khắp người. Vừa mở mắt nhìn Miêu Trúc lập tức đỏ mặt, bởi vì xung quanh cô có rất nhiều người. Hai người ôm nhau như vậy giống một đôi tình nhân đang ôm nhau làm gì đó trong công viên. Tuy nhiên, Miêu Trúc phát hiện, hai mắt Bí thư Diệp nhắm nghiền, còn tưởng rằng đang hôn mê, cho nên, cũng không dám đẩy hắn ra. Lúc này, bác sĩ đã chạy đến một bác sĩ trung niên giơ bàn tay nhẹ nhàng sờ vào người Diệp Phàm. Ừ.
Diệp Phàm có chút mệt mỏi mở mắt ra, nhìn xung quanh một cái, sau đó nhìn đối diện mới phát hiện mình đang ôm một cô nàng. Vội vàng đứng phắt dậy, tuy nhiên, chân giường như mềm nhũn ra. Tay vừa buông Miêu Trúc ra, thấy Diệp Phàm như muốn ngã xuống. Miêu Trúc vội vàng ra sức dùng tay đỡ Diệp Phàm. Diệp Phàm rõ ràng đang giả vờ, khẽ dựa vào Miêu Trúc. Không sao chứ bí thư Diệp? Bác sĩ hỏi. Không việc gì, không việc gì, vừa rồi chỉ hơi choáng đầu thôi. Giờ tốt hơn nhiều rồi, không việc gì, tôi có thể đi. Diệp Phàm giơ tay chống vách đá, trông như rất mệt mỏi. Cho nằm nghỉ ngơi một lát. Bác sĩ bảo y tá, mấy người nhanh chóng đem cáng qua. Diệp Phàm đương nhiên cũng giả bộ nằm trong chốc lát, coi như làm tốt hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân của mình. Trong lòng hắn cười đắc ý, trong lòng nhủ thầm, Miêu Trúc ơi Miêu Trúc, xem cô còn có thể ép tôi nói trái ý mình trên chuyên mục phong cách của cô không. Tuy nhiên, trong mấy vị lãnh đạo chỉ có Tề Chấn Đào lẩm bẩm trong lòng. Bởi vì lão Tề tuy không biết thân thủ thật sự của Diệp Phàm, nhưng Tề Thiên thì ông rõ nhất. Nghe Tề Thiên nói đại ca y thân thủ còn hơn hắn, cho nên, lão Tề không tin một chút như vậy đã làm Diệp Phàm té xỉu. Đương nhiên, lão Tề không vạch trần hắn. Hơn nữa còn ân cần hỏi thăm. Dù sao, Diệp Phàm biệt hiện càng tốt, lão Tề cũng cảm thấy vinh dự có phải không? Sau khi từ chỗ vách đá có chữ về, các vị lãnh đạo đều nghĩ đến việc này. Buổi tối, Diệp Phàm ngồi cùng Vương Long Đông và Vương Triều. Phong Thanh Lục và Tề Chấn Đào đã về ngay trong đêm. Dù sao, lần này chỉ là tạo thế cho Diệp Phàm. Chương 2499, khách không mời mà đến. Bí thư Diệp hôm nay hứa hẹn như vậy là có chút liều mạng. Vương Long Đông có chút lo lắng. Không hứa hẹn mà được sao? Cậu cũng thấy đấy, cô nàng Lan Trúc kia giống như gà trọi cứ bám chặt lấy vậy. Diệp Phàm hừ nói. Ừ, cô nàng này thật sự làm người ta sinh ghét. Lúc đó hận không thể tiến lên cho cô ta một chưởng. Tuy nhiên, có lẽ sau lưng cô nàng có người giật dây. Người này là ai nhỉ? Vương Triều suy nghĩ một chút nói. Người này chức vị vụ sẽ không thấp, cậu không phát hiện, chủ tịch tỉnh Điền, phó chủ tịch tỉnh Tề, bộ trưởng Phong đều ra mặt. Lúc đó đều có ý giúp Diệp Phàm, tin rằng với kinh nghiệm của Lan Trúc chắc chắn là nhìn thấy được. Tuy nhiên, cô vẫn một mình tiếp tục, đáng tiếc. Nếu lúc đó tảng đá đập chết cô nàng thì đỡ rườm rà. Vương Long Đông có chút bực tức. Không được, đập chết thì đó là chuyện phiền toái. Hơn nữa, cô nàng này bộ dạng còn rất nhiều năng lượng. Hơn nữa, ở đài truyền hình tỉnh cô ta cũng có chỗ dựa. Nghe nói được xưng là một trong tam tỷ của đài truyền hình tỉnh. Tuy nhiên, tôi có thể là ân nhân cứu mạng của cô nàng, tôi muốn xem sau này cô phỏng vấn đáp nạn bí thư thành ủy như Diệp Phàm tôi thế nào. Diệp Phàm thì cười nói. Đúng thế, lệ oán trả ơn hẳn là việc cô nàng không làm được. Vương Long Đông gật đầu. Bí thư Diệp, độ mạnh yếu còn chưa đủ lớn nhỉ? Vương Triều nói. Bao Nghị có tin gì không? Diệp Phàm nhìn Vương Triều. Bao Nghị có bạn ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, chuyện về ba người Trịnh Mãn ở trạm phát điện Hồng Cốc đã điều tra xong. Khi nhân chứng vật chứng tài liệu đầy đủ, vì sao Kỷ Cương Thành con chưa ra tay? Chỉ với những chứng cứ này hoàn toàn có thể đệ trình viện kiểm sát bắt Liễu Sướng lại. Có phải là người này cũng sợ, còn gọi là Hắc Diện Hổ? Tôi xem ngoại hiệu là Bạch. Vương Triều vẻ mặt khinh thường hừ nói. Không hẳn thế. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhìn hai người nói. Hắc Diện Hổ còn có nhiều bà bà. Mà Hắc Diện Hổ còn muốn xem thái độ của đại bà bà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Có lẽ Liễu Tây Hà cũng đã chào hỏi với Lan Chính mấy hôm trước rồi. Việc này Lan Chính đang ở sự được mất lợi hại của kỳ thi. Kỷ Cương Thành tuy nói là chủ nhiệm phòng giám sát thứ nhất nhưng cũng chỉ là chủ nhiệm cấp phó giám đốc sở. Muốn bắt một người có thực lực như Liễu Sướng nhà họ Liễu, y phải theo chỉ thị của bí thư Lan. Nếu tôi đoán không nhầm thì việc này sẽ việc lớn hóa nhỏ. Nhiều nhất là nhà họ Liễu dùng tiền trừ họa, việc này sẽ không đặt trên mặt bàn, đương nhiên ba người như Trịnh Mãn chắc chắn xong đời. Ba người bọn hắn chỉ có thể làm người chịu tội thay. Đây không phải quá thuận tiện cho Liễu Sướng sao, nếu bọn họ chấm dứt chuyện này, thì vấn đề nước của chúng ta không giải quyết được. Hơn nữa, chúng ta cũng không nuốt nổi cục tức này. Liễu Tây Hà xuống đài chúng ta phải khiến y phục hoàn toàn mới được. Nếu không, bí thư Diệp, lời hứa của anh trong một tháng làm sao để giải quyết?
chẳng lẽ thật sự phải về nhà bán khoai lang sao? Vương Long Đông có chút nóng nảy. Bán khoai lang, đó là không thể. Nếu Lan Chính có thể hóa giải việc này, mà Liễu Tây Hà lại đang giả ngu không hề làm gì. Có lẽ chuyện hôm nay ngày mai sẽ truyền ra ngoài. Đến lúc đó sẽ cho Liễu Tây Hà thấy y quyết tâm chơi với tôi. Đây cũng không phải là vấn đề của trạm phát điện Hồng Cốc, mà là Liễu Tây Hà của tập đoàn Vạn Thắng đấu với Diệp Phàm tôi, mà lợi thế chính là nước. Vẻ mặt Diệp Phàm đầy sát khí. Dù sao chứng cứ hôm đó tôi cũng hỗ trợ Kỳ Cương Thành. Tuy nhiên, trong lúc cần thiết tôi có thể đưa ra điều kiện. Việc này chứng cứ đều được làm thành hai phần. Cho nên, tôi vẫn còn có một phần. Nếu không thì cứ giao cho Lý Long thôi. Đến lúc đó Lý Long chỉ cần lên tiếng kêu gọi, Lam Chính muốn hóa giải cũng không được. Ừ, việc này cậu làm rất khá. Tuy nhiên, tôi nghĩ, cậu hỗ trợ Kỳ Cương Thành với danh nghĩa là hỗ trợ nhân dân Hồng Cốc Trại thôi. Mà Kỳ Cương Thành cũng biết trong tay cậu còn có một phần tài liệu tương tự. Cho nên, việc này cậu cứ trực tiếp ngả bài với Kỳ Cương Thành. Trước tiên thăm dò phản ứng của hắn xem thế nào. Đến lúc đó, có lẽ Kỳ Cương Thành sẽ nói lộ ra ý tứ của Bí Thư Lan. Đến lúc đó Kỳ Cương Thành không đi thì cậu trực tiếp gặp Lan Chính là được. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Cũng đúng, dù sao tôi cũng là Phó Cục trưởng Cục Hình sự Bộ Công an. Tôi muốn xem Lan Chính nể tôi như thế nào. Vương Triều gật gật đầu. Sáng ngày thứ hai, Vương Triều vội vã đến thành phố Long Giang. 9 giờ sáng, Diệp Phàm vừa bước vào văn phòng, tư lệnh viên phân quân khu Lã gọi điện thoại đến. Bí thư Diệp, có chút chuyện lạ. Lạ, cái gì lạ? Diệp Phàm hỏi, kéo ghế lại gần. Sáng sớm hôm nay mới hơn 7 giờ hơn. Phó Chính ủy quân khu tỉnh Mâu Ngưu Phong đã vội vàng từ tỉnh thành đến thành phố đồng lĩnh chúng ta. Tư lệnh Lã nói. Thiếu tướng Mâu đến, anh ta đến đây làm gì? Diệp Phàm giật mình, hỏi. Nói là tôi dẫn ông ta đến sư đoàn hưởng hổ đồng lĩnh một chuyến. Tư lệnh Lã nói. Chỉ hai người các anh đi sao, còn có ai nữa không? Diệp Phàm hỏi. Còn có một đồng chí, tuy nhiên, nửa đường mới lên, tôi cũng muốn hỏi nhưng không tiện. Bí thư Diệp, anh nói xem, Phó Chính ủy Mâu đến đó làm gì? Sư đoàn hưởng hổ là vương bàn của quân khu Bắc Kinh. Tuy nói cùng hệ thống quân đội với phân quân khu tỉnh. Nhưng, cấp trên của người ta là quân khu Bắc Kinh, cũng không phải là quân khu tỉnh chúng ta. Ban đầu tôi nghĩ Phó Chính ủy Mâu đại diện cho quân khu tỉnh đến thăm hỏi sư đoàn hưởng hổ. Làm công tác của quân đội địa phương, anh ta đến thăm sư đoàn hưởng hổ cũng là bình thường. Tuy nhiên, hình như không phải là thế. Bởi vì Phó Chính ủy đi xuống không, hơn nữa chỉ dẫn theo hai người lính, một là thư ký, một là lính cần vụ. Nếu như là đi thăm hỏi nhất định là phải đi đông người. Tư lệnh Lã có chút khó hiểu. Lão Lã, anh nói xem, có phải có liên quan đến chuyện xảy ra ở khe suối Cốc Khê không? Diệp Phàm có linh cảm. Đúng rồi, chẳng lẽ là nhà họ Đường tìm người nói giúp? Đường Sở không phải là bị giam ở sư đoàn hưởng hổ sao? Đường Vân biết tìm tôi sẽ không cố gắng nhiều, hơn nữa sư đoàn hưởng hổ cung cấp, chúng ta cũng không cần biết họ. Cho nên, cấp trên đưa người đi rồi. Tuy nhiên, có lẽ Chính ủy Mâu cũng không được việc lắm. Lã Lâm nói, cũng không nhất định, tuy nói phân quân khu tỉnh không quản lý sư đoàn hưởng hổ, nhưng dù sao cũng cùng hệ thống quân đội. Mâu Ngưu Phong không biết khi nào thì trở thành thủ trưởng một tập đoàn quân. Không phải lúc đó là thủ trưởng của sư đoàn hưởng hổ sao? Những việc này đều có thể liên quan, hơn nữa, Phó Chính ủy Mâu nếu có thể đi đến vị trí này lại là tướng quân. Một mình trong hệ thống quân đội chắc chắn là không thể nào lên được vị trí này. Mà chúng ta quân khu tỉnh chúng ta cũng thuộc sự quản lý của quân khu Bắc Kinh đấy thôi. Đã cắt đứt xương cốt và gân, trong chuyện này chắc chắn sẽ có chút liên quan rồi. Diệp Phàm không có cùng suy nghĩ. Hẳn là có liên quan, nếu không, Phó Chính ủy Mâu không thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay. Lã Lâm nói, yên tâm, Mâu Ngưu Phong đi cũng không có cách nào. Đến lúc đó không chừng còn tái mặt, anh phải chú ý một chút, bảo người cùng đi với anh chú ý vị trí của mình. Diệp Phàm thận trọng dặn dò, bởi vì Liễu Nguyệt ngay cả Lã Lâm cũng không rõ ràng lắm. Diệp Phàm sợ Lã Lâm tự dưng gây phiền toái. Tôi hiểu rồi. Tôi đi cùng một liên lạc và một văn phòng thôi. Đến lúc đó tôi sẽ không nói bất kỳ cái gì có liên quan đến việc đó. Lã Lâm nói. Không lâu,
Lã Lâm lại gọi điện thoại đến, nói là người đi cùng phó chính ủy Mâu lên nửa đường đúng là Đường Vân. Hơn nữa Đường Vân còn mang theo hai xe tải vật phẩm. Chuyện này thật là rõ ràng rồi, nhất định là tìm người nói giúp. Dù sao, Đường Sở bây giờ còn đang bị giam ở sư đoàn Hưởng Hổ, chưa được thả thì Đường Vân không thể nào nuốt nổi cơm. Đường Vân đem vật phẩm đến tất nhiên là để làm thân vời Tề Thiên rồi. Hơn 10 giờ sáng, Tề Thiên nhận được báo cáo của cảnh vệ nói là phó chính ủy quân khu tỉnh Mâu Ngưu Phong cùng tư lệnh Lã đi cùng đã đến rồi. Người đến không thiện. Sau khi đặt điện thoại, Tề Thiên hừ một tiếng, bởi vì vừa rồi đã nhận được điện thoại của Diệp Phàm từ sớm, đã đoán được đại khái ý tứ. Tuy nhiên, phải có cấp bậc lễ nghĩa Tề Thiên vẫn phải làm. Hơn nữa, người ta mang theo hai xe vật phẩm tất nhiên cũng phải nhận trước rồi. Cho nên, y dẫn theo bộ máy lãnh đạo của sư đoàn đến cửa tiếp đón, dù sao cũng là thiếu tướng tới mà. Hai bên vừa nói chuyện vừa đi bộ vào phòng khách của sư đoàn. Phó chính ủy Mâu hôm nay có thể đến sư đoàn Hưởng Hổ của chúng tôi thật là vinh dự cho chúng tôi. Những năm vừa quan quân khu tỉnh đều cử một đồng chí đến hỏi thăm binh lính chúng tôi. Sư đoàn Hưởng Hổ chúng tôi đều rất cảm kích, lần này các anh đến còn đem theo nhiều quà như vậy, việc này lại làm phiền toái thêm phân quân khu đóng ở Tấn Lĩnh các anh. Tề Thiên thản nhiên nhìn phó chính ủy Mâu một cái, mỉm cười giả vẻ khiêm tốn nói. Ha ha, đó là việc nên làm. Các anh đóng quân ở Tấn Lĩnh chúng tôi đây là đất nước cử các anh đến. Là vì bảo vệ tổ quốc mà đến, hơn nữa vừa rồi nghe tư lệnh Lã nói các anh còn dùng thời gian rảnh để góp phần xây dựng địa phương. Ví dụ như làm đường, nghe nói các anh còn giúp phân quân khu huấn luyện quân. Sư trưởng Tề thật là tốt, tôi thay mặt cho phân quân khu Tấn Lĩnh cảm ơn các anh đã ủng hộ địa phương. Mâu Ngưu Phong đã tung ra đề tài rồi. Đầu tiên là tân bốc Tề Thiên để sau đó van xin hộ. Đâu có, góp phần xây dựng địa phương là việc chúng tôi nên làm. Quân dân cùng kết hợp, hơn nữa bí thư Diệp của Đồng Lĩnh cũng rất quan tâm tới xây dựng sư đoàn Hưởng Hổ chúng tôi. Có gì khó khăn anh ấy đều giải quyết giúp, ví dụ như lần này xây dựng khu nhà ở cho binh lính đã được phân quân khu thành phố và thành ủy Đồng Lĩnh ủng hộ mạnh mẽ. Tình cảm quân dân máu mủ tình thân còn có gì phân biệt có phải không? Tề Thiên bật cười ha hả, chờ chính ủy Mâu ra bài. Quân đội vì xây dựng quốc phòng có cống hiến lớn, mà quân nhân các anh cũng vì bảo vệ quốc gia mà cố gắng. Đường Vân cũng xen vào một câu để làm quen với Tề Thiên. Ừ, cảm ơn, phó chính ủy Mâu, đồng chí này là thủ trưởng quân khu tỉnh à? Tề Thiên biết rõ còn cố tình hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền.